Chương 3223, kêu thảm thiết. A, à, người này hét lên thảm thiết, con run cũng không phải là thứ gì tốt đẹp, tất cả đều giống như vật hút máu chui vào óc của khuôn mặt người. Đúng lúc này, mỹ nhân ngư trên không trung đằng một cái, cặp đuôi cá tách ra, một cái kéo trong suốt hướng về phía thân con rết. Răng rắc một tiếng vang lên, tuy nói không thể lập tức cắt đứt nhưng có thể cắt một vết dài đến nửa mét. Mỹ nhân ngư có thực lực gần tiên thiên, ngày hôm qua bị Diệp Phàm khiến cho bị thương, nếu không uy lực còn lớn hơn. Khuôn mặt cố không kịp lúc này Sa Thiên và Triệu Thanh Thanh nhảy xuống, hai người dùng đao chém về phía lưng con rết, phối hợp với Diệp Phàm dùng tay tạo ra nhiệt năng, không lâu cuối cùng Diệp Phàm có thể thoát thân. Hắn vừa ra tới, đem toàn bộ khí hướng về phía khuôn mặt, luân đao điên cuồng bổ về phía con rết. Lúc này con rết mất đi sự khống chế của khuôn mặt giống như một con rết mất đi ý thức chỉ có thể lắc lư người để chống cự. Không lâu đã bị mọi người chém thành vài mảnh. Mà huyết cương vẫn nắm chặt đầu của khuôn mặt, run vẫn bám đầu quanh khuôn mặt người này. Con run dần dần chui hết vào óc, đầu người này khô quắt dần đi, hình như là bị huyết cương và mấy con run hút khô vậy. Diệp Phàm nhảy lên cao, đao chém xuống. Răng rắc một tiếng giòn tan vang lên. Khuôn mặt người này nhất thời bị lột bỏ mấy một tảng lớn, máu chảy đầm đìa. Oa, ô, y tức giận rồi, đầu y cùng với cơ thể con rết không ngờ giống như quả bóng cao su bắn ra ngoài. Mọi người sợ đến mức nhanh chóng chạy. Thình thịch, một đệ tử Vũ Nương bị đầu chạm vào lập tức máu tươi chảy ra, cả người nổ tung. Hơn nữa, khuôn mặt hình như rất hận pho tượng tam hóa. Trực tiếp tránh, va chạm làm cho Trương Thiên Lâm bay đến mấy chục mét có hơn. May mắn còn không nổ tung, bởi vì Diệp Phàm kéo Trương Thiên Lâm một phen. Đầu tiếp tục sắc bén đụng vào pho tượng không ngờ nhẹ nhàng tránh. Thằng nhóc, nhanh lên, nếu không tôi không chịu được nữa. Giọng tam hóa lo lắng truyền đến. Huyết trích tử của Diệp Phàm hé ra hướng trên đầu chộp tới, tiếng xé gió truyền đến, khuôn mặt hé miệng ra, một luồn màu đen hướng về phía Diệp Phàm. Không kịp tránh, lúc này trong đất đột nhiên hiện lên một vật. Huyết cương không ngờ dùng thân mình chăn luồng khí màu đen của đầu người. Cả người bị bắn đi mấy chục mét chui vào bùn đất. Thiên mị. Cùng huyết cương chiến đấu lâu như vậy, Diệp Phàm thật sự có cảm tình. Hắn phẫn nộ hét lên, bay lên chừng 40 thước, một kích cuối cùng. Phối hợp ngư long thập bát biến với âm dương thái cực trong nháy mắt ngưng tụ thành một khúc côn cầu đập xuống đầu người. Oanh. Đầu người bị đập trúng, đầu lập tức bị mở bung ra. Nhưng khi vỡ òa mở bung không ngờ tất cả nội khí đánh vào người pho tượng. Dầm một tiếng nổ long trời. Pho tượng không ngờ bị nổ tung, đầu cũng nổ tung, đồng quy vô tận. Cuối cùng Diệp Phàm nghe được năm chữ đối xử tử tế với Mỹ Nhân Ngư. Đây là tiếng nói cuối cùng của Tam Hóa Đại Sư truyền đến. Diệp Phàm biết Tam Hóa Đại Sư từ nay về sau hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Diệp Phàm nghe được tiếng khóc của Mỹ Nhân Ngư. Hắn không kịp nghĩ nhiều chạy nhanh cùng huyết cương, mà huyết cương đã tự động thu nhỏ lại, Diệp Phàm cẩn thận thu lại. Lão Tổ Tông! Tất cả các đệ tử Vũ Nương đều hướng về phía pho tượng của Tam Hóa Đại Sư còn sót lại quỳ xuống khóc lên. Đại Sư, ông đi mạnh khỏe. Diệp Phàm cũng vẻ mặt thận trọng lại. Dùng đạn lửa, dọn dẹp sạch hiện trường, không thể để lại chút chất độc nào làm bị thương người khác. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, Đường Thành mang đến mấy thành viên của Tổ đặc nhiệm A. Không lâu, trong hang vang lên tiếng lửa nổ, lửa cháy rực, cực nóng, Diệp Phàm lại sắp xếp đi xuống. Người của phái Vũ Nương nâng cái bệ của Đại Sư Tam Hóa đã bị tàn phá đi trước. Các cậu sao không giữ lại một chút, con rết lớn như vậy, rất khó gặp. Ngô Quang Bảo vội vàng tới rồi, tức giận đến mức vũng tay chân. Lưu cái rắm, đây là đùa với mạng sống, hủy là tốt nhất. Sa Thiên tức giận hừ nói. Cậu biết cái gì, thật là... Ngô Quang Bảo tức giận đến môi cũng run rẩy nhưng Sa Thiên cũng không có cách nào. Đây còn có một chút, cầm đi. Lúc này Đường Thành nói đưa ra một gói to, Ngô Quang Bảo xông lên vừa thấy, vui mừng, giống như thấy vật quý. Tổ trưởng cung, ngọc lâu đổ nát này giải quyết thế nào? Diệp Phàm xin chỉ thị. Ngọc này đã nhiễm độc mấy nghìn năm, chất độc này chắc chắn đã xâm nhập vào trong. Nhìn ngoài không có gì thật ra tất cả đều có độc. Để lại cũng hại người. Tất cả đều ném vào hang đốt là được. Cung Khai Hà thở dài. Nếu tổ không cần thì tặng cho tôi. Diệp Phàm nói. Cậu chẳng lẽ thiếu chút tiền đó. Cái này xử lý không tốt có thể là một phiền toái lớn. Cung Khai Hà giọng nghiêm túc.
Tổ trưởng Cung hiểu lầm rồi, tôi quan tâm đến chút tiền lẻ đó sao, tốt xấu thì Diệp Phàm tôi cũng có tài sản hơn 10 tỷ, cho nên, đó là không thể nào. Diệp Phàm hừ nói, cậu mang về để làm gì? Cung Khai Hà hỏi, tôi nghĩ, ngọc lâu này mang đầy độc, nếu luyện độc công trong nó chắc chắn là rất tốt. Tổ trưởng Cung, ông cũng biết cơ thể của tôi có thể từ từ hấp thu chất độc này để sử dụng cho mình. Để độc công của tôi được tăng mạnh, vừa rồi thật sự nguy hiểm, nếu không có độc công làm mù mắt người này có lẽ chúng tôi đã chết hết. Hơn nữa, chất độc trong ngọc lâu tôi có thể hấp thu hoàn toàn trở về. Nếu trong ngọc không chứa độc tố thì bán kiếm chút tiền cũng không tồi có phải không? Diệp Phàm nói. Vậy được rồi, cậu cứ lợi dụng đi. Nhưng, đã vỡ rồi, phải cẩn thận, đừng làm cho người khác trúng độc. Còn nữa, địa điểm lựa chọn cũng rất quan trọng, nếu không, ngọc lâu của cậu để ở Hồng Diệp Bảo cũng quá nhiều người biết. Ngoài ra, độc này sẽ đi ra hại người. Cung Khai Hà nói. Tôi nghĩ, không cần triệt, cứ ở trong này chữa trị là được. Chủ nhân ban đầu đã lựa chọn nơi này, chắc chắn là địa phương có lợi cho luyện độc. Chỉ cần bảo người trông coi là được. Diệp Phàm nói. Tốt lắm, cậu nói với Đường Thành và Trương Hùng một tiếng là được. Nhưng Diệp Phàm tôi hy vọng cậu chỉ là một người dùng độc không phải là một độc nhân không ai dám đến gần. Cung Khai Hà gật đầu. Tôi biết được ý của tổ trưởng cung, yên tâm, tôi có mục đích khác với họ. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, nghe nói cậu đã chế ra sinh mệnh tiềm lực hoàn. Diệp Phàm sợ nhất hỏi đến việc này, không thể tưởng vẫn đến. Là họa không thể tránh. Diệp Phàm hít một tiếng trong lòng nói. Vừa phối chế được mấy viên. Triệu lão gia yêu thương con gái của tôi như vậy, dù sao cũng phải có chút quà có phải không? Người ta đồ quý tổ tiên giữ lại hàng trăm năm cũng tặng cho, tôi cũng không thể không phóng khoáng có phải không? Việc này là đương nhiên, nhưng có một số việc cũng phải có chút ảnh hưởng có phải không? Cấp trên bảo cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu kéo dài, hiện giờ lo liệu việc tư lại rất hăng hái. Tôi nói không biết có để lại ấn tượng xấu với cấp trên không? Cung Khai Hà nói. Tôi cũng biết việc này, sinh mệnh tiềm lực hoàn rất nhiều người muốn. Đặc biệt là khách hôm Triệu lão gia mời đến vó vài người đều là cán bộ lão thành. Bọn họ đều biết chuyện sinh mệnh tiềm lực hoàn. Việc này, thật sự là xử lý không tốt. Cho nên, tôi sẽ làm ra trong vòng một tháng để nộp lên cấp trên. Diệp Phàm nói. Vậy cậu hãy nhanh chóng, bên này có hỏi tôi sẽ qua loa tắc trách cho cậu một chút. Cung Khai Hà nói. Trở lại Hồng Diệp Bảo mới có thời gian kiểm tra thương thế của Huyết Cương, phát hiện cô nàng hình như là đang trong trạng thái hôn mê. Dù dùng khống cương kinh cũng không làm cho cô nàng tỉnh lại. Nhưng, Diệp Phàm biết cô cũng không đến nỗi bị hủy diệt. Có lẽ có mấy nguyên nhân gây ra vậy, một chính là khi cô cùng đầu người kia đánh nhau bị hôn mê. Bởi vì cô không phải người sống, cho nên, trạng thái hôn mê của cô không giống với người sống. Thứ hai chính là, có thể cô tiến vào một cảnh giới rất cao, cảnh giới hôn mê. Giống như là tàm phá kiểu thành Nga. Một khi thức tỉnh có lẽ có thể trở thành một người có thực lực mạnh mẽ hơn so với tiên thiên đại viên mãn. Theo miêu tả của cậu có thể phỏng đoán ra một chút manh mối. Ngày đó cô khống chế con rết để chui vào đầu người mới như thế. Nói là cô nàng cũng có thể khống chế con rết này. Hơn nữa, hình như trình tự cấp bậc so với mặt người khống chế con rết cấp bậc còn cao hơn một ít. Từ đó có thể thấy được, con giun thần bí chúng ta gặp ở sa mạc tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh. Có lẽ hắn thật đúng là cùng một cấp bậc với cao thủ Vũ Vương. Mà Huyết Cương đến từ đảo Thủy TNS, đảo Thủy Tinh cách xa thành lâu làn hàng mấy nghìn cây số. Xa như vậy không ngờ có thể hợp thành một khối. Đây chứng tỏ cái gì? Lệ Vô Nhai nhìn Hồng Tà một cái. Trong đó chắc chắn có cùng nguyên nhân, đây là một loại thiên ý, hay là người thiết kế vô tình gặp được cũng khó nói. Nếu như là người nào đó thiết kế thì người này thật đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi làm người ta sợ run. Giống như cả thế giới đều trong tay y vậy. Hồng Tà gật đầu nói. Chẳng lẽ lại là đán phi tử dở trò quỷ? Diệp Phàm cảm giác lạnh cả sống lưng, nhìn hai ông già liếc mắt một cái, nói. Đúng rồi, đại sư Tam Hóa nói con giun kia giúp tôi. Đem nội khí của đán phi tử tẩn ký trong cơ thể tôi tiêu trừ. Nếu thật sự tiêu trừ, có lẽ đán phi tử có thể cảm giác được. Người này sau này có thể sẽ tìm tôi gây phiền toái. Hoặc là xuất hiện với một nhân vật và phương thức khác, điều này phải đề phòng. Nếu Tam Hóa Đại Sư đoán đúng, thì con giun kia có lẽ đều có liên quan lớn đến Vũ Vương và Đán Phi Tử. Có lẽ Huyết Cương là do Vũ Vương luyện,
nhưng cô là người thân của con Jun. Mà Đán Phi Tử có phải có cửu oán với Vũ Vương không? Cho nên, khơi mào sự tình để ngư ông đắc lợi. Lệ Vô Nhai nói. Chương 3224, ai dám nổ phòng của ông đây? Có lẽ huyết cương là Đán Phi Tử luyện ra, mà Vũ Vương chưa từng thấy cho nên đã đi con đường lầm lạc. Nhưng, cuối cùng tôi cảm thấy Vũ Vương nếu là người duy nhất đến hiện giờ đột phá đến cảnh giới thoát thần cảnh, thì Đán Phi Tử cũng còn lấy mọi cách để tồn tại. Vũ Vương chẳng lẽ chết như vậy sao? Không thể nào, Vũ Vương đột phá đến một tầng rất cao, trình tự kia gọi là gì, có năng lực gì? Có lẽ, người ta căn bản không dùng cách chuyển khí, tùy tiện lấy một cách chúng ta không thể tưởng tượng được chuyển sang kiếp khác. Mà Đán Phi Tử tôi cảm thấy người này không chỉ có năng lực thoát thần cảnh, có lẽ y cũng đột phá đến cảnh giới của Vũ Vương rồi. Hai người có thể nói là đối thủ. Hồng ta nói thật sự có chút có lý. Ôi, theo cách của Đạo Phật thì như Tam Hóa Đại Sư nói, tôi căn bản không dám tưởng tượng sẽ có sự thần kỳ đó. Nếu không phải Tam Hóa Đại Sư nói, thì không thể nào tìm được khuôn mặt người đó. Hơn nữa, cách để sống sót của người này cũng kỳ lạ thật sự. Diệp Phàm nói, thế giới rộng lớn như vậy, rất nhiều sự lạ. Trước kia chúng tôi thấy mình một quyền có thể giành được chính quyền, hiện giờ xem ra, lợi hại hơn chúng ta còn khối người. Làm người phải khiêm tốn một chút mới được. Lệ Vô Nhai tự dưng cảm thán. Đúng rồi, hai vị tiền bối, hai ông xem có tác dụng với hai người không? Diệp Phàm lấy ra dung dưỡng hoàn. Hai lão già nhận lại sau đó thử thử. Quái, tôi thấy chút hương vị quen thuộc. Hồng Tà nói. Hình như có chút mùi vị của lục tinh thủy mà hình như lại không giống, mùi rất nồng. Lệ Vô Nhai nói. Ha ha, đây là dung dưỡng hoàn. Diệp Phàm giới thiệu một chút. Tam Hóa làm ra hàng thật tốt, nếu đã là cô lọc thì chúng ta chỉ cần ăn vào một viên có thể kiên trì mấy tháng. Hồng Tà cười tủm tỉm. Hay là thử một chút. Lệ Vô Nhai nói. Tuyệt đối không có tác dụng phụ, tôi đã thử qua một viên, nhưng, hai vị tiền bối nên tiết kiệm một chút, chỉ có 10 viên. Hơn nữa, Tổ Giặc Nhiệm còn muốn lấy hai viên để nghiên cứu, tôi cũng phải giữ lại một chút. Sau này có rơi xuống biển cũng không cần sợ. Diệp Phàm cười nói. Đúng lúc này, Ngô Tuấn đầu đầy mồ hôi chạy vào, từ xa đã kêu lên. Không xong rồi. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Diệp Phàm tức giận nói. Đúng vậy, chỗ ở của hai vị tiền bối đã nổ tung. Ngô Tuấn nói. Cái gì, nổ tung, ai dám nổ chỗ ở của tôi? Hồng Tà vừa nghe nhổm lên định chạy, lão già này cho đến bây giờ vẫn nóng vội, mấy người Diệp Phàm vội vàng chạy nhanh đuổi theo. Từ xa đã thấy thấp thoáng ánh sáng giống như đang cháy. Mà đường thành đã dẫn người đến từ trước để canh giữ không cho người đi vào. Những người khác lui về. Diệp Phàm nói, mấy người nhanh chóng bỏ chạy. Diệp Phàm vội vàng đi vào trong. Nhất thời có chút ngây người. Phát hiện lục tinh thủy trong ao như đang bị đun sôi, lục tinh thủy đang rầm rầm sôi trào. Trên nó là ngùn ngụt khói bốc cao, mà hải bá đang nhìn chằm chằm vào cái ao không chịu đi. Nó căn bản là nhìn chằm chằm vào trứng rắn Phí Thanh Sơn lấy trên đảo Thủy Tinh về. Nước này không ngờ có thể tự sôi, việc lạ. Hồng Tà cũng ngơ ngác nhìn, Lệ Vô Nhai dùng tay thử thử, nói. Thật đúng là sôi, phỏng tay. Không phải thiên sinh bát xảy ra chuyện gì gây ra phản ứng nhiệt chứ. Việc này sao có thể? Thiên sinh bát cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Nếu có phản ứng nhiệt, hoa cỏ trong này chẳng phải đã chết cháy sao? Sa Thiên trả lời. Phản ứng nhiệt năng, chẳng lẽ đây là khả năng có thể ấp trứng? Diệp Phàm nói. Làm sao có thể, trứng này đã mấy ngàn năm rồi. Đã hóa thạch rồi, còn ấp trứng, đây đúng là trứng thần. Việc này, không phải thần tiên sao? Ngưu Bá lắc đầu, căn bản không tin việc này. Ngư Bá vừa dứt lời, tách một tiếng vang lên, dưới đôi mắt ưng, Diệp Phàm phát hiện trứng kia nứt ra một chút. Trứng nứt ra rồi, có thể bị sức nóng làm vỡ ra. Diệp Phàm chỉ vào quả trứng nói. Có thể có cái gì chui ra không? Người xưa làm ai nói được rõ ràng. Có lẽ là cao thủ dùng cách gì đó làm cho trứng này có thể bảo tồn, sau đó ấp trứng ra. Người xưa cách đây mấy ngàn năm cả phong giới đều có thể bảo tồn, một quả trứng cũng không có gì là khó khăn có phải không? Hồng Tà nói. Lại tách một tiếng giòn tan vang lên, lần này tiếng vang lớn hơn. Vỏ trứng thật sự nứt thành rãnh rơi xuống lục tinh thủy. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào quả trứng. Đúng lúc này, lục tinh thủy hình như máy bơm hút vậy,
bị hút hết vào khe nứt của quả trứng. Sau đó không lâu nước màu xanh đã biến thành không màu. Cứ như vậy lục tinh thủy bị hút vào sau đó biến sắc. Hình như lúc này quả trứng biến thành một bình lọc màu nước. Xong đời, trứng này hút hết lục tinh thủy của chúng ta rồi chúng ta sống bằng gì? Hồng ta tức giận, trừng mắt định ra tay với quả trứng. Từ đã, chúng ta nhìn xem, có lẽ sẽ có kết quả không tưởng. Lệ Vô Nhai kéo lấy Hồng ta. Nhìn nửa lục tinh thủy lúc này đều biến thành nước màu trắng, Hồng ta thật sự buồn bực. Lúc này, trứng nhảy lên vài cái, vết nứt cũng không lớn hơn nữa. Hay là lục tinh thủy không đủ dinh dưỡng, chúng ta giúp nó. Diệp Phàm nói, lấy cái gì giúp, chúng ta không có lục tinh thủy. Hồng ta tức giận nói, dùng cái này. Diệp Phàm lấy dung dưỡng hoàn ra. Tôi đang muốn nó, cũng đừng ném vào hết. Hồng ta nói nhanh, Diệp Phàm vung tay, dung dưỡng hoàn được Diệp Phàm ném đúng chỗ nứt trên vỏ trứng. Tách tách, một biên dung dưỡng hoàn không lâu toát ra nhiều khí màu trắng, mà vỏ trứng lại nứt lớn hơn một ít, to như sợi len. Có cửa rồi. Đường Thành kêu lên. Có cửa thì có cửa, đáng tiếc là tôi hết dung dưỡng hoàn. Diệp Phàm tức giận nói. Vứt nữa đi, không chừng đúng là có thể có được con rùa con. Đường Thành cười nói. Đây chính là rùa mấy ngàn năm, nhất định làm người ta ngạc nhiên. Diệp Phàm lại ném thêm một viên, vết nứt càng lớn hơn, nhưng vẫn không thể lập tức liền vỡ ra. Tôi giúp nó một chút, sắp vỡ rồi. Hồng Tà đau lòng dung dưỡng hoàn, tức giận kêu lên. Đừng sằng bậy, muốn chết sao? Đây chính là trứng lấy từ đảo Thủy Tinh về, có lẽ còn mang theo một ít bí mật của đảo Thủy Tinh. Đó là một manh mối lớn, chúng ta phải bảo vệ. Lệ Vô Nhai nói. Diệp Phàm thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt, ước chừng 10 viên dung dưỡng hoàn vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, cho Hồng Tà và Lệ Vô Nhai mỗi người 2 viên, trong túi còn bao nhiêu đều ném sang đó. Đương nhiên vẫn giữ 2 viên cho tổ, và vài viên cho mình. Lần này có hiệu quả. Tách một tiếng giòn tan. Bên trong xác xuất hiện một vật động đậy bằng nắm tay. Sao thế, là rắn, không phải là rùa. Đường Thành nhìn thấy. Đúng là rắn, nhưng, rắn này hình như chúng ta chưa từng thấy. Ngưu Bá kêu lên, bởi vì trên đầu rắn không ngờ còn có 2 bướu thịt. Giống như 2 cái mụn vậy, đôi mắt nhỏ trợn tròn, giống như rất ngạc nhiên đối với thế giới này. Đầu nhẹ nhàng thò ra thăm dò rồi rụt về. Ông đã từng thấy con rắn này chưa? Diệp Phàm hỏi Hồng Tà. Chưa từng. Hồng Tà hừ nói, bởi vì nó chiếm lục tinh thủy của lão Tà, lão già này không có tình cảm. 2 tiếng sau, rắn cuối cùng đi ra hoàn toàn. Còn có 4 chân, sao có thể, sợ là rồng đi. Đường Thành mắng. Long chắc chắn không phải, trên đời này nào có rồng, nếu tôi đoán đúng thì con rắn này có thể là kết quả tạp giao giữa thằn lằn và vật nào đó. Cho nên, rắn này có đặc điểm của rắn, mà hình dáng lại hơi giống thằn lằn. Lệ Vô Nhai phân tích đúng là có lý. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến con rơi của mình, thầm nói chẳng lẽ là ý trời. Xung quanh mình đều là các vật tạp giao. Thấy trứng nở ra một quái vật như vậy, hơn nữa không có chút đặc điểm nào của rùa, Hải Bá có thể là nghi hoặc khó hiểu, mình đã vất vả ôm nó lâu như vậy, không ngờ sinh ra quái thai. Hoa hoa hoa! Hải Bá tức giận giống lên. Ha ha ha, mày đã như vậy còn muốn sinh con, đây là con của rắn. Đường Thành cười vang. Không thể tưởng tượng được, Há Bá không ngờ biết Đường Thành chọc mình, tên kia đột nhiên tiến lên phía trước. Đường Thành không kịp tránh, bị Hải Bá đẩy xuống ao. Mẹ kiếp, mày muốn chết có phải không? Đường Thành tức giận nhảy lên muốn kéo Hải Bá xuống ao. Nhưng Diệp Phàm đang cười, Đường Thành cũng ngượng ngùng đối với vật mà con trai Diệp Phàm yêu quý, đành vỗ mông vài cái rồi nhảy lên kêu xui. Việc lạ đã lại xảy ra, con rắn vừa sinh ra không ngờ bơi đến chỗ Hải Bá, nhắm thẳng vào bụng nó. Hải Bá tát một cái kéo nó ra. Nhưng con rắn nhỏ này không buông ra, cứ bò lên người Hải Bá. Hải Bá tốt bụng, không tát nữa, kệ cho con rắn nhỏ lấy lưng mình làm giường. Việc kỳ quái. Ngưu Bá cười nói. Tiền bối, lục tinh thủy của ông đã bị hủy, sau này nghĩ cách khác, nhưng, may mắn có 2 viên dung dưỡng hoàn, có thể kiên trì mấy tháng. Nhưng, chỗ này ông có thể ở không? Diệp Phàm nói. Ở cái rắm, để rùa và rắn này ở đi. Hồng Tà tức giận vung tay áo. Tiền bối đừng tức giận, con rắn nhỏ này sau khi lớn lên có khi có manh mối tiến vào đảo Thủy Tinh. Diệp Phàm an ủi.
Đúng rồi Diệp Phàm, Sa Thiên không phải có thể đột phá sao? Lúc này Lệ Vô Nhai nhìn vào ao thật lâu sau đột nhiên nói. Chủ yếu là chưa tìm được địa điểm thích hợp, dược vật có, chỉ còn thiếu hoàn cảnh. Diệp Phàm nói, Sa Thiên đã giỏng tai nghe. Nếu không đi Tuyết Gia thôn thì chỗ này của chúng ta không tồi. Tuyết Nha đứng bên cạnh nói nhanh. Các cậu đó, thật là, không có bảo sơn, không biết tác dụng. Lệ Vô Nhai nói. Chương 3225, bảo sơn ở đâu? Bảo sơn ở đâu? Ngưu Bá ngây người hỏi. Chính là ao này, lục tinh thủy trong ao tuy nói năng lượng đã tiêu hết, nhưng, vỏ trứng này chắc chắn còn để lại chút năng lượng. Vỏ trứng này có thể bảo vệ một con rắn nhỏ mấy nghìn năm, cùng với năng lượng còn sót lại của lục tinh thủy, chẳng lẽ không thích hợp để hỗ trợ cao thủ đột phá sao? Lệ Vô Nhai nói. Đúng vậy, tôi có chút sơ sót. Diệp Phàm gật đầu, đưa tay ra vớt một mảnh vỏ trứng, đôi mắt ưng cẩn thận quan sát. Phát hiện bên trong còn giữ rất nhiều vật màu vàng, có lẽ đây chính là dinh dưỡng cho con rắn. Ngón tay của Diệp Phàm dính chút vỏ trứng kia, nhất thời cảm giác một năng lượng cuồn cuộn xông đến giống như bị say rượu, hiệu quả rất rõ ràng. Quả nhiên là thứ tốt, Diệp Phàm thầm mừng rỡ nói. Sa Thiên, nếu muốn đột phá có lẽ phải chịu khổ một chút. Không việc gì, khổ gì tôi cũng có thể chịu. Sa Thiên mắt sáng lên, y là một người cuồng luyện võ, không lúc nào không nghĩ đến đột phá. Ăn những thứ bên trong đó. Diệp Phàm cầm vỏ trứng ném qua. Này cũng có thể ăn sao, ghê chết, vừa rồi con rắn nhỏ còn ở bên trong. Anh Diệp, việc này cũng khá khó. Tuyết Nha cũng nhăn mặt nhìn chồng có chút đau lòng. Tôi ăn. Sa Thiên thấy thế tay trực tiếp cho vào miệng, mọi người ở đây nhìn đều buồn nôn. Nhưng, Sa Thiên cố chịu đựng, ăn hết mọi thứ còn sót lại. Ô ô, thấy Sa Thiên ăn phòng ở của mình, con rắn nhỏ tức giận nhìn Sa Thiên kêu lên. Hả bá đã nếm quyền cước của Sa Thiên. Biết người này lợi hại, nhanh chóng kéo con rắn tránh đi, con rắn hình như vẫn không phục lắm. Trả lại cho mày, đồ hẹp hòi. Sa Thiên đem vỏ rắn ném trả cho con rắn nhỏ, nó vừa thấy lập tức chui vào tạm thời yên tĩnh trở lại. Ha ha ha, Sa Thiên, cậu giành phòng ở của nhà người ta phản đối cũng phải. Ngưu Bá cười lớn, các cậu đều ra ngoài hết đi, hai vị tiền bối ở đây tương trợ là được. Diệp Phàm nói. Mấy người Đường Thành lui ra ngoài coi chừng. Mà Hải Bá cùng con rắn nhỏ cũng bị Ngưu Bá áp giải ra ngoài. Ba người tạo thành hình tam giác, Sa Thiên đứng giữa ao. Bốn người điều khí một tiếng sau cảm thấy đều thuận lợi. Sa Thiên, ăn vào, sau đó dùng toàn lực vận chuyển nội tức hình thành vòng tuần hoàn. Diệp Phàm đem quả ô vân lạc cơ ném qua, Sa Thiên há miệng nuốt vào. Sau đó không lâu trên đầu Sa Thiên bắt đầu toát ra một luồng khí màu trắng. Không lâu sau, toàn thân Sa Thiên bị bao phủ bởi luồng khí màu trắng, người lúc ẩn lúc hiện trong làn khí. Một luồng mây tía toát ra từ đầu. Có hy vọng, hai vị tiền bối, cùng nhau ra tay. Diệp Phàm nói xong đưa con rơi bay ra trên đầu Sa Thiên. Mà nội lực của ba người bắt đầu hướng về phía con rơi. Diệp Phàm thử hồi lâu cuối cùng tìm được phương hướng, cảm thấy được bảo hai vị tiền bối tăng độ dung hợp của nội tức. Sa Thiên không thể nhận được nội khí bên ngoài. Chỉ có thể trải qua con rơi của Diệp Phàm dung hợp sau đó mới có thể dùng. Bởi vì, nội khí của Diệp Phàm thì Sa Thiên quen thuộc, hai người đã từng phối hợp trước đây. Không lâu, một luồng nội tức đi xuống đánh vào luồng mây tía. Một luồng lực mạnh mẽ truyền đến được mây tía hút vào não. Diệp Phàm dùng phương pháp khai đỉnh quán khí, phương pháp này có hiệu quả trực tiếp nhất, nhưng độ nguy hiểm cũng cao nhất. Nhưng, Diệp Phàm thấy mình và Sa Thiên có độ ăn ý cao. Hơn nữa còn có hai cao thủ tiên thiên đại viên mãn tương trợ, xảy ra vấn đề hẳn là rất ít. Cả người Sa Thiên dần dần biến thành màu xanh, có lẽ là do quả ô vân lạc sơn. Dưới sự hỗ trợ của ba đại cao thủ, người Sa Thiên dần khôi phục bình thường. A! À, Sa Thiên hét lên một tiếng, thở mạnh một hơi, sau đó thu công. Đa tạ hai vị tiền bối, chuyện này Sa Thiên sẽ ghi nhớ mãi. Sa Thiên hướng về phía ba người cung kính quỳ xuống. Sa Thiên cậu vừa mới đột phá, tìm một nơi hẻo lánh để gian gân cốt một chút, đánh thuận khí trong cơ thể. Diệp Phàm nói Sa Thiên đi ra ngoài. Bởi vì là ban ngày, sợ chạy quá nhanh làm mọi người sợ hãi, Tuyết Nha tự mình lái xe đưa Sa Thiên ra ngoài luyện quyền. Diệp Phàm tôi thấy, hay là cậu lập một môn phái. Tên gọi là phái Diệp Phàm là được. Lúc này Hồng Tà cười nói.
Đúng rồi, cấp dưới của cậu không ít cao thủ, ra ngoài cũng không kém gì so với Thanh Thành hoặc Nga Mi. Lệ Vô Nhai cười nói. Vậy hai vị tiền bối là trưởng lão của phái Diệp Phàm là được. Diệp Phàm đùa. Hai ông lão tàn phế chúng tôi làm trưởng lão của môn phái chính là làm mặt mặt cậu, không ổn. Hồng ta không ngờ sĩ diện. Hai vị tiền bối tạm thời không đi lại thôi, hai ông cũng có thể dùng nội khí để đánh. Một khi tôi tìm được vật liệu có thể luyện thành chân giả là có thể hành tẩu. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, chính là phương pháp luyện vật kia. Chỉ là bản lĩnh của tôi còn chưa đủ, nếu không đất đỏ cũng có thể luyện thành thứ khỏe mạnh hơn hợp kim. Chân giả làm ra bằng phương pháp luyện vật không phải lợi hại hơn sao? Hơn nữa, tôi còn có một giấc mơ lớn, nếu người xưa có thể chế tạo ra người giống như thật, vậy chỉ cần chúng ta nắm được kỹ thuật là được. Tạo ra cho hai vị tiền bối đôi chân cũng không phải là giấc mơ. Việc này quan trọng là công lực, ít nhất cũng phải cảnh giới niệm thoát thần cảnh hoặc niệm khí mới có thể làm được. Mục tiêu này đối với chúng ta mà nói rất xa xôi. Hồng ta có chút buồn bực. Không hẳn thế, ông xem tốc độ đột phá của Diệp Phàm, chúng ta thúc ngựa cũng khó vượt qua. Cho nên, có lẽ trong 5 đến 10 năm, Diệp Phàm thực sự có thể đột phá đến giai đoạn niệm khí. Chúng ta vẫn có thể hy vọng, vị trí trưởng lão của môn phái Diệp Phàm Lệ Vô Nhai tôi sẽ làm. Chẳng qua chỉ sợ đến lúc môn phái nhiều cao thủ, hai lão già chúng tôi không còn vị trí. Lệ Vô Nhai nói, ha ha ha, lão Lệ, ông nói vậy khác nào diệt uy phong của chính mình. Chúng ta tài kém cũng là cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Hiện tại có mấy người trên thế giới được như chúng ta. Giai đoạn niệm khí hình như đến hiện giờ không còn ai sống sót. Không tính những hồn khí còn tồn tại. Hơn nữa, dù là thế thì người xưa có mấy người còn sống được. Hồng ta đột nhiên hào hùng, khí phách cười nói. Hai vị tiền bối, tôi luôn luôn nghĩ. Tôi hiện giờ đã có thể ngưng tụ nước thành vật. Vậy nên hai vị tiền bối chắc chắn có thể. Cho nên, tôi nghĩ, có thể ngưng tụ nước thành chân giả, như vậy thì tiện cho hai ông tự vận động, tùy ý của hai ông. Diệp Phàm nói, đương nhiên có thể ngưng tụ nước thành vật, nhưng, việc này hao tốn lượng nội khí quá lớn. Cậu cũng biết, trong đánh nhau tạm thời dùng còn được. Nhưng trang bị cho bọn tôi thì thường xuyên phải dùng, hơn nữa, khi ngủ vẫn phải tồn tại. Đây chính là nội khí cuồn cuộn đưa vào mới có thể giữ được. Đây đối với chúng ta căn bản là không thực tế. Trừ phi là đến cảnh giới của đán phi tử, có thể chuyên giao nội khí. Nhưng, tôi cảm thấy mặc dù là tình trạng này thì vẫn mệt chết người. Không bằng có thể tìm được vật liệu đặc thù dùng phương pháp luyện vật thì hiệu quả vẫn tốt hơn. Bình thường cũng không cần chúng ta tốn sức có phải không? Lệ Vô Nhai lắc đầu. Tạm thời gặp nguy hiểm vẫn có thể dùng. Ví dụ như Diệp Phàm cần trợ giúp chúng ta theo ra ngoài. Nếu gặp một cao thủ tấn công chúng ta có thể ngưng tụ nước thành chân để chiến đấu vẫn được, tốt hơn trên lưng thằng nhóc Sa Thiên kia. Chân kia chính là chân của nó, sử dụng không tiện. Hồng ta nói, thật sự động tâm. Nếu hai vị tiền bối không đủ nội khí cũng không cần làm như vậy có phải không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, một dòng suối nhỏ làm sao so được với sông lớn. Nếu trong cơ thể chúng ta có một dòng sông lớn, dù là dùng một ít cũng không sao. Nhưng hiện giờ trong cơ thể chúng ta chỉ là một dòng suối nhỏ, dùng một chút để ngưng tụ chân giả thì không phải chỉ có thể thừa một chút sao. Hơn nữa, trong chiến đầu, phải phân ra 3 phần khí lực đi ngưng tụ chân giả, trên thực tế công lực sẽ yếu đi một ít. Nếu gặp cao thủ đồng cấp với chúng ta sẽ bại. Lệ Vô Nhai nói, tôi có cách tăng nội khí dự trữ của hai vị tiền bối. Diệp Phàm thản nhiên cười thần bí. Cậu có cách, không thể nào. Đan điền chúng ta lớn như vậy cảm giác đã muốn bão hòa. Nếu chữ thêm sẽ giảm chất lượng nội khí. Một khi thành công chính là cao thủ niệm khí. Dù là muốn đột phá đến giai đoạn niệm khí nhưng quá khó khăn. Về mặt tinh thần chúng tôi cũng không đạt được. Và lại, sau nhiều năm như vậy, cơ thể chúng tôi bị tổn thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Không đủ sức đánh vào giai đoạn niệm khí. 20 năm sau có thể hay không cũng khó nói. Hồng ta lắc đầu. Không cần phiền toái như vậy, tôi có một cách gọi là cửu cung niệm hồn thuật. Diệp Phàm nói qua cách này một lần. Tên này đúng thật là thiên tài, không ngờ có thể nghĩ ra một cách như vậy. 9 đan điền, vậy lượng nội khí chứ chẳng phải tăng lên 9 lần sao? Hơn nữa, đối với việc đột phá đến giai đoạn niệm khí gia tăng thêm rất nhiều thực lực. Bởi vì nội khí sung túc. Rất nhiều cao thủ không thể đột phá vì nội khí không đủ.
hồng ta thiếu chút nữa kêu lên. Nhưng hai vị tiền bối, cách này cần nam nữ phối hợp mới hiệu quả. Diệp Phàm vừa nói xong hồng ta thiếu chút nữa bị nghẹn, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Ha ha ha, lão tà, nếu không bảo Diệp Phàm thu xếp cho ông một người. Lệ Vô Nhai cười. Nghĩ đến phụ nữ, thật phiền toái. Hồng tà hừ nói. Tôi thấy, tiền bối, có thể lo lắng. Tiêu nói phụ nữ thích hợp với tiền bối không nhiều, hơn nữa cũng phải là người có bản lĩnh. Nhưng, chỉ cần đi tìm, chắc chắn là có. Nhưng, tiền bối có thể luyện trước, luôn có chút hiệu quả có phải không? Diệp Phàm nói. Phụ nữ, phiền toái. Hồng tà thở dài lắc đầu. Chương 3226, giả nai. Có gì phiền toái, nam nữ cùng vui vẻ, là tự nhiên thôi. Diệp Phàm khuyên nhủ. Nếu tiền bối đồng ý tôi sẽ thu xếp. Không cần. Không ngờ Hồng tà trực tiếp từ chối luôn. Diệp Phàm, cậu không cần thu xếp. Lệ Vô Nhai không ngờ cười gượng một tiếng, tình huống này đối với một cao thủ nổi tiếng như Lệ Vô Nhai thật đúng là hiếm thấy. Việc này. Diệp Phàm nhìn hai lão già. Ông ấy thật ra đã có người, chỉ là ông ấy không dám đối mặt với sự thật thôi. Lệ Vô Nhai cười nói. Họ Lệ kia, đừng nói chuyện của tôi, nếu không tôi sẽ đấu với ông. Hồng ta nóng nảy mặt đỏ tía tai. Có gì nhận không ra, tôi không phải là nói bừa, ông đó, chỉ sợ đời này. Đây là ông đang trốn tránh, đây là hành vi nhu nhược của ông mấy chục năm. Hành vi này của ông chẳng những hại ông cũng làm khổ người phụ nữ số khổ đó. Lệ Vô Nhai hôm nay hình như buông ra, chỉ vào Hồng Tà mắng, Diệp Phàm thật sự là lần đầu nghe Lệ Vô Nhai chửi mắng người khác. Ôi! Hồng Tà cúi đầu. Diệp Phàm, nói về bạn của ông ấy có lẽ cậu còn biết. Lệ Vô Nhai nói. Hả? Diệp Phàm vẻ mặt thú vị nhìn Lệ Vô Nhai. Nhất Diệp Sư Thái, cậu đã nghe nói rồi đúng không? Lệ Vô Nhai. Nhất Diệp Sư Thái của phái Nga Mi, hình như còn là sư thúc của trưởng môn Vi Thảo Sư Thái. Lần trước nhà họ Phí và nhà Hoành Đoạn thi đấu cô đã đồng ý đến một chút, còn đánh một hồi. Nhưng Sư Thái nhìn qua rất trẻ tuổi hình như mới hơn 50. Diệp Phàm hỏi, còn chưa đến 50, đã 51 tuổi rồi, lại còn trang điểm giống như một cô gái, giả nai. Hồng ta lúc này bên cạnh nói thầm một câu, 51 đã là cái gì? Người ta chăm sóc tốt nhìn qua chỉ như một cô gái 30 tuổi. Dáng vẻ không giống như ông, mỗi ngày chịu sự tra tấn trong lòng. Muốn gặp lại không dám gặp, lần trước ở trận đấu nhà họ Phí, không phải ông cũng trộm nhìn sao? Đừng cho là tôi không biết, mỗi ngày ở cùng một nhà với người người không ra người quỷ không ra quỷ, tinh thần tốt tất nhiên là trẻ rồi. Lệ Vô Nhai hừ nói. Tôi nhìn thì sao, chẳng bỏ. Hồng ta có chút giận. Nghe nói Vi Thảo Sư Thái đều hơn 60, không thể tưởng tượng được sư thúc của cô còn trẻ hơn cô. Diệp Phàm cảm thán. Việc này không có gì kỳ lạ, bởi vì Nhất Diệp Sư Thái là đệ tử cuối cùng của Vi Thảo Sư Thúc. Đương nhiên nhỏ tuổi nhất. Ví dụ như chú út trong một nhà còn nhỏ tuổi hơn cháu, việc này cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa, Hồng Tà lúc trước quen cô còn chưa xuất gia đến Nga Mi, còn là một cô nương. Hồng Tà gặp cô khi cô mới 13 tuổi. Hồng Tà cũng chừng 20 tuổi. Nhưng Nhất Diệp Sư Thái năm đó rất hiểu chuyện, không ngờ đã yêu Hồng Tà, mà Hồng Tà có áp lực tâm lý, bởi vì hai người hơn kém nhiều tuổi. Ông ấy thường xuyên nói, Hồng Tà tôi 60 tuổi thì Nhất Diệp mới 40 tuổi, rất không xứng. Đừng thấy Hồng Tà thật sự là tà, nhưng đối với tình cảm rất chân thành. Nhiều năm như vậy ông ấy vẫn chưa từng gây tai họa cho cô giáo nào. Lệ Vô Nhai vẻ mặt xúc động nói. Lệ Vô Nhai. Đừng nể mặt tôi, cứ nói hết ra đi, để thằng nhóc này chế giễu. Hồng ta đỏ mặt. Nếu nói một nửa Diệp Phàm cũng khó chịu, chuyện của ông cần phải người ta ra mặt. Hiện tại Nhất Diệp đã là người nổi tiếng của phái Nga Mi rồi. Nếu muốn hoàn tục thì liên lụy đến nhiều chuyện hơn. Đến lúc đó, phiền toái này còn phải Diệp Phàm đi giải quyết. Cho nên, muốn nói rõ mọi việc thôi, nếu không cửu cung luyện hồn thuật cũng không đến lần ông đâu. Nghĩ lại trong đó thật có nhiều chỗ tốt. Còn nữa, chẳng lẽ ông thật đúng là không muốn ôm một cô gái sao? Lệ Vô Nhai hừ nói, Hồng Tà không ngờ phá lệ không lên tiếng. Xem ra, lão già này tức giận thật ra động tâm rồi. Cô gái có khả năng luyện cửu cung niệm hồn thuật, cớ sao không làm? Có khi còn có thể đột phá đến giai đoạn niệm khí. Đến lúc này, làm sao có được một cô gái xinh đẹp?
Nhất Diệp đại sư tên thật là Nhất Diệp sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, cô họ La, tên đầy đủ là La Nhất Diệp. Có lẽ là hoài niệm nên sau khi xuất gia lấy danh là Nhất Diệp Sư Thái. Lúc còn trẻ chẳng những xinh đẹp, hơn nữa công phu khinh thân rất cao. Một cái lá cây cũng có thể qua sông. Năm đó cô mới mười mấy tuổi, cô được coi là thiên tài về mặt này. Lệ Vô Nhai nói, Nhất Diệp Sư Thái xuất gia có thể cũng là vì Hồng Tiền Bối. Diệp Phàm hứng thú thật sự. Rất có thể, năm đó Hồng Tà chấn động thiên hạ, đã bị nhiều người vây công. Mà tôi chính là người tổ chức tiến công, một đường đuổi theo, cuối cùng đã chết rất nhiều người. Tôi và ông ấy rơi xuống khe sâu, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đương nhiên, đó là một vách núi, thật ra lúc đó bọn tôi chưa rơi xuống sông, không ngờ lại đánh thành một đoàn, cuối cùng núi Đài Sơn mới là rơi thật sự chết khiếp. Mà người ngoài đều đã cho rằng hai chúng tôi cùng chết. Nhất Diệp trong lòng đau thương, có thể sau đó không tìm được người khác. Cô là một người si tình. Lệ Vô Nhai nói. Thì ra là thế, việc này tiền bối giao cho tôi đi làm. Diệp Phàm nói. Đừng đi, tôi như vậy còn có thể làm gì? Đây không phải là hại nàng sao? Một người tàn phế, người ta đến giờ cũng không phải mỹ nữ. Hồng Tà mắt đỏ lên, xúc động. Ông nhẫn lầm làm cho tiểu mỹ nhân mỗi ngày tâm phật khổ cả đời sao? Lệ Vô Nhai hừ nói. Như vậy đi, trước tiên tốt nhất tìm hợp kim để làm chân giả. Chỉ cần không cần để chiến đấu, dùng để đi đường là không thành vấn đề. Với công lực của tiền bối, có thể đi là không khó. Cũng không làm xấu mặt Nhất Diệp có phải không? Nếu Nhất Diệp chê thì người con gái này không cần cũng được. Diệp Phàm nói. Vậy xem đi. Hồng Tà cuối cùng gật đầu, lão già này cũng là động tâm. Ha ha ha, thế mới đúng chứ. Lệ Vô Nhai cười. Ăn sáng xong, Diệp Phàm dẫn nhân viên công tác của địa khu Giang Hoa và tập đoàn Hoành Không đi theo đường thành một vòng, giải quyết không ít việc. Đương nhiên, rất nhiều ngành cũng không phải là đường thành tự thân xuất mã, tất nhiên là có nói trước, đã có người đi dẫn đường trước. Nhìn Diệp Phàm cưỡi ngựa xem hoa tài liệu đưa lên không lâu liền được phê chuẩn, các đồng chí của địa khu Giang Hoa và Hoành Không thiếu chút nữa choáng váng. Trước kia tiến hành khó khăn ngàn vạn lần, đến Bắc Kinh trước mặt trợ lý Diệp giống như nhà sau của mình vậy. Buổi trưa đường thành cười gượng tới hỏi. Thế nào anh Diệp, nhiệm vụ anh giao tôi đã hoàn thành rồi, 2 triệu tới tay. Vậy là tốt rồi, tôi phải cảm ơn anh. Diệp Phàm cười nói. Đừng khác, chúng tôi làm giao dịch, đừng nói cảm ơn, tiếp theo tôi còn phải cảm ơn anh. Đường thành nói. Chuyện của anh, ôi, ngày hôm qua thứ tốt kia Sa Thiên đã ăn. Nhưng, tôi còn phát hiện một thứ tốt khác, nếu cậu đồng ý thử thì thử xem. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Cái gì vậy? Đường Thành nhăn mặt, có chút giận, cho rằng Diệp Phàm đùa giỡn với mình. Cậu không phát hiện, không phải trong người con rết chúng ta lấy ra một bảo bối sao? Loại này có lẽ là trùng bảo, lớn như quả trứng. Có hiệu quả giống rắn bảo. Hơn nữa, con rết là con vật mang độc dược, bảo của nó cũng không có độc. Nếu ăn còn có tác dụng phòng độc, cái này cậu có ăn hay không? Diệp Phàm hỏi. Anh Diệp. Anh muốn hại tôi khổ thì một trưởng là được sao phải làm mánh lưới này. Đường Thành thiếu chút nữa giống lên. Tôi thật sự coi nhẹ cậu, Đường Thành, cậu cho rằng tôi là người như vậy. Có bao nhiêu người muốn ăn vật này tôi không cho họ cơ hội. Cậu đồ tốt như vậy không ngờ cậu không muốn ăn, ngại ăn thì không cần ăn. Diệp Phàm hừ nói. Tôi không phải ngại ăn, chính là mang ra từ cơ thể rết, rất ghê tởm. Đường Thành rụt cổ, nghĩ đến con rết đáng sợ kia, vẻ mặt thống khổ. Sa Thiên thì sao, vỏ trứng kia cũng ăn có phải không? Người ta ăn được hiện giờ đã được bán tiên thiên. Đường Thành cậu sợ khổ, còn muốn đột phát sao, ngủ mơ đi. Tôi nói với cậu hành vi này tôi không hiểu. Bất kể cậu là ai, mặc kệ thân phận của cậu cao quý bao nhiêu, nhưng nếu làm Diệp Phàm tôi xem thường thì cút đi. Diệp Phàm tôi không cần người chỉ biết gọi bạn bè. Hiện giờ cậu có thể rời khỏi Hồng Diệp Bảo, về sau không cần đến đây nữa. Diệp Phàm hung hăng mắng Đường Thành. Tôi không đi. Diệp Phàm hừ nói. Hả, Đường Đại Công Tử còn ở lại có phải không? Diệp Phàm châm chọc nói. Tôi ở lại, Diệp Hồng Bảo này cũng là ngôi nhà thứ hai của tôi sẽ không đi. Đường Thành xấu lắm. Người này lúc này hình như là một thằng nhóc, Diệp Phàm thiếu chút nữa cười ra tiếng, vừa rồi kích y đương nhiên là có mục đích. Vậy cậu lập tức ăn, ăn hết vào, giống như ăn khoai lang vậy.
Diệp Phàm tùy tay móc quả trứng ra. Cái này, rất, ôi. Đường Thành thở ra, nhìn trùng bảo tanh tưởi kia, thật sự là khó có thể nuốt nổi. Ngay cả chút khổ này đều không chịu nổi, còn muốn khiêu chiến với sứa, tôi thấy cậu chỉ là trẻ con thôi. Không thể tưởng tượng được Đường Thành cậu chỉ có trình độ ấy. Thật sự là không nghĩ tới. Bình thường cậu giống như rất khí khái, nhưng lột mặt nạ đi so với chó còn không bằng. Sứa kia nói đúng thật là không khách khí, những câu này giống như châm bình thường đớ vào Đường Thành Đường Thái Tử. Ông đây là hảo hán, ông ăn, nhất định đánh cho cô răng rơi đầy đất. Đường Thành bi phẫn hét lên một tiếng vang khắp Hồng Diệp Bảo. Người này bị chọc giận, há mồm cầm đồ vật thối kia ăn. Chóp chép mấy tiếng, không lâu y ăn toàn bộ. Còn có, hay không, anh Diệp, thêm một nữa, Đường Thành tôi ăn không lầm. Đường Thành giơ tay vẻ mặt liều tĩnh. Tốt lắm, vào trong đi, tôi trợ giúp cậu một chút. Diệp Phàm nói, dắt Đường Thành vào trong ao. Sau 3 giờ gây sức ép, còn sót lại một chút lục tinh thủy dinh dưỡng đã trở thành nước trong. Ha ha ha, ông đây đã bát đẳng đỉnh ra, bát đẳng đỉnh dai. À, Đường Thành giống như người điên nhảy nhót trong ao. Chương 3227, hoàn tục. Được rồi, đừng quá vênh váo đắc ý, không phải là chỉ là bát đẳng thôi sao? Diệp Phàm châm chọc. Bát đẳng thì sao, ông đây bát đẳng đỉnh dai đấy. Đường Thành hừ nói, sau đó nhìn ra cửa, cắn răng nói. Thủy mẫu đâu, chúng ta bắt đầu so đấu, bắt đầu. Chỉ sợ nhất thời cậu không tìm thấy cô. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Anh Diệp nói vậy là sao? Không phải dọa chạy chứ? Đường Thành ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ha ha, chẳng cần thế, là tôi có nhiệm vụ giao cho cô đến quần đảo Duy Cơ Tư bảo vệ. Bên đó một mình Lạc Phi bận quá, cần thêm người. Gần đấy cùng âm giáo nghe nói có chút dục dịch, có lẽ sau một thời gian ngắn Sa Thiên cũng qua bên đó. Diệp Phàm nói. Được, 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 thủ đoạn của anh rất tốt. Đường Thành tức giận đến chừng mắt nghẹn ở cổ. Tôi thì sao? Diệp Phàm hỏi. Đi thật là đúng lúc, vừa rồi tôi ăn trùng bảo cô còn ở đây, giờ đã không thấy tăm hơi. Anh Diệp, cô trốn cũng không được, tôi mãnh liệt yêu cầu cũng đến đảo Duy Cơ Tư để bảo vệ. Đường Thành nói. Cậu muốn qua đó, một thời gian nữa hãy đi cùng Sa Thiên, hiện giờ không được. Diệp Phàm lắc đầu nói. Đường Thành, hiện giờ cậu cũng là cao thủ bát đẳng đỉnh giai rồi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này biểu hiện của cậu cũng rất tốt. Theo tôi tham gia quá nhiều lần hành động. Cho nên, tôi có thể nói với đồng chí Cung Khai Hà, cậu có thể thăng lên đại tá. Mấy hôm trước đồng chí Cung Khai Hà nói với tôi, nói là mấy người mới cần huấn luyện viên, cậu thấy thế nào? Bảo tôi đi làm huấn luyện viên. Đường Thành sửng sốt hỏi. Ừ, nghe nói một năm nữa bộ đội quốc tế đặc biệt muốn đi vào trận đấu, tổ đặc nhiệm chúng ta đương nhiên cũng tham gia. Mà Hải Lang của Mỹ, Lam Sơn Hồ, Tổ thần đạo đều tham gia. Đây là cơ hội để triển lãm phong thái của bộ đội đặc biệt của các nước. Hơn nữa, các nước cũng đang âm thầm phân cao thấp. Có lẽ, việc này không riêng gì là một trận đấu, trong đó tràn ngập huyết phũ tinh phong. Nghe nói địa điểm được lựa chọn rất hà khắc, chỉ là hoàn cảnh khắc nghiệt đã làm cậu hít thở không nổi. Mà tổ chúng ta lựa chọn cả người trẻ tuổi và người lớn tuổi tham gia. Cậu qua đó, phụ trách công tác huấn luyện đối với những người trẻ tuổi. Đương nhiên, huấn luyện viên cũng không chỉ một mình cậu. Tổ cũng đã quyết định thành lập một tổ huấn luyện viên. Nhân viên cụ thể đang lựa chọn, ý của đồng chí Cung Khai Hà là bảo tôi làm tổng huấn luyện viên, nhưng tôi làm gì có thời gian. Cho nên, trước tiên do các tổ viên huấn luyện viên thực hiện, sau đó tổng huấn luyện viên sẽ tiếp tục. Diệp Phàm nói, Đường Thành, đây đối với cậu là một cơ hội, nếu các đội viên có được thành tích trong các trận đấu, huấn luyện viên cũng được vẻ vang. Làm huấn luyện viên thì tôi muốn làm, tôi còn hy vọng có thể gia nhập đội dự thi. Đường Thành nện một quyền lên cây, bay mấy con chim. Vậy cậu phải cố gắng, mỗi đội viên chúng cử đều là cao thủ. Để huấn luyện họ có tác dụng phải là người kém phối hợp với cao thủ. Diệp Phàm nói. Nhưng, tính nguy hiểm cũng cao, ví dụ như nếu gặp Dạ Đường thì phiền toái. Không sợ, có anh ở đó. Đường Thành cười khan vài tiếng. Thằng nhóc. Tôi không thể tham chiến. Diệp Phàm nói. Anh không tham chiến thì ai tham chiến, vả lại, đối với việc anh tham chiến lão cung cũng quan tâm sao? Chính là làm vẻ vang nước nhà thôi, không thể qua loa được. Đường Thành tiếp tục cười gượng một tiếng. Tốt lắm,
Cậu, không nói nữa. Diệp Phàm khoát tay, Đường Thành tự đi luyện quyền. Buổi tối Diệp Phàm đến nhà họ Phí. Bận như vậy cũng có thời gian đến uống trà. Phí Thanh Sơn cười bảo Diệp Phàm ngồi xuống. Dù bận cũng phải có thời gian đến thăm sư bá đúng không? Diệp Phàm cười ngồi xuống. Cậu miệng càng ngày càng ngọt, có phải là mật không? Phí Thanh Sơn tâm trạng cũng đang tốt, nhìn Diệp Phàm một cái. Đúng rồi, lần trước các cậu đến thành cổ tinh tuyệt như thế nào, kể với tôi một chút. Diệp Phàm kể lại một lần. Đây thật đúng là mê cung giữa mê cung, hình như càng ngày càng phức tạp, liên quan đến nhiều chỗ, chẳng qua tôi có chút nghi ngờ. Giết mặt người kia nếu là cao thủ thoát thần cảnh sao dễ dàng bị các cậu tiêu diệt như vậy? Phí Thanh Sơn hỏi. Hình như chí mạng nhất chính là con run do huyết cương phun ra, vật kia chui vào trong đầu y. Có lẽ là công kích từ bên trong, đến giờ tôi vẫn không hiểu trong thân thể huyết cương phun ra có phải con giết cửu u hay không. Hay là một loại gì khác, nhưng, nhìn ngoài rất giống hai con mà chúng tôi giết chết. Diệp Phàm nói. Tôi đồng ý với cậu trong cơ thể huyết cương phải là nội khí rất sâu, có lẽ là do con run nhìn thấy ở ma lâm cấp cho huyết cương. Phải là một loại nội khí tinh thuần, hơn nữa, thực có thể dung hợp với con rết cửu u. Cậu nói không có con rết nào ở bên trong cũng không thể nào, cậu nói toàn bộ do con rết tạo thành cũng không có khả năng. Có phải là vị cao thủ kia dung hợp sâu kia và tinh túy giữ lại đến giờ? Hơn nữa, ông ta bồi dưỡng con rết cửu u đến trình tự rất cao. Giống như vương giả trong loại này, vì vậy ngay cả người mặt dỗ cũng bị lừa, nguyên nhân chủ yếu chính là y ký sinh trên loại côn trùng này. Nếu không, các cậu không làm gì được y, đương nhiên mượn côn trùng chuyển sang kiếp khác đến hiện giờ cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của thân giết mặt người. Nếu không, ông ta đã bị chết rồi. Phí Thanh Sơn nói thật đúng là có chút có lý. Đây chỉ có thể là phỏng đoán, chúng ta căn bản là tìm không ra căn cứ. Mà bản thân huyết cương không rõ ràng lắm. Tôi nghĩ, có phải ý thức của cô còn chưa tỉnh lại? Có phải bị Vũ Vương hoặc Đán Phi Tử phong bế? Chỉ cần dùng phong giới có thể phong bế hết thảy tinh thần ý thức của cô có phải không? Diệp Phàm nói. Không nói chuyện này nữa. Phí Thanh Sơn. Sư bá, lần trước tỷ thí nhất Diệp Sư Thái là sư bá mời đến sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, tôi mời đến, sao thế? Phí Thanh Sơn uống một ngụm trà nhìn Diệp Phàm. Không phải. Tôi muốn tìm hiểu một chút về người này. Nếu sư bá có thể mời bà ấy đến, chứng tỏ hai người quan hệ cũng không tệ có phải không? Diệp Phàm nói. Chúng tôi là bạn bè. Phí Thanh Sơn gật đầu nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Cậu muốn hỏi bà ấy cái gì? Tôi thấy hơi lạ, một người nước ngoài cũng thấy thích thú với bà. Cậu có phải cũng coi trọng đệ tử của bà ấy? Cô nàng Trương Thiến Thiến đúng là rất xinh đẹp, hơn nữa bây giờ con chưa tu hành. Nhưng... Cậu đã không ít người phụ nữ của mình, Trương Thiến Thiến tuy xinh đẹp nhưng kém mấy người của cậu. Chẳng lẽ cậu muốn thay đổi khẩu vị? Sư bá, sao bác lại nói vậy, đây là chỗ nào? Diệp Phàm thiếu chút nữa bị nghẹn, trừng mắt nhìn Phí Thanh Sơn. Nếu không thì vì sao? Phí Thanh Sơn cười ha hả. Sư bá trêu đùa tôi rồi. Diệp Phàm hiểu ra. Nhất Diệp Sư Thái thật ra trước kia là đệ tử Nga Mi. Cũng giống như Trương Thiến Thiến cũng là chưa xuất gia. Sư phụ của cô chính là một thế hệ trưởng môn của Nga Mi Thần Ni. Thần Ni nhận mấy đệ tử, mà Nhất Diệp Sư Thái là đệ tử cuối cùng. Tử Y Thần Ni rất thương nàng cho nên, cô nói không lấy chồng nên đồng ý. Chẳng qua kỳ lại, mới mấy tuổi sao Nhất Diệp Sư Thái không chịu lấy chồng. Mới mười mấy tuổi cô nhất định xuất gia. Lúc đó Tử Y Thần Ni còn lấy làm lạ, hỏi cô không nói, chỉ khóc. Tử Y Thần Ni cảm thấy lạ nên tạm thời không cho cô xuất gia, sau vẫn dây dưa, cuối cũng vẫn là xuất gia. Phí Thanh Sơn nói, Tử Y Thần Ni võ công như thế nào, còn khỏe mạnh không? Diệp Phàm hỏi, khỏe mạnh hay không không rõ, có lẽ cũng chừng 90 tuổi, còn võ công, không ai rõ lắm. Nhưng, có thể đảm nhiệm chức trưởng môn của Nga Mi, võ công tất nhiên sẽ không thấp. Nhưng, rất cao thì cũng khó. Phái Nga Mi cũng xuống dốc. Đến hiện giờ hình như ngay cả bán tiên thiên cũng chưa từng nghe nói qua. Nhất Diệp Sư Thái cũng là cao thủ thập nhị đẳng. Cô chính là một trong những người công lực khá cao. Còn hiện tại trưởng môn Vi Thảo thân thủ thấp hơn, nghe nói chỉ bát đẳng. Đương nhiên, Nga Mi cũng là một phái lớn ngàn năm. Các cô có thực lực ẩn giấu hay không cũng khó nói. Các phái lớn ngàn năm đều có một số trưởng lão bí ẩn.
nhưng người này bình thường không xuất hiện, nếu thật sự có liên quan đến tồn vong của môn phái mới xuất hiện. Khi chờ họ xuất hiện thì long trời lở đất, nếu không, những môn phái này làm sao có thể tồn tại mấy nghìn năm không mất. Đó tuyệt đối là lý do họ không ngã, một phái lớn trong võ lâm không ngã phải dựa vào thực lực nói chuyện. Phí Thanh Sơn nói, đúng thế, tôi đã gặp một cao thủ giấu nghề ở Vũ Nương. Diệp Phàm gật đầu nói, ai? Phí Thanh Sơn hứng thú. Chính là sư thúc của trưởng môn Trương Dương Đinh Thiên, người này vẫn coi Trường Tàng Thư Các không có tiếng tăm gì. Diệp Phàm nói, cậu đã có thể thử qua tài của ông ta. Phí Thanh Sơn cười nói, ôi, với thân thủ của tôi không ngờ không làm gì được ông ta. Hơn nữa, còn mạnh hơn. Mà việc này tôi hỏi qua đại sư Tam Hóa, đại sư không ngờ cũng bí mật không nói. Tôi nghĩ, Dương Đinh Thiên tuyệt đối là cao thủ. Lúc ấy cảm giác của tôi giống như còn lợi hại hơn Hoành Đoạn Thiên Hà. Diệp Phàm nói, vậy ông ta chẳng phải là lợi hại hơn Trương Vô Trần sao? Phí Thanh Sơn có chút kích động. Hẳn là như thế. Diệp Phàm gật đầu nói, phái Vũ Nương là một ngôi sao sáng trong võ thuật truyền thống của Trung Quốc, thật sự có lý do để người này tức giận. Nhưng, Dương Đinh Thiên là một cao thủ như thế không ngờ cả đời không tiếng tăm gì thật ra hiếm thấy. Xã hội hiện đại danh nghĩa cũng nặng lên. Phí Thanh Sơn gật đầu. Có lẽ, Thiếu Lâm cũng có thể có. Đúng thế. Diệp Phàm gật đầu nói, nhìn Phí Thanh Sơn một cái hỏi. Nếu bảo Nhất Diệp đại sư hoàn tục, sư bá thấy có thể được không? Hoàn tục, đầu óc cậu không hồ đồ chứ. Bảo Nhất Diệp hoàn tục, làm sao có thể? Phí Thanh Sơn thiếu chút nữa kinh ngạc. Ha ha, tôi biết, việc này, đương nhiên là khó làm. Diệp Phàm cười gượng hai tiếng. Không phải rất khó, mà căn bản không thể nào. Thằng nhóc này, sao lại có thể nói những lời như thế? Phí Thanh Sơn nhìn Diệp Phàm như người ngoài hành tinh. Chương 3228, thời buổi bây giờ không thịnh hành cái này. Có gì không thể, chỉ cần Nhất Diệp sư thái chưa gặp ý trung nhân, nếu không, không cho bà hoàn tục bà vẫn muốn hoàn tục. Xã hội hiện đại, hoàn tục cũng không phải chuyện lớn gì. Quay lại tự do thôi. Hơn nữa, tu hành quá nhiều khổ sở. Sống cuộc sống cùng ý trung nhân, cuộc sống thật đẹp. Lúc này, một giọng nói vang lên, tất nhiên là Phí Điệp Vũ bưng trà ra rồi. Cô nói xong những câu này còn nhìn Diệp Phàm. Ha ha, Điệp Vũ nói cũng có lý, chuyện thôi, chết cũng không thay lòng đổi dạ. Phí Thanh Sơn có vẻ hiểu ra cười cười, đột nhiên hỏi. Điệp Vũ, cháu tìm được chưa, nếu tìm được thì nói sớm ra một chút, tôi cũng tốt thu xếp cho cháu. Ông nội, ông lại thế nữa rồi, là cháu nói Nhất Diệp sư thái thôi, ông lại nói về cháu. Phí Điệp Vũ nhất thời xấu hổ đỏ bừng mặt, tay bưng trà cũng run run. Hơn nữa, ra vẻ trước khi đi còn cố tình liếc Diệp Phàm một cái. Hắn chỉ có thể cười khổ trong lòng, còn có thể làm thế nào. Thời đại này thỉnh thoảng vẫn có vợ bé. Diệp Phàm cũng có được khá nhiều tin tức từ phía Phí Thanh Sơn nhưng vẫn chưa đạt được mục đích. Hắn không khỏi có chút buồn bực rời khỏi nhà họ Phí. Diệp Phàm, dung dưỡng hoàn của cậu tốt lắm. Cung Khai Hà nói, Diệp Phàm vừa mới vào tổng bộ đã nghe thấy ông ấy nói thế, bên cạnh còn có Kế Viễn và Ngô Quang Bảo ngồi đấy. Các anh đã thử qua rồi. Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Buổi sáng đã cho một đội viên thử qua, không ngờ nín thở trong nước chừng một ngày không cần đi lên cũng có thể được. Nếu có thể sản xuất lượng lớn, đối với tổ chúng ta chắc chắn là việc tốt. Nghĩ lại, nếu rơi xuống biển chỉ cần nuốt viên này, không cần mang theo bình dưỡng khí không phải là giảm bớt nhiều lắm sao? Hơn nữa, trong chiến đấu, nếu gặp đối thủ mạnh mẽ đánh trong sông cũng có thể tiếp tục. Thật sự như cá gặp nước. Kế Vĩnh Viễn cười tủm tỉm. Ngô Quang Bảo ngồi bên cạnh nhìn Diệp Phàm như một cô gái. Tổ trưởng Ngô, đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi không phải một cô gái. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Cậu đương nhiên không phải là một cô gái. Tổ chúng tôi hy vọng cậu có thể cung cấp 100 viên dung dưỡng hoàn để chúng tôi nghiên cứu. Tuy nói viên thuốc này phải cao thủ mới có thể chế tạo ra nhưng tôi nghĩ, chúng ta nghiên cứu cũng có thể cải tiến một chút. Ví dụ như, có thể sản xuất ra viên thuốc có thể giúp người ta ở trong nước mấy tiếng có phải không? Ngô Quang Bảo vừa nói xong Diệp Phàm thiếu chút nữa té xỉu. 100 viên, anh nghĩ tôi và anh là người sản xuất có phải không? Diệp Phàm hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, đều là vì quốc gia thôi. Thuốc này cậu giữ cũng không có tác dụng nhiều lắm có phải không?
không bằng hiến cho nhà nước để nghiên cứu. Cung Khai Hà nói, chỉ còn 3 viên, tôi giữ lại 1 viên, các anh đem đi nhiều nhất là 2 viên. Diệp Phàm nói, sao có thể? Cung Khai Hà mặt trầm xuống. Thật sự là như vậy, vốn ta còn muốn dùng nó để phối chế sinh mệnh tiềm lực hoàn. Cái này cũng bị nhỡ. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu là tổ viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Là một trong những ủy viên đảng ủy tổ, là một lãnh đạo của tổ. Cậu phải có giác ngộ tư tưởng chính trị cao. Đây không riêng gì chuyện mấy viên thuốc, đây là liên quan đến quốc phòng của đất nước, liên quan đến. Kế Vĩnh Viễn bắt đầu bài giải tư tưởng. Liên quan đến gì cũng không biết, tôi thật sự không có thì làm sao bây giờ. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn. Thật sự là không có. Cung Khai Hà thật ra sửng sốt, nhìn qua không giống như hắn nói dối. Vốn có hơn 30 viên, tôi đã thử 2 viên, sau đó cho người khác dùng rồi. Diệp Phàm nói. Ôi, tại sao có thể loạn cho người ta dùng, việc này rất đáng tiếc. Ngô Quang Bảo thiếu chút nữa hét lên. Các vị lãnh đạo, có một câu tôi muốn nói rõ, thuốc này vốn là tôi làm ra, là tài sản riêng của tôi. Có thể đưa mấy viên cho các anh nghiên cứu là thái độ không tồi rồi. Nếu thật sự các anh ép tôi, thì 2 viên này miễn đi. Không phải Diệp Phàm tôi không yêu nước, nói thật thì các anh không tin. Đây chính là thuốc do các cao thủ thời xưa chế tạo ra, không phải chúng ta có thể làm ra được. Nếu không, tôi cũng chế tạo ra 100.000 viên có phải tốt không? Hơn nữa, các anh thấy khi nào thì Diệp Phàm tôi không phóng khoáng như vậy. Hơn nữa, lần này tổ cũng giúp tôi, còn lãng phí của tổ mấy viên đạn đạo. Có thể có thứ tốt tôi đều đã giữ. Ví dụ như, trùng bảo kia đã để Đường Thành ăn. Diệp Phàm nói, hiệu quả thế nào? Cung Khai Hà hứng thú. Đường Thành hiện giờ đã là cao đẳng bát đẳng đỉnh giai. Hoàn toàn phù hợp để đảm nhiệm huấn luyện viên. Diệp Phàm nói, ôi, chuyện này cậu xử lý rất tốt. Cung Khai Hà gật gật đầu. Nhưng, hỏi cậu một câu, vậy 10 viên kia của cậu rốt cuộc cho ai dùng? Nói thì buồn cười, không ngờ dùng để ấp rắn. Diệp Phàm cười nói, ấp rắn, sao lại dùng lãng phí như vậy? Ngô Quang Bảo hình như bị người khác đấm một quyền, kêu lên. Đây cũng không phải là rắn bình thường. Diệp Phàm cũng không nói khoác, kể lại chuyện một lần. Nhanh, tôi với cậu về đó. Ngô Quang Bảo không thể nhịn nổi. Để làm gì? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngô Quang Bảo. Lấy về tổ nghiên cứu một chút, đây chính là con rắn từ mấy nghìn năm trước, tôi muốn nghiên cứu một chút. Con rắn này dù không phải vật của Vũ Vương, nhưng con rắn này ý nghĩa quá lớn, là rắn thời cổ đại. Ngô Quang Bảo nói, dù là vật yêu quý của Vũ Vương thì liên quan gì đến anh, con rắn kia là của tôi. Diệp Phàm tức giận, giọng rất nặng. Ừ, ngại qua, nhất thời quên mất. Ngô Quang Bảo vuốt vuốt đầu, nhưng ánh mắt nhìn Cung Khai Hà chớp. Diệp Phàm, việc này. Cung Khai Hà vừa nói 2 chữ, Diệp Phàm đã hừ nói. Không thể nào, đây không thể mượn. Ai cũng không thể. Ôi, tính rồi, không phải là một con rắn thôi sao? Cung Khai Hà gật đầu bất đắc dĩ, sau đó nói. Rắn này cũng thật đúng là lợi hại, không ngờ lãng phí nhiều dung dưỡng hoàn như vậy mới nở ra. Nhưng có lẽ nhất thời cũng chưa hết đi. Việc này đương nhiên, vỏ trứng còn rất nhiều dinh dưỡng, chất lỏng màu vàng. Diệp Phàm đáp. Chất lỏng đâu? Cung Khai Hà hỏi. Đã để Sa Thiên ăn. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Bẩn như vậy Sa Thiên cũng ăn, thật là. Kế Vĩnh Viễn thiếu chút nữa muốn nôn, Ngô Quang Bảo cũng không khác gì. Có gì, đều là hàng tốt, Sa Thiên ăn xong đã thành bán tiên thiên rồi. Diệp Phàm cười đắc ý. Sa Thiên đã thành cao thủ bán tiên thiên rồi. Cung Khai Hà có chút chấn kinh. Đương nhiên, chính là vỏ trứng rắn còn lại tạo nên. Diệp Phàm cười nói, phải đùa với 3 lão già này một chút. Sa Thiên đã bán tiên thiên, vậy cậu cố lên. Cung Khai Hà giọng thành thật. Y còn kém xa. Diệp Phàm thốt ra. Kém xa, ý của cậu là muốn. Kế Viễn nhíu mày nhìn Diệp Phàm. Ha ha, việc này, tôi so ra lợi hại hơn bán tiên thiên. Không Trạch Bản Tú không phải là đối thủ của tôi có phải không? Diệp Phàm cả kinh, thầm nói, chút nữa thì lộ rồi, nói lời giảng hòa. Hả, có phải là cậu đột phá rồi không? Đôi mắt thần của Cung Khai Hà cũng không dễ lừa, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ha ha,
Diệp Phàm cười thần bí. Thực đột phá đến tiên thiên. Kế Vĩnh Viễn không khỏi đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Xem là như vậy. Diệp Phàm nhún vai. Chẳng trách cậu đắc ý như thế. Cung Khai hà hừ một tiếng sau đó cười nói. Lão Kế, mang đến mấy bình rượu, chúng ta chúc mừng tổ chúng ta có cao thủ tiên thiên, việc đại hỷ rồi. Đúng vậy Lão Cung, tôi nghĩ chúng ta còn phải chờ nhiều năm nữa, không thể tưởng tượng được Diệp Phàm đã thực hiện được giấc mơ của chúng ta. Tổ chúng ta thực lực tiến thêm một bước nữa. Diệp Phàm, bước tiếp theo có phải là giúp đồng chí Xa Nhất Đao, hai cha con cùng bán tiên thiên? Mắt Kế Vĩnh Viễn hơi ướt. Lão Lý, ông thấy không, con nuôi của ông đúng là người tốt, hắn lớn dần lên, hắn đã sắp thành cây đại thụ che trời của tổ đặc nhiệm A chúng ta rồi. Cung Khai Hà cũng vậy, rất xúc động. Diệp Phàm uống say sau đó quay về Hồng Diệp bảo. Thủ trưởng, Diệp Phàm đột phá đến tiên thiên, tổ chúng ta đề nghị. Giọng Cung Khai Hà cung kính. Thời cơ vẫn chưa chín mồi, chờ một chút. Giọng nói đáp lại. Biết rồi. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc cúp điện thoại. Cấp trên nói sao? Kế Vĩnh Viễn vẻ mặt nghiêm túc chờ. Còn phải từ từ. Cung Khai Hà có chút mất mát. Ôi, tục cũ rồi. Kế Vĩnh Viễn thở dài. Đúng vậy, chúng ta đều đang theo một truyền thống. Đã không có kết cấu chẳng phải là tự do sao? Đương nhiên, kết cấu này đôi khi cũng thành gông cùm. Tôi và ông đều không có cách nào tránh, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng, cấp trên hẳn có lo lắng của mình. Chúng ta ở góc độ không giống họ. Ở góc độ của tổ đặc nhiệm A chúng ta hy vọng được thông qua. Nhưng cấp trên lại lo lắng toàn bộ, chúng ta phải hiểu. Cung Khai Hà nó, ông ấy nói những câu này thấy không đủ lo lắng. Trong nháy mắt Tết Nguyên đán năm 2007 đã đến rồi. Diệp Phàm trở lại tập đoàn Hoành Không cùng mọi người ăn Tết. Lúc này Diệp Phàm là lãnh đạo hai địa khu, dẫn theo các nhân viên đến thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đương nhiên, tiền lì xì cũng không thiếu. Ngày 3 tháng giêng, Lam Tồn Quân tức giận gọi điện thoại đến. Anh Diệp, hai chúng ta đều bị Dương Chí Thăng cho chơi xỏ. Chơi xỏ, ông ta làm thế nào? Diệp Phàm hỏi. Mấy hôm trước anh không ở tập đoàn Hoành Không, tôi cũng có việc xin phép về một chuyến, sau lại ăn Tết nên nghỉ vài ngày. Vợ tôi nói là muốn có thế giới riêng, không ngờ giành lấy điện thoại của tôi. Không có cách nào, tôi cũng ít về nên nghe theo cô ấy. Hôm nay vừa mở điện thoại mới thấy bí thư gọi nhiều cuộc, vừa hỏi mới biết xảy ra việc lớn. Lam Tồn Quân nói. Việc lớn. Diệp Phàm hừ một tiếng. Chương 3229, kẻ gây chuyện đến rồi. Đúng vậy, Dương Chí Thăng thừa cơ hội tôi không ở đây mấy ngày đã làm một vài động tác nhỏ rồi. Anh ta triệu tập hội nghị thường ủy mở rộng. Trong hội nghị không chỉ ra rõ ràng việc chúng ta không thể đem toàn bộ các huyện Hoàng Cương của thành phố Hạng Nam cho đi được. Bởi vì, huyện Hoàng Cương có vị trí địa lý trọng yếu. Sau này tập đoàn Hoành Không phát triển hơn, huyện Hoàng Cương có triển vọng tiến vào cửa ngõ của tỉnh Điền Nam, giá trị tồn tại rất cao. Lam Tồn Quân nói, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mà anh ta dám lật ngược tại cuộc họp sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là anh ta không dám trực tiếp ra mặt, cho nên mới nói là anh ta làm một vài động tác nhỏ. Việc di rời Hoàng Cương anh ta không thể ngăn cản được. Tuy nhiên, huyện Hoàng Cương có mười mấy huyện, thị trấn trực thuộc. Mà anh ta đem 6 thị trấn xung quanh tập đoàn Hoành Không ra. Sau đó lập tức thông qua trên hội nghị thường ủy của thành ủy, đề nghị với tỉnh. Nói là 6 cái thị trấn này rất quan trọng trong sự phát triển của thành phố Hạng Nam, gặp đúng dịp thành phố Hạng Nam phối hợp chặt chẽ với nhau. Rồi rút 6 thị trấn ra, rút ra cũng có lợi cho sự phát triển chung của tập đoàn Hoành Không và thành phố Hạng Nam. Nếu đem 6 thị trấn nhập vào cùng với huyện Hoành Không, sẽ mất đi sự ràng buộc của thành phố Hạng Nam. Dù sao cũng trình bày ra rất nhiều lý do, mà lúc đó tôi lại không có mặt, hơn nữa Dương Chí Thăng thật sự khí phách. Cuối cùng, trong cuộc họp có 12 vị ủy viên thường vụ có 6 phiếu tán thành, tính cả anh ta là 7 phiếu, còn lại 5 vị thường vụ còn lại bỏ phiếu trắng. Bởi vì tôi không có mặt ở đó, nhất thời bọn họ không giữ được chủ kiến. Tuy nhiên, bọn họ cũng hiểu được chủ trương của tôi. Hơn nữa biết quan hệ của tôi với Diệp Phàm của Hoành Không không tồi. Dương Chí Thăng còn nói, chỉ là 6 cái thị trấn thôi. Đối với quy hoạch khổng lồ của Hoành Không cũng không có gì ảnh hưởng lớn cả. Lam Tồn Quân nói, thủ đoạn rất tốt, báo cáo lên rồi à? Diệp Phàm hỏi, báo cáo lên rồi.
Lam Tồn Quân nói. Quái, tại sao Ủy ban Nhân dân tỉnh không trao đổi tin tức với tôi? Diệp Phàm nói. Vậy có phải là trong đó có biến cố gì, hoặc là Dương Chí Thăng làm công tác tư tưởng cho bọn họ? Diệp Phàm, phải nhanh chóng hành động, bằng không, nếu như cấp trên phê duyệt xuống muốn thay đổi sẽ gặp nhiều phiền toái. 6 xã, thị trấn nào? Diệp Phàm đi đến trước bản đồ thành phố hạng Nam hỏi. Thị trấn Triệu Đức, vùng sông Thủy Hương, Khanh Đầu, Mã Lương, Mộc Vận, Đàm Tây. Tất cả là 6 xã, thị trấn. Lam Tồn Quân nói. Diệp Phàm vừa nhìn vừa dùng bút khoanh tròn lại. Thế nào, anh nhìn xem có cái gì không? Lam Tồn Quân hỏi. Mưu kế tốt. Diệp Phàm cười lạnh nói. Đúng vậy, chỉ cần liếc mắt một cái tôi đã nhìn ra. 6 xã thị trấn này dường như tạo thành một cái cấu trúc bán vây xung quanh tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa, lại chặn ngang cắt đứt kế hoạch quy hoạch của Hoành Không. Bởi vì, quy hoạch của Hoành Không có bao gồm toàn bộ huyện Hoàng Cương. Mà như vậy có nghĩa là, huyện Hoàng Cương có 18 huyện, thị trấn trong đó có 12 cái huyện, thị trấn là thuộc sự quản lý của tập đoàn Hoành Không. Còn những huyện, thị trấn vẫn giữ nguyên, thật ra cũng bằng không. Cứ như vậy, thứ nhất là tiến lại gần với quy hoạch Hoành Không. Thứ hai, mọi người còn phải quản lý 6 cái thị trấn và một vài thị trấn khác của huyện Hoàng Cương. Còn phải đi qua giữa thành phố hạng Nam. Đương nhiên, tôi mới chỉ nêu ra kế hoạch còn hội thẩm quyết định thế nào đó mới là kết quả cuối cùng. Lam Tồn Quân nói. Đơn giản như vậy. Diệp Phàm nói. Ha ha, có thể nhìn ra được một điều, quản lý hay không là một chuyện khác. Dương Chí Thăng chính là do Bí Thư Ninh chỉ đích danh đến thành phố hạng Nam. Bởi vì như thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh can thiệp vào việc quản lý này sao? Phỏng chừng, bọn họ sẽ được ngư ông đắc lợi nhiều nhất. Việc này, còn phải được Dương Chí Thăng và tập đoàn Hoành Không ra mặt nhất trí. Đến lúc đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ là người ở giữa để điều đình. Đối với hai người các anh, bọn họ đều không dám đắc tội đâu. Hơn nữa, chắc cũng có người ở sau lưng chế giễu. Nói là Đại tướng Viên và Bí thư Ninh bị cấp dưới bóp cổ. Đây mới là sự kiện chính, phỏng chừng trong tỉnh có rất nhiều đồng chí hy vọng nhìn thấy kết quả này. Lam Tồn Quân nói. Ha ha, anh nói. Bí thư Ninh biết không có việc này. Diệp Phàm cười nói. Việc này cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là biết, nhưng ông ta mặc kệ, có lẽ là không biết vua của trái đất cũng là bình thường. Cả tỉnh lớn như vậy, lại không phải là chuyện gì đặc biệt. Lam Tồn Quân nói. Sau khi cúp điện thoại Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi lại gọi cho cái Thiệu Trung, nói tình hình như vậy. Việc này tôi cũng vừa biết rồi, mấy hôm trước được tỉnh trưởng Khúc ủy thác đi các nơi ở trong tỉnh rồi. Cho nên chuyện bên này sẽ không cần phải quan tâm. Cái Thiệu Trung nói. Anh có nhận ra cái gì không? Diệp Phàm hỏi. Sau khi trở lại Chủ tịch Khúc cũng đã gọi tôi lại, nói chuyện này. Cái Thiệu Trung nói. Chủ tịch tỉnh Khúc nói. Tài liệu của thành phố hạng Nam vẫn còn ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bởi vì gần đây cậu luôn phải chạy, việc này vốn phải hỏi ý kiến cậu một tiếng, chẳng qua chủ tịch tỉnh Khúc không muốn quấy rầy cậu đi xin vốn. Nếu nói cho cậu biết chắc chắn cậu sẽ lập tức trở về, đi lại hai lần như vậy sẽ lãng phí thời gian. Mà có mặt chưa chắc đã có kết quả. Cho nên vẫn để ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuy nhiên, chủ tịch tỉnh Khúc cũng nói, nếu cậu không trở về không biết thảo luận việc này thế nào. Nhưng mà, tài liệu về thành phố hạng Nam bọn họ không chỉ trình cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, mà bọn họ cũng trình cả một số ban ngành có liên quan và tỉnh ủy. Tình thế này khiến cho anh rất khó đúng không? Diệp Phàm hừ một tiếng. Ừ, xu thế thôi, giống như không thể làm khác được nhất định phải đem 6 thị trấn này về. Cái Thiệu Trung hừ một tiếng. Tôi nghĩ, mục đích của đồng chí Dương Chí Thăng cũng không nhằm vào 6 cái thị trấn. Thành phố hạng Nam thế nào cũng có đến 200 thị trấn lớn nhỏ. Thì 6 cái thị trấn này có thể làm cho Bí thư Thành ủy Dương Chí Thăng tức giận. Mục đích của ông ta không phải ở chỗ này. Tôi nghĩ, làm nhiều động tác nhỏ như vậy đơn giản chỉ là nghĩ muốn lấy làm lợi thế để đàm phán thôi. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, phương án quy hoạch Hoành Không thực sự là mỹ mãn. Hơn nữa, tương lai hai thành phố có thể hòa thành một thể thống nhất, quy mô càng ngày càng lớn, càng ngày càng phát triển. Mà Hoành Không đang có đà đi lên, tình hình phát triển rất tốt. Nó giống như một chiếc bánh ngọt lớn sắp ra thành nhiều miếng, ai cũng đều mê tít. Đôi mắt đều mong ngóng được nhìn thấy khối bánh ngọt lớn ở trước mắt. Thành phố hạng Nam không nghĩ tới sao, điều đó chỉ có thể là lừa dối mình lừa dối người thôi.
dù cho trong lòng đồng chí Lam Tồn Quân phỏng chừng cũng muốn đi, chẳng qua là quan hệ của anh ta với cậu rất thân thiết, sẽ mất thể diện. Còn Dương Chí Thăng thì không giống vậy, không có một chút giao tình nào với Diệp Phàm cậu. Hơn nữa, phỏng chừng anh ta cho rằng Diệp Phàm cậu chính là một miếng phô mai. Bởi vì, huyện Hoàng Cương là huyện trực thuộc thành phố Hạng Nam. Hơn nữa, đồng chí Dương Chí Thăng rất nhạy cảm thấy được cơ hội phát triển của Hoành Không. Đây là cơ hội tốt nhất để đồng chí đến cướp chiến tích. Mà Dương Chí Thăng vừa làm xong thành phố Hạng Nam, muốn lập tức có được một thành tích rõ ràng cũng là có chút khó khăn. Cho dù là có một chút cơ hội cũng bị quy hoạch lớn của Hoành Không các cậu che đi mất. Không thể chứng tỏ chiến tích của anh ta được. Cho nên, anh ta không thể không tác động. Lập luận phân tích của cái Thiệu Trung đúng là rất sắc sảo. Tôi nói với lão, anh chính là ông chủ lớn nhất của tập đoàn Hoành Không, muốn lấy cái gì cứ chủ động đi. Diệp Phàm cười nói. Ông anh, cũng đừng đem đống phân ném lên trên người tôi chứ. Tôi chỉ có hư danh mà thôi. Anh xem, Hoành Không cùng tất cả mọi người dân Trung Quốc đều biết đến đồng chí Diệp Phàm. Có mấy người biết đến cái Thiệu Trung tôi chứ? Cái Thiệu Trung nói giỡn. Chẳng lẽ để cho đồng chí Dương Chí Thăng có thể thực hiện được, mà anh là trợ lý của chủ tịch tỉnh mà chủ quan có thể mất mặt đấy nha? Diệp Phàm cười nói. Tôi sợ cái bóng của mình, nước tới chân thì nhảy. Dương Chí Thăng có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ anh ta dám chống lại các quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh? Cho dù thế nào, 6 thị trấn này anh ta cũng không có khả năng gây sức ép. Cái Thiệu Trung đã bị tình cảm mãnh lấn át. Thật ra chúng ta cũng không muốn để ý đến việc này mà. Trong lòng Diệp Phàm cười một tiếng. Ý của cậu là ngồi chờ xem cuộc vui, tuy nhiên, như vậy có thể bị động không? Cái Thiệu Trung hỏi. Bị động gì? Việc này muốn giải quyết phải nhờ đến hai đơn vị là thành phố Hạng Nam và tập đoàn Hoành Không chúng ta. Không có chúng ta bọn họ có thể một mình giải quyết vấn đề sao? Đương nhiên, chúng ta còn phải bí mật để làm cho đồng chí Dương Chí Thăng nhớ thật lâu mới được. Bằng không, người này thật sự nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là Bồ Tát dưới bùn có phải không? Diệp Phàm hừ nói. Được, tôi rất thích xem cuộc vui. Cái Thiệu Trung nở nụ cười lớn. Sáng thứ hai. Diệp Phàm mở hội nghị đảng ủy tập đoàn Hoành Không khẩn cấp. Đầu tiên là nghe các đồng chí lãnh đạo báo cáo nhiệm vụ mình quản lý, cảm thấy sự phát triển khá vững vàng. Sau đó Diệp Phàm báo cáo vấn đề về thành phố Hạng Nam. Các đồng chí, chuyện này tuy nói không lớn, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là tương đối nghiêm trọng. Một khi cấp trên phê duyệt xuống dưới, chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh khá bị động. Diệp Phàm nói, đồng chí Dương Chí Thăng tạt muối vào mặt chúng ta. 6 thị trấn vây một nửa xung quanh tập đoàn Hoành Không chúng ta, muốn làm thành nông thôn bây quanh thành thị có phải không? Đây là làm cho cả nước, lại muốn xây dựng quy hoạch Hoành Không chúng ta thành một Hạng Nam nhỏ. Đến lúc đó, chúng ta có thành tích, anh ta cũng mặt dày mày dạn đến để hưởng thành quả. Nhất định là 6 cái thị trấn cũng phát triển mạnh mẽ. Dương Chấn Đông phản ứng rất kịch liệt, gần đây anh ta biểu hiện rất tích cực. Hơn nữa, hoàn toàn làm theo Diệp Phàm. Đương nhiên, Dương Chấn Đông đang chú ý đến vị trí giám đốc điều hành. Dương Chấn Đông đã có ý như vậy, Diệp Phàm cũng biết thời biết thế, xem biểu hiện của người này. Đó là lý do quyền lợi mà Dương Chí Thăng có hành vi kích động Đông Chấn Dương. Không thể không nói, chiêu thức của đồng chí Dương Chí Thăng đúng là lạt mềm. Đúng là đã đánh trúng vào điểm yếu của chúng ta, phỏng chừng, vì thế anh ta suy diễn ra rất nhiều. Tào Nguyệt nói, nông thôn bao quanh lấy thành phố. 6 cái thị trấn là đã một nửa vây quanh chúng ta nếu như nhập hai thành một thành phố, nó thật sự là một hình tượng so sánh. Tuy nhiên, chúng ta lại nhìn vào bản đồ, chúng ta có thể vây đánh không? Lúc này, Ngũ Vân Lượng đi đến gần bản đồ nói. Làm sao để đánh? Dương Chấn Đông hỏi. Anh xem, tuy nói 6 thị trấn bọn họ vây xung quanh tập đoàn Hoành Không chúng ta. Nhưng mà, ngoài 6 cái thị trấn thuộc huyện Hoàng Cương thì mười mấy thị trấn kia vẫn thuộc quyền quản lý của tập đoàn Hoành Không chúng ta. Chúng ta có thể áp dụng biện pháp phản chế. Hơn nữa tập đoàn Hoành Không bị vây kín, chỉ cần đánh 6 thị trấn này ra chẳng phải là sẽ tốt hơn không? Ngũ Vân Lượng cười nói, ngón tay vẽ vẽ. Chương 3230, chỉ đạo cái gì? Thật sự trở thành một cuộc chiến tranh rồi, việc vây đánh cũng không có tác dụng lớn. Như vậy sẽ mất nhiều hơn là được. Hơn nữa, thành phố Hạng Nam và chúng ta là thành phố anh em, không cần thiết phải làm như thế. Hơn nữa, hiện tại cấp trên còn chưa đồng ý 6 xã, thị trấn đó. Cho nên,
Việc cấp bách bây giờ là chúng ta cần phải chỉnh phần tài liệu thể hiện 6 thị trấn đó rất quan trọng trong quy hoạch của Hoành Không chúng ta. Có cơ sở thực tế để chứng minh, để cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh cân nhắc đề nghị của chúng ta chứ không phải là của thành phố Hạng Nam. Diệp Phàm nói, chuẩn bị tài liệu không khó, vốn quy hoạch của Hoành Không bao gồm cả 6 thị trấn này. Chỉ cần làm mạnh hơn một chút, làm nổi bật hơn một chút thôi. Ngũ Vân Lượng nói, việc này giao cho người quản lý việc xây dựng huyện Hoành Cương là đồng chí Hậu Bân rồi, việc di rời này Hoàng Cương do đồng chí Hậu Bân phụ trách. Thống nhất 6 thị trấn này có trong nội dung quy hoạch. Diệp Phàm nói, được, tôi lập tức bố trí nhân sự để sửa lại tài liệu. Tuy nhiên, khi nào thì phải báo cáo lên trên? Hậu Bân hỏi, nhanh chóng làm cho xong rồi báo cáo ngay. Diệp Phàm nói, đúng lúc này, Bí thư Đỗ Vệ Quốc tiến gần lại tai Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, chủ nhiệm văn phòng Khổng đang chờ ở bên ngoài, nói là có việc gấp báo cáo. Là chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Hình như có liên quan đến trạm biến thế Hoành Không. Gọi anh ta vào đây nói đi. Diệp Phàm nói, không lâu sau, Khổng Ý Hùng vào trong. Bí thư Diệp, các vị lãnh đạo, vừa mới nhận được thông tin, chúng ta bị cúp điện. Khổng Ý Hùng nói, làm sao có thể xảy ra sự cố như vậy được? Dương Chấn Đông hỏi, trạm biến thế Hoành Không được xếp hạng chính cơ mà. Khổng Ý Hùng nói, lại là thủ đoạn cũ. Chẳng lẽ chính là đồng chí Dương Chí Thăng lại dở trò? Liên tiếp diễn sao? Tào Nguyệt hừ lạnh nói. Vừa mới nhận được điện thoại của công xưởng tôi liền gọi điện thoại cho trạm trưởng trạm biến thế Hoành Không. Anh ta cũng rất khó xử, hơn nữa nhắc chúng ta là trạm biến thế Hoành Không phải rời đi. Bởi vì, anh ta vừa nhận được công văn, yêu cầu lập tức cắt điện chuẩn bị cho việc di rời. Khổng Ý Hùng nói. Chuyển đi, dựa vào cái gì chứ? Dương Chấn Đông tức giận vỗ xuống bàn. Thanh âm rất thô. Dương Chí Thăng chỉ biết đến bản thân thôi. Tào Nguyệt hừ lạnh nói. Trạm biến thế Hoành Không vốn là do Cục Điện lực thành phố Hạng Nam quản lý. Người ta bảo di rời chúng ta không có lý do nào để ngăn cản. Hơn nữa, nếu có đến để hỏi lý do người ta cũng sẽ trình bày rất nhiều. Còn không muốn, thì tìm cũng không ra lý do. Ngũ Vân Lượng hừ lạnh nói. Việc này chắc là Dương Chí Thăng cũng đã có chuẩn bị từ lâu rồi. Chẳng qua lúc trước chưa làm thôi. 6 cái thị trấn này chính là mồi lửa, còn việc di rời trạm biến thế chẳng qua là kết hợp hành động cùng với 6 thị trấn thôi. Đây là đồng chí Dương Chí Thăng đang bức chúng ta, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Tào Nguyệt giận dữ nói. Nhà máy có ngừng hoạt động không? Diệp Phàm hỏi. Tạm thời thì chưa, chúng tôi có chuẩn bị trước máy phát điện và một ít xăng dầu theo ý kiến của Bí thư Diệp. Đối phó vài ngày thì không khó. Tuy nhiên, nếu cứ như vậy phí tổn điện có thể tăng gấp mấy lần. Việc phát điện trong nhà máy chỉ có thể dùng tạm thời, còn dùng một thời gian khẳng định không được. Chúng ta sẽ không dậy nổi, còn lợi nhuận sẽ bị giảm đi, việc này đối với sự phát triển của nhà máy rất là không có lợi. Khổng Ý Hùng nói, việc này vốn là một vấn đề khó giải quyết, lúc trước tôi cũng lo lắng về việc trạm biến thế của tập đoàn Hoành Không chúng ta. Một tập đoàn công ty lớn như vậy, bây giờ còn là một huyện Hoành Không. Không có nổi một trạm biến thế của chính mình sao? Diệp Phàm nhíu mày, hỏi. Huyện Hoàng Cương vốn có trạm biến thế, nó ở đâu? Ở không xa thị trấn Hoàng Cương, so với trụ sở của tập đoàn Hoành Không chúng ta thì cũng không gần. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Diệp không muốn lấy điện từ bên kia. Điều đó không thể thực hiện được, bởi vì huyện Hoàng Cương là một huyện nông nghiệp. Việc phát triển công nghiệp rất yếu kém. Cho nên, trạm biến thế của bọn họ không lớn. Cơ bản là không thể cho tập đoàn lớn như chúng ta dùng chung điện được. Phân quản công ty cơ giới Hoành Không Trần Viên Kiều nói. Nếu không chúng ta hiệp thương một chút với thành phố Hạng Nam. Cung Trường Hỷ nói. Người ta muốn lấy lại để sửa sang còn hiệp thương cái giám ý, đây chẳng phải là càng làm cho bọn họ kiêu ngạo hơn sao. Dương Chấn Đông hừ lạnh nói. Sợ hãi. Tôi biết một chút tình hình, mọi người thương lượng một chút xem có phải có nơi thứ ba gửi điện đến không. Bọn họ muốn mang đi là mang đi, chúng ta phải xây dựng một trạm biến thế cho riêng mình. Rõ ràng là muốn mượn cơ hội này để đứng lên. Chúng ta có công ty thiết bị điện chuyên cung cấp thiết bị điện, chỉ cần có nền rồi lắp thiết bị lên là được. Nói vậy thôi chứ cũng rất khó để thực hiện. Diệp Phàm nói. Sau khi đi vào nhà vệ sinh Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lam Tồn Quân hỏi việc này. Đồng chí Dương Chí Thăng là một người có năng lực. Đã tận dụng thời cơ lúc tôi vắng mặt để thay đổi cục trưởng cục điện lực.
thay đổi giám đốc sở nội vụ và cục trưởng cục điện lực. Tân cục trưởng cục điện lực là Thái Bình Bang, người này mới nhận chức nên rất nhiệt tình. Hơn nữa, phỏng chừng cũng cân nhắc suy nghĩ của Dương Chí Thăng, đó là làm nổi lên người đứng đầu, lúc buổi sáng đã được tôi gọi lên văn phòng để hỏi một chút. Rõ ràng là anh ta nói xạo với tôi, nói ra rất nhiều lý do, nào là công nghiệp của địa phương phát triển nhanh chóng, nhu cầu dùng điện rất cấp bách. Nếu phải xây dựng thêm một cái trạm biến thế để dùng cho sinh hoạt sẽ không có nhiều tiền như vậy, cho nên, việc di rời trạm biến thế Hoành Không là tối ưu, nhiều nhất cũng chỉ mất một ít phí cho nhân công khuân vác, bởi vì ở bên kia đất cũng có rồi. Tôi biết người này nói dối, tuy nhiên, người ta đã sớm có sự chuẩn bị rồi. Việc lý do cũng là có lý do. Tuy nhiên, tôi đã ra lệnh, việc phải mang đi cũng đúng, nhưng mà phải báo trước để cho người của tập đoàn Hoành Không còn chuẩn bị di rời. Cho nên, tôi cho mọi người thời gian một tuần, mọi người cần nắm vững, việc này đồng chí Dương Chí Thăng ở đằng sau thao túng, còn Thái Bình Bang cũng không được tốt, chắc sẽ không được lâu. Lam Tồn Quân nói, phỏng chừng thời gian một tuần cũng không được. Diệp Phàm nói, anh muốn nói về trạm biến thế của bọn họ, ví dụ như thiết bị bị phá hủy, đã cũ. Lam Tồn Quân nói, những đồ, anh có biện pháp nào? Diệp Phàm hừ nói, chưa. Tôi đến đây để xem người nào muốn làm chuyện này. Lam Tồn Quân giận dữ. Người này thật đúng là rất kiên quyết, một giờ sau đã có mặt ở trạm biến thế Hoành Không, hơn nữa mang đến vài chuyên gia của Cục Điện Lực. Buộc trưởng trạm bắt đầu lại công việc. Bí thư Dương, chủ tịch thành phố Lam trực tiếp xuống đây chỉ đạo. Thái Bình Bang cầm công văn vào văn phòng Dương Chí Thăng. Chỉ đạo cái gì? Dương Chí Thăng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Thái Bình Bang một cái. Anh ta đến nơi sản xuất trực tiếp của trạm biến thế Hoành Không giám sát, ép buộc trạm trưởng ngay lập tức khởi động trạm biến thế, cấp điện lại cho tập đoàn Hoành Không. Tôi không biết đầu óc anh ta có vấn đề hay không. Đánh giá như thế nào? Vừa rồi trạm trưởng gọi điện báo cáo, nói là không thể ngừng được. Chủ tịch thành phố đang đứng trước trạm biến thế, không khởi động cũng không được. Cục trưởng Thái nói, anh ta thật là có thời gian nhàn rỗi. Rõ ràng là một chủ tịch thành phố mà lại có thể đến một trạm biến thế. Chẳng lẽ là có chuyện gì có phải hay không? Cứ kệ anh ta, xem anh ta có thể đứng ở đó bao lâu. Việc di rời trạm biến thế là chuyện lớn, cũng không thể kéo dài lâu được. Vẻ mặt Dương Chí Thăng trầm xuống, hừ nói. Chủ tịch thành phố Lam yêu cầu chúng ta cấp điện cho tập đoàn Hoành Không thêm một tuần nữa. Cục trưởng Thái nói. Một tuần, anh ta đúng thật là có tâm. Không được, ngày mai bắt đầu di rời. Đột nhiên Dương Chí Thăng đứng lên, đập một cái lên trên bàn. Sau đó trùng xuống nói. Lập tức tập hợp các vị trong ban thường vụ lại, chuẩn bị 2 giờ chiều nay họp, không được phép xin nghỉ. Đã chọn được địa điểm chưa? Diệp Phàm vừa ra tới nơi đã hỏi. Địa điểm cũng không khó tìm, hiện tại đang tiến hành quy hoạch xây dựng Hoành Không, chỗ đất được thu hồi lại vẫn còn khá nhiều. Hậu Bân nói. Lập tức thi công, giao cho công ty điện lực lập tức bắt đầu. Hy vọng sẽ xây dựng được trạm biến thế của chúng ta. Yêu cầu làm việc ngày đêm, trong thời gian ngắn nhất có thể xây dựng xong trạm biến thế của chúng ta. Vẻ mặt Diệp Phàm vô cùng nghiêm túc. Tổng Giám đốc Diệp, hiện tại chúng ta có thể dùng nhờ điện của huyện Lăng Hà. Chẳng qua là phải kéo dây dài hơn, khoảng cách cũng không phải là quá xa. Huyện Lăng Hà có nhiều nước, tôi mới vừa tìm hiểu được, quy mô trạm biến thế của bọn họ còn lớn hơn một chút. Trước khi xây dựng trạm biến thế phỏng chừng còn phải lo lắng đến vấn đề di rời trung tâm thành phố. Mà trên cơ bản huyện Lăng Hà không có phát triển công nghiệp. Trong bối cảnh quy hoạch Hoành Không như bây giờ, trung tâm địa khu Giang Hoa ở huyện Lăng Hà càng không thể phát triển được công nghiệp. Mà lấy việc phát triển du lịch làm việc chính. Lúc này, đồng chí Dương Quý Phương phụ trách việc di rời trung tâm địa khu Giang Hoa Hoành Không nói. Bên kia có thể cung cấp được bao nhiêu điện? Diệp Phàm hỏi. Có thể cung cấp cho 2 xí nghiệp của chúng ta. Dương Quý Phương nói. Vậy cứ dùng nhờ đi. Diệp Phàm gật đầu nói. Bên kia lên tiếng kêu gọi, bảo bọn họ tiết kiệm điện cho chúng ta. Ngũ Vân Lượng đề nghị nói. Không thể thực hiện được biện pháp này, tương lai huyện Lăng Hà sẽ là trung tâm của địa khu Giang Hoa. Hiện tại đang trong giai đoạn di rời. Thời điểm này cũng có nhu cầu dùng điện rất nhiều. Các công trình xây dựng đều cần điện. Không thể lấy điện ở bên kia được. Diệp Phàm lắc đầu nói. Tổng Giám đốc Diệp, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất 2 tháng chúng ta mới có thể xây dựng xong trạm biến thế. 2 tháng này có thể rất gian nan.
Trên mặt Trần Viên Kiều tỏ ra rất lo lắng. Không có điện chắc chắn xí nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó mọi chuyện sẽ đổ lên trên đầu Trần Viên Kiều, cô ấy không thể không nóng nảy. Tổng Giám Đốc Diệp, tôi có một vài ý tưởng. Lúc này, Nghiêm Phương Long mới mở miệng nói. Hiện tại Nghiêm Phương Long phụ trách xưởng đóng tàu phi không ở Việt Đông. Cho nên, rất ít khi có mặt ở Tổng Công ty Hoành Không. Lần này Diệp Phàm cũng muốn biết thêm một chút về xưởng đóng tàu, cho nên mới gọi anh ta trở về. Anh nói xem nào. Diệp Phàm hỏi. Về mặt trang thiết bị và người để xây dựng trạm biến thế chúng ta đều có, mấu chốt là vấn đề đất để xây dựng. Bởi vì muốn có nền tốt cần phải có thời gian, còn việc chuẩn bị cốt thép thời gian cũng cần phải có thời gian. Cho nên, thời gian sẽ rất dài. Vừa rồi tôi cũng tìm hiểu qua, phạm vi sử dụng của trạm biến thế huyện Lăng Hà rất lớn. Hơn nữa, đến thời điểm này vẫn chưa dùng hết công suất đã thiết kế ban đầu. Nghiêm Phương Long nói. Anh nói là vốn bọn họ đã có cơ sở thượng tầng tốt, nhưng lại không có trang thiết bị tốt phải không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, chính là như vậy. Ngay cả cốt thép cột trước đây bọn họ đều giữ lại. Cho nên, tôi nghĩ... Công ty thiết bị điện lực Hoành Không chúng ta có rất nhiều thiết bị điện lực. Chúng ta cho người qua đó quan sát một chút, nhu cầu như thế nào chúng ta tạo ra như thế. Tạm thời mượn trạm biến thế của bọn họ dùng đã. Sẽ giảm được rất nhiều thời gian, chỉ cần làm tăng ca thêm giờ, trong vòng vài ngày là có thể tải được điện. Nếu sau này trung tâm thành phố Giang Hoa muốn lấy thiết bị này chúng ta có thể quy ra tiền cho bọn họ, chúng ta chỉ cần bàn với họ là được. Đúng thật là có một chút phiền toái. Nhưng có thể giải quyết được tình thế cấp bách. Nghiêm Phương Long nói. Chương 3231, sai hướng. Không tồi đâu đồng chí Phương Long, biện pháp của anh rất tốt. Diệp Phàm cao hứng vỗ vỗ vai Nghiêm Phương Long. Tổng Giám Đốc Diệp, thực ra khi bắt đầu xây dựng xưởng đóng tàu ở Việt Đông cũng đã từng dùng biện pháp này. Mà việc thực hiện cũng là bên kia của huyện Lăng Hà. Mà Tổng Giám Đốc Diệp lại là lãnh đạo Giang Hoa. Cho dù trong lòng lãnh đạo huyện Lăng Hà không thoải máu nhưng cũng không dám không làm theo đúng không? Nếu không việc bàn bạc sẽ gặp rắc rối. Nghiêm Phương Long khiêm tốn nói. Việc này giao cho đồng chí Dương Quý Phương xử lý, anh vừa phụ trách Hoành Không vừa phụ trách việc di rời trung tâm thành phố Giang Hoa, anh ra mặt là rất hợp lý. Bên này tôi sẽ phê duyệt, lo liệu mọi chuyện khác. Việc quy hoạch trạm điện lực Hoành Không cũng phải có chuyên gia đi khảo sát, xem nhu cầu thế nào liền về để chuẩn bị. Diệp Phàm giống như một tướng quân hạ mệnh lệnh. Bận rộn một chút cuối cùng cũng có cơ hội xả tức giận. Giờ sáng ngày hôm sau, hai đồng chí Ngũ Vân Lượng và Khương Quân nhẹ nhàng đi vào văn phòng của Diệp Phàm. Bí thư Diệp, chúng ta pha trà uống đi. Ngũ Vân Lượng cười nói. Được, uống trà đi. Diệp Phàm rút chân để trên bàn làm việc xuống đi ra ghế ngoài ngồi. Khương Quân và hắn bắt đầu thể hiện trình độ pha trà gà mờ của mình. Đúng rồi Khương Quân. Làm sao anh có thời gian rảnh rỗi đến chỗ tôi? Diệp Phàm nhìn anh ta một cái, cười hỏi. Đã lâu rồi không gặp Tổng Giám Đốc Diệp, chẳng trách lại nhớ. Khương Quân vui đùa nói, quay người nói. Chuyện ngày hôm qua tôi cũng được nghe nói, Dương Chí Thăng đúng là không biết điều. Tự nhiên lại làm điều mờ ám, chúng ta không thể để cho anh ta đùa giỡn như vậy được. Phải đánh lại. Anh nghĩ ra chiêu gì hay không? Diệp Phàm hỏi. Anh ta sẽ phải gặp quả báo, tôi luôn luôn suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự Dương Chí Thăng muốn di rời trạm biến thế Hoành Không sao? Điều này có vẻ không đúng. Khương Quân nói. Ha ha, anh ta định di chuyển đó. Tuy nhiên, cho dù có không di rời, anh ta cũng không để lãng phí điện thế đâu. Chúng ta cứ coi như anh ta di rời đi là được, nói thật, phỏng chừng anh ta sẽ bị bẽ mặt vì không thể di rời được. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ lãng phí tiền của nhà nước sao? Diệp Phàm cười nói. Hơn nữa, chắc anh ta định thăm dò quan hệ của tôi với Tồn Quân. Cho nên, nếu chúng ta muốn trả đũa thành phố Hạng Nam cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta đúng không? Bởi vì, bị thương tổn chính là thành phố Hạng Nam, sẽ khiến cho Tồn Quân đau đầu. Tôi nghĩ là, suy nghĩ tối qua quá trẻ con. Sau đó suy nghĩ lại, thấy làm như vậy không ổn. Điều đó sẽ gây phiền toái và khiến cho Chủ tịch Lam phải đi chùi đít à. Căn bản là một chút ảnh hưởng của Dương Chí Thăng đều không có. Đến lúc đó nếu như có chuyện phiền toái xảy ra chủ tịch thành phố Lam sẽ không giải quyết được. Phỏng chừng Dương Chí Thăng còn có thể lấy việc này đến làm khó dễ cho chủ tịch thành phố Lam đó. Như vậy chẳng phải là chúng ta giúp đỡ thêm cho anh ta. Khương Quân nói.
Cái này gọi là ném chuột sợ vỡ đồ. Ngũ Vân Lượng nói. Không sao, việc di rời trạm biến thế là do đồng chí Dương Chí Thăng khởi xướng, hơn nữa lúc đó đồng chí Lam Tồn Quân còn đang ở xa. Tôi nghĩ, cứ làm một bản báo cáo dài dài cho anh ta nhớ là được. Diệp Phàm đột nhiên cười thần bí. Có biện pháp gì vậy? Ánh mắt Khương Quân cùng Ngũ Vân Lượng có chút sáng lên. Hai ngày nữa sẽ có mấy lãnh đạo ở thủ đô tới tập đoàn Hoành Không chúng ta để giải sầu, bọn họ muốn chọc Thái Cực Quyền thôi. Tôi nghĩ Sơn Trang Chu Tước rất thích hợp, có cán bộ kỳ cựu còn muốn xem quy hoạch của Hoành Không chúng ta một chút. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nhìn vào và nói ra như vậy. Có phải rất đáng xem không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Diệu kế, cả thành phố mất điện. Ngũ Vân Lượng cười hì hì. Hơn nữa, chúng ta có lý mà. Nghe nói buổi sáng hôm nay Dương Chí Thăng chiêu tập hội nghị thường ủy, định vỗ luôn. Yêu cầu đẩy nhanh việc di rời trạm biến thế. Buổi sáng này trạm trưởng thôi đã muốn dừng nhiều thiết bị lại. Có vẻ như đã di rời. Không phải là có vẻ đâu, đã đem một vài thiết bị đi rồi. Khương Quân nói. Chỉ sợ việc này có thể liên lụy đến Chủ tịch thành phố Lam, bởi vì Cục trưởng Cục Điện lực chính là đơn vị trực thuộc của Ủy ban thành phố. Ngũ Vân Lượng nói. Sẽ không ảnh hưởng đâu, bởi vì Chủ tịch thành phố Lam muốn nhận được thông báo của Trường Đảng Trung ương. Đi bồi dưỡng nửa năm, thông báo tới gấp, yêu cầu trước 2 giờ chiều đồng Lam Tồn Quân phải trả lời. Diệp Phàm cười nói. Chuyện này càng ngày càng khó hiểu. Làm sao đột nhiên Chủ tịch thành phố Lam lại muốn đi học tập? Nơi này không có người hay không sắp xếp được. Ngũ Vân Lượng sờ cằm. Phỏng chừng là đúng, nghe nói việc đào tạo đã sớm bắt đầu. Mà Chủ tịch thành phố Lam chỉ rút đi học tập tạm thời thôi. Nếu như trong lòng người ta có tâm, thì lần này đúng thật là người ta muốn chơi đùa rồi. Diệp Phàm nghiêm mặt. Ngoài anh ta ra còn có ai, Chủ tịch thành phố Lam vừa đi, phía đảng sẽ nắm giữ mọi phía. Đến lúc đó, đúng lúc lên võ đài với Hoành Không. Việc thành phố Hạng Nam như thế nào rồi, trước kia lão hổ cái còn treo mà, hiện tại vận mệnh của Dương Chí Thăng gần như đã rõ ràng. Chẳng lẽ tập đoàn Hoành Không và thành phố Hạng Nam có xung đột nghiêm trọng sao? Mặt Ngũ Vân Lượng nhăn lại. Chỗ nào có lợi ích chỗ đó sẽ có tranh đấu, người thế này người thế kia, người này đấu với người kia lúc nào cũng đấu đá nhau. Con người sinh ra mà không có tranh đấu cũng không còn thú vị nữa. Diệp Phàm có vẻ rộng lượng. Quy hoạch của Hoành Không rất nổi tiếng, trong tỉnh có bao nhiêu con mắt đều dồn vào đây cả. Dương Chí Thăng chính là một trong số đó thôi. Ngũ Vân Lượng thở dài. Có một lần, nghe nói bí thư đương nhiệm thành ủy Hạng Nam Dương Chí Thăng và bí thư Chữ có chút thân thích, có chuyện như vậy không? Diệp Phàm đợi Ngũ Vân Lượng đi ra liền gọi điện thoại. Dương Chí Thăng, là người làm công tác cải cách phát triển đó hả? Cũng leo nhanh đấy nhỉ, khi nào đến thành phố Hạng Nam đến đây nhé? Phí Nhất Độ nói. Đúng vậy, lúc đầu tỉnh Thiên Vân sửa thành phó chủ nhiệm. Diệp Phàm nói. Tôi đã gặp anh ta. Ngoại hình không cao lắm, chạy trốn rất cần, không cần mỗi ngày đến xum xoe nịnh bợ. Phí Nhất Độ hừ nói. Cậu nhóc, mất cả buổi rồi còn không có giải thích được quan hệ của anh ta với bí thư Chữ vậy. Diệp Phàm tức giận nói. Anh biết thì nói trước đi, không có việc gì chắc anh cũng không hỏi về cái này. Phí Nhất Độ ngụy biện nói. Tập đoàn Hoành Không chúng ta có chút xung đột trên địa bàn Hạng Nam. Họ muốn. Diệp Phàm đem sự tình kể ra. Tôi nghĩ rằng bọn họ đã chán nên muốn đá vào mông của mình, nếu không thì tôi lên tiếng kêu gọi cùng anh ta. Ở trước mặt 5-6 người, tự cho mình cái quyền to như con voi có phải không? Muốn đọ sức với Diệp Phàm cậu, tôi nghĩ thật sự đúng là anh ta không biết viết chữ cứt, như thế nào. Phí Nhất Độ mắng. Ha ha, không thể nói như vậy. Nghe nói người này rất có năng lực, phỏng chừng là có người đỡ đầu ở Trường Đảng Trung ương có phải không? Sao tự nhiên lại lựa chọn đưa Lam Tồn Quân đi học tập ở Trường Đảng? Anh ta muốn chặt bớt cánh tay của tôi đó. Diệp Phàm cười nói. Chắc là có người thân ở trong Trường Đảng, tuy nhiên, phỏng chừng là Trường Đảng không biết anh ta là anh em của anh, tuy nhiên, được đi huấn luyện cũng không phải là chuyện xấu mà. Hơn nữa, người ta sẽ cho rằng đồng chí Dương Chí Thăng có tấm lòng tốt chứ. Phí Nhất Độ hừ nói. Diệp Phàm cậu dự định muốn làm gì anh ta? Phí Nhất Độ cười nói. Muốn làm gì, tôi là loại người như vậy sao? Diệp Phàm cười nói. Anh không phải loại người như vậy thì là cái loại người nào? Phí Nhất Độ cười gượng, xoay người nói. Được rồi, tôi mặc kệ chuyện mạo hiểm của mọi người. Việc này,
tôi coi như không biết. Kha kha, không phải là có chút thân thích sao? Diệp Phàm cười gượng hai tiếng. Thân thích, đối với cái loại người đánh đồng chí, tôi chưa bao giờ xem anh ta là người thân cả. Thực cho mình có cái quyền là người thân. Phí Nhất Độ hừ nói, quay người liếc mắt nói. Diệp Phàm, nghe nói Sa Thiên có trình độ bán tiên thiên. Ha ha, vừa mới đột phá thôi. Diệp Phàm cười nói. Nghe nói Đường Thành cũng vừa đột phá đến bát đẳng. Phí Nhất Độ còn nói thêm. Cậu ta cũng vừa mới đột phá. Diệp Phàm nói. Ôi, theo tôi, bây giờ còn đến bát đẳng. Ngay cả nội khí cũng không phát ra được. Diệp Phàm, anh nhìn qua xem thế hệ mới của Phí gia. Phí Nhất Độ nói. Tôi thấy cũng không được, đây là người nhà của Phí gia thôi. Hơn nữa, Phí gia mọi người cũng có cao nhân có phải hay không? Diệp Phàm gượng cười một tiếng. Đây là anh em, Diệp Phàm, tôi chính là em của anh. Da mặt Phí Nhất Độ thật đúng là dày, có thể nói rõ từ em ra. Ôi, chờ nghĩ biện pháp khác đã, hiện tại không có hàng trong tay. Diệp Phàm thở dài, lại gặp phải một vài chuyện phiền toái. Việc này cũng bình thường thôi, tôi giống anh Diệp mà. Phí Nhất Độ nói những lời làm người ta buồn nôn, Diệp Phàm nhanh chóng cúp điện thoại. Bằng không, chỉ sợ thằng nhãi này càng nói càng buồn nôn làm cho người ta nổi da gà lên. Sáng thứ hai, Đỗ Vệ Quốc nói là bắt đầu di rời trạm biến thế Hoành Không. Xe tải đã có mặt ở trạm biến thế, một phần thiết bị đều ở trên xe tải. Mang đi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn Đỗ Vệ Quốc nói. Việc liên lạc với Chu Tước Sơn Trang có tốt không? Lão Vân quay về nước Mỹ an dưỡng, còn Mộc Nguyệt Nhi không có ý kiến gì. Nói là đã sắp xếp vài người dọn dẹp phòng, bất cứ lúc nào đều có thể vào ở. Đỗ Vệ Quốc nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, lúc này, điện thoại vang lên, nghe điện mới biết được là Chủ tịch tỉnh Khúc gọi đến, yêu cầu Diệp Phàm lập tức đến Ủy ban Nhân dân tỉnh đàm luận. Diệp Phàm liền thu dọn đồ đạc đi thẳng đến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đúng 2 giờ chiều tới Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn biết Chủ tịch tỉnh Khúc đang ở phòng họp nhỏ. Vội vàng đi tới thì phát hiện đồng chí Dương Chí Thăng cũng đang đi về hướng đó. Diệp Phàm nhìn thấy liền hiểu được, hóa ra hôm nay Chủ tịch tỉnh Khúc gọi lên để điều đình. Phỏng chừng là về chuyện phá 6 cái thị trấn kia. Bí thư Dương cũng tới sao? Diệp Phàm lên tiếng chào hỏi. Bí thư Diệp cũng tới rồi, chúng ta có thể thống nhất với nhau. Vẻ mặt Dương Chí Thăng thân mật cười nói. Như vậy cũng tốt, có thể cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm với Bí thư Dương cũng là một ý rất hay. Diệp Phàm cười nói. Hai người nói đều có ý, không lâu sau vào phòng họp. Thấy ngoài Chủ tịch tỉnh Khúc còn có Bí thư tỉnh ủy Đỗ Kiếm cũng có mặt. Cái Thiệu Trung chớp mắt một cái nhìn Diệp Phàm. Hôm nay gọi hai người đến đây, chủ yếu là muốn nói về chuyện thị trấn Triệu Đức, Thủy Hương, Khanh Đầu, Mã Lương, Mộc Vận, Đàm Tây thuộc huyện Hoàng Cương. Muốn trao đổi một chút về quyền sở hữu của 6 thị trấn này. 6 thị trấn này, việc gì về 6 thị trấn này chứ, tôi không rõ nữa. Diệp Phàm giả vờ ngu. Chương 3232. Cậu như vậy là đang đào góc tường. Ừ, tôi quên mất, cậu vừa mới từ Kinh Thành trở về còn chưa rõ chuyện lắm. Lúc đó cũng là lo cậu đang chạy tiền vốn ở Kinh Thành không đam quấy dày. Bây giờ đã trở về rồi, Thiệu Trung, anh nói một chút cho Diệp Phàm nghe đi. Chủ tịch Khúc đưa tài liệu cho Diệp Phàm, cái Thiệu Trung nói qua loa một chút. Sao lại như thế này, 6 xã, thị trấn vốn là thuộc huyện Hoàng Cương cơ mà. Mấy tháng trước tỉnh ủy. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã muốn đánh nhịp đồng thời còn báo cáo đến Quốc vụ viện rồi. Giao toàn bộ phạm vi đất đai của huyện Hoàng Cương cho tập đoàn Hoành Không trông nom để thuận lợi tiến nan quy hoạch Hoành Không. Mà thị trấn Hoàng Cương di rời đến thị trấn Hoành Không mới xây. Đây đều là các quyết định phù hợp cho quy hoạch Hoành Không. Mà tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm nay là năm trọng điểm phải thực hiện quy hoạch Hoành Không. Hiện tại muốn thảo luận quyền sở hữu của 6 cái thị trấn này. Nếu là tập đoàn Hoành Không chúng tôi còn muốn thảo luận cái gì? Diệp Phàm hỏi. Tổng Giám đốc Diệp, lúc trước khác bây giờ khác, lúc trước có nói về chuyện này, nhưng chủ yếu là nói về việc di rời thị trấn Hoàng Cương. Còn đối với diện tích đất của huyện thuộc quyền sở hữu của ai vẫn còn chưa rõ ràng. Để thành phố Hạng Nam có thể phát triển tốt, 6 cái thị trấn này chính là sự va chạm giữa thành phố Hạng Nam và tỉnh Điền Nam. Thành phố Hạng Nam chúng ta đang tiến thêm một bước nữa để hòa nhập. Căn cứ vào tình hình thực tế, sau khi nghiên cứu thành phố Hạng Nam cũng muốn làm phát triển tổng thể quy hoạch kinh tế,
quy hoạch này đều đề cập đến 6 cái thị trấn này. Chẳng qua là 6 cái thị trấn thôi, chỉ là một xí nghiệp của tập đoàn Hoành Không, cũng không phải là bộ phận hành chính chính thức cấp trên. Trước kia thành phố Hạng Nam cũng có chiếu cố không ít đến tập đoàn Hoành Không khi vẫn còn ở trên đất thành phố Hạng Nam. Hiện tại thành phố Hạng Nam cần 6 thị trấn này, hy vọng Diệp Tổng có thể thông cảm cho nhu cầu của thành phố Hạng Nam. Tất cả việc này, thật ra, thành phố Hạng Nam phát triển cũng có tác dụng thúc đẩy tập đoàn Hoành Không phát triển đúng không? Dương Chí Thăng nói. Ha ha, 6 xã, thị trấn này đã bao gồm bên trong quy hoạch của Hoành Không. Mà quy hoạch của Hoành Không đã trải qua rất nhiều lần trình bày và chứng minh mới làm được. Là một quy hoạch hoàn hảo cho sự phát triển tập đoàn Hoành Không. Nếu liều lĩnh rút 6 thị trấn này ra, chẳng phải quy hoạch Hoành Không phải làm lại một lần nữa sao? Hơn nữa, theo như vừa rồi mọi người vừa nói, nhìn 6 cái thị trấn này, chúng đều giữ vị trí trọng yếu trong quy hoạch Hoành Không. Bởi vì, trong quy hoạch Hoành Không có một khối du lịch núi Thiên Thông bao gồm cả 6 thị trấn này. Mà 6 cái thị trấn này đều là 6 điểm du lịch. Đã đem mọi thứ đến, giờ rút ra, chẳng những lãng phí sức của tiền vốn, mà đối với tập đoàn Hoành Không còn là một đòn tấn công không nhỏ. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh không thể mạo hiểm việc này khiến cho tập đoàn Hoành Không đi vào con đường chết được. Diệp Phàm nói. Tổng giám đốc Diệp, nói thì có vẻ rất nghiêm trọng. Chẳng qua cũng chỉ là 6 cái thị trấn nhỉ, nó có thể đánh ngã được con thuyền lớn như tập đoàn Hoành Không không? Việc này, có phải là để khiến cho người nghe phải lo sợ? Vẻ mặt Dương Chí Thăng trầm xuống. Làm người nghe kinh sợ. Đây không phải là làm người nghe kinh sợ, đây là sự thật. Tại sao nói thiên lý chi đê ngay trong việc này? Một khi có thiếu sót, sẽ khiến cho tập đoàn Hoành Không gặp tai họa. Bởi vì quy hoạch Hoành Không là một phương án hoàn mỹ, có ý nghĩa trong việc phát triển Hoành Không. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Mục đích của chúng tôi không phải là muốn đối đầu với tập đoàn Hoành Không, mục tiêu của chúng ta là mở rộng phát triển ra thế giới. Tập đoàn Hoành Không phát triển, nếu như thành phố Hạng Nam vẫn dẫm chân tại chỗ, đây chẳng phải là rất không xứng sao, hơn nữa sẽ kéo tập đoàn Hoành Không lại phía sau. Cho nên, 6 cái thị trấn nhỏ đó giao cho thành phố Hạng Nam chúng tôi là đúng tuân theo quy luật của thời gian và thuận theo xu hướng của thời đại. Hy vọng tập đoàn Hoành Không có thể ủng hộ việc làm của chúng tôi. Khẩu khí của Dương Chí Thăng có phần nặng một chút. Ủng hộ việc làm của các anh đang làm gì đó? Lấy bản đồ thành phố Hạng Nam ra trước mặt để mọi người nhìn xem, 6 thị trấn đó vây quanh tập đoàn Hoành Không chúng ta. Mà đem 6 cái thị trấn ra ngoài còn 10 mấy cái thị trấn huyện Hoàng Cương lại thuộc sự quản lý của tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Tập đoàn Hoành Không có phải bị mù đâu mà đi quản lý kiểu đấy. Mọi người sắp xếp đi, nếu như thực hiện sách lược như vậy, chính là muốn bóp chết chúng tôi. Nói có chút khó nghe, đây là các anh đang dồn chúng tôi vào góc tường. Diệp Phàm nghiêm mặt, hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng anh nói chuyện có lễ độ. Cái gì gọi là dồn vào góc tường, đối với anh em của tập đoàn Hoành Không chúng tôi làm sao để chuyện như vậy xảy ra? Cơ bản là anh hiểu lầm. Tôi nghĩ chuyện hiểu lầm còn chưa nói tới, nhưng nghe khẩu khí của anh là có thể nhìn ra được, căn bản là anh muốn khiêu khích. Dựa vào cái gì mà các anh có thể phát triển còn thành phố Hạng Nam chúng ta không được phát triển? Các anh xem toàn bộ xã, thị trấn giáp tỉnh Điền Nam chúng tôi đều cho đi rồi. Chúng tôi còn phải va chạm với các anh về việc đi lại tỉnh Điền Nam. Đây là các anh đang làm cái gì? Không phải là vây xung quanh thành phố Hạng Nam chúng tôi, đây cũng không phải là chặn sao. Căn bản là đang bao vây. Sau này phải đi Điền Nam phải đi qua các anh. Anh nói chúng tôi bóp cổ các anh. Còn các anh lại đang bóp mạch máu kinh tế của chúng tôi. Là toàn bộ sự sống của mấy trăm vạn người dân của thành phố Hạng Nam. Dương Chí Thăng cũng tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Đồng chí Dương Chí Thăng, nói các anh muốn dồn vào góc tường còn là khách khí đó. Các anh làm cái gì, tập đoàn Hoành Không phát triển có điểm nào không chiếu cố đến thành phố Hạng Nam của các anh. Quy hoạch Hoàng Không hoàn thành, hai hợp thành một, một khi xây dựng xong thông thiên hà. Giao thông sẽ càng nhanh và tiện lợi hơn, nếu như các anh muốn phát triển vào tỉnh Điền Nam chẳng lẽ chúng tôi không cho các anh đi qua sao? Tập đoàn Hoành Không phát triển, chắc chắn sẽ kéo theo sự phát triển kinh tế rất nhanh của thành phố Hạng Nam. Đây là tư tưởng gì của các anh? Nói khó nghe một chút, có phải là thấy tập đoàn Hoành Không sắp sửa quật khởi mà có chút ngồi không yên? Đây là loại tư tưởng gì, tôi hy vọng trong lòng đồng chí Dương Chí Thăng phải hòa nhã một chút. Các anh muốn thị trấn cũng đúng. Vậy tại sao thành phố các anh lại không chọn các thị trấn ở chính giữa huyện Hoàng Cương?
đây không phải là các anh chọn cách đơn chứ chọn cái gì. Sáu xã, thị trấn này thật ra chính là trái tim của huyện Hoàng Cương. Diệp Phàm tôi có ngu ngốc cũng sẽ không đồng ý đem trái tim cho các anh để chơi đùa. Mặt Diệp Phàm thối ra. Chủ tịch Tỉnh Khúc, anh xem, đồng chí Diệp Phàm để ý cái gì? Đây là lấy thế đẻ người, tập đoàn Hoàng không thật là ngang ngược, thô bạo. Năm nay tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hai thành phố di rời chủ sở, thành phố Hạng Nam chúng tôi không thể trêu vào đúng không? Chẳng lẽ tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh không coi trọng thành phố Hạng Nam chúng tôi? Luôn phải chạy theo đít tập đoàn Hoành không để kiếm ăn hay sao? Tập đoàn Hoành không là công ty trực thuộc tỉnh Thiên Vân, nhưng cũng là công ty trực thuộc tỉnh Điền Nam. Mà thành phố Hạng Nam chúng tôi chính là một thành phố lớn của tỉnh Thiên Vân. Tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh muốn bị đánh mất một thành phố lớn sao? Mặt Dương Chí Thăng đang điên cuồng. Hai vị, đừng nóng vội, cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tôi hy vọng hai anh bình tâm lại một chút, đây là phòng họp của tỉnh ủy chứ không phải là chiến trường. Tập đoàn Hoành Không và thành phố Hạng Nam cũng là anh em ở rất gần nhau, cũng không phải là kẻ thù của nhau. Có một số việc, cứ từ từ trao đổi thảo luận với nhau một chút, việc quan trọng nhất là khai thông đúng không? Bí thư Đỗ Kiếm nhanh chóng nói. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Diệp cũng khó có thể bình tĩnh trở lại. Lúc này, không thể ngờ được cái Thiệu Trung lại nói thêm một câu, có chút hoài nghi. Bí thư cái, lời nói của anh ám chỉ điều gì? Dường như Dương Chí Thăng chỉ chờ đến lúc này, ngay cả cái Thiệu Trung nói chuyện cũng phải cố ý, cổ vũ, một chút. Ý tôi là sáu thị trấn này vốn là của huyện Hoàng Cương. Mà mấy tháng trước tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định giao huyện Hoàng Cương cho tập đoàn Hoàng không quản lý. Hơn nữa chính quyền đã thông cáo xuống dưới, thành phố Hạng Nam các anh dựa vào cái gì mà muốn lật lại quyết định chứ? Chẳng lẽ quyết định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thật sự là một trò đùa có phải không? Hơn nữa, sáu thị trấn các anh muốn rút ra tôi cũng đã xem qua, đơn giản chính là muốn bao vây xung quanh tập đoàn Hoành không. Không phải mọi người không biết, lúc trước huyện Hoàng Cương còn chưa thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hoành không thì đã có nhiều lần tranh cãi với tập đoàn Hoành không, thậm chí thiếu chút nữa còn đánh nhau bằng binh khí. Vì thế tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã hao tổn nhiều tâm trí, lúc đó tôi đang là bí thư thành phố Hạng Nam. Nên tất cả mọi việc tôi đều biết, lúc ấy chỉ có gây sức ép ở thị trấn Hoành không. Nếu như bây giờ cả sáu thị trấn cùng nhau gây sức ép, đây chẳng phải là muốn tạo phản sao? Tập đoàn Hoành không còn muốn phát triển hay không, có nghĩ đến việc quật khởi không? Có lẽ đồng chí Dương Chí Thăng Anh nói về chuyện đàm phán giải quyết của chúng ta, đó là vô nghĩa. Một khi đã xung đột, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong nước chúng ta xung đột về vấn đề địa giới còn ít sao? Chuyện chết người đều có cả. Bây giờ quy hoạch của Hoành không thực hiện rõ ràng là khá tốt, cần gì phải thay đổi nữa, đến lúc đó sẽ khiến cho quy hoạch của Hoành không chẳng ra thứ gì cả. Tập đoàn Hoành không không phát triển được, tôi và anh ngồi ở đây đều sẽ trở thành người có tội đối với lịch sử. Cái Thiệu Trung khí thế nói, khiến Diệp Phàm muốn cười. Không có chuyện gì xin hãy giúp đỡ đừng ngăn cản, làm sao anh có thể khẳng định được sau khi sáu thị trấn đó có thể tạo ra một cục diện như vậy. Tôi nói cơ bản là không có khả năng, đây chẳng qua là đồng chí cái Thiệu Trung anh đứng ở cùng một góc độ lập trường mà thôi, còn bây giờ nhìn ở góc độ phát triển khác xem. Đó là có lợi thì chúng ta cùng có lợi. Dương Chí Thăng hừ nói, liếc mắt nhìn cái Thiệu Trung một cái, nói. Hơn nữa, hôm nay anh là người hòa giải, không thể thiên vị về một phía được. Như vậy là đã mất đi một người hòa giải giữ được sự trung lập rồi. Ha ha, trợ lý cái, đồng chí Dương Chí Thăng nói anh không đủ tiêu chuẩn. Anh nhanh chóng, giải tán, đi. Đừng ở chỗ này cản tay cản chân chọc người khác nữa. Nếu không thì tới chỗ nào đó học lại rồi lấy chứng nhận trở về đây. Diệp Phàm nhân cơ hội, châm chọc cười nói. Tôi không nói như vậy, đồng chí Diệp Phàm, hy vọng anh không nên bẻ cong sự thật như vậy. Dương Chí Thăng tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên. Bẻ cong sự thật ở điểm nào? Đây không phải là lời anh nói sao? Ba vị lãnh đạo ngồi ở đây đều nghe thấy. Diệp Phàm tôi có nói sai chỗ nào không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Hừ. Cái Thiệu Trung tôi không ngốc, nghe được là hiểu được. Cái Thiệu Trung phát biểu lại chèn thêm một câu nữa, lúc này, Chủ tịch Tỉnh Khúc trừng mắt lên nhìn một cái. Chương 3233, Chủ tịch Tỉnh tức giận bỏ đi. Được rồi, trong lời nói có sự xuyên tạc hay không không cần phải nói nữa, quay về, chúng ta quay lại chủ đề chính đi.
Chủ tịch Tỉnh Khúc liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Đồng chí Diệp Phàm, về vấn đề quyền sở hữu 6 thị trấn, tập đoàn Hoành Không các anh có ý kiến gì? Thái độ của chúng tôi rất rõ ràng, tuyệt đối không thể đáp ứng được yêu cầu vô lý của thành phố Hạng Nam. Diệp Phàm nói. Đồng chí Chí Thăng, thế còn anh? Chủ tịch Tỉnh Khúc lại hỏi. Chúng tôi nhất định không buông tay, bởi vì quy hoạch Hạng Nam của chúng tôi đã bắt đầu. Việc này, dù cho có chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng phải chiến đấu đến cùng. 6 xã, thị trấn này vốn là của thành phố Hạng Nam chúng tôi, hiện tại chúng tôi cần chúng. Chúng tôi muốn lấy lại những thứ của mình có gì là sao? Xin tỉnh ủy ủy ban nhân tỉnh nhanh chóng thảo luận vấn đề quyền sở hữu của 6 thị trấn này. Bằng không, càng kéo dài quy hoạch mới của chúng tôi càng không có biện pháp để thực hiện. Việc này sẽ làm lỡ việc thực hiện quy hoạch Hạng Nam vào năm 2006. Thái độ của Dương Chí Thăng cũng thật sự kiên quyết. Hai đồng chí, không thể ngồi xuống cùng nhau bàn bạc sao, tìm xem có biện pháp khác để giải quyết không? Ví dụ như, thay đổi ý nghĩ. 6 xã, thị trấn này có thể ký sẽ phục vụ cho quy hoạch Hoành Không, có khả năng tiến hành đẩy mạnh quy hoạch thành phố Hạng Nam. Như vậy sẽ bổ sung cho nhau càng tăng thêm sức mạnh có phải là rất tốt không? Điều quan trọng là hai đồng chí thiếu sự kết hợp với nhau thôi, vừa nhìn thấy nhau đã cố chấp thì làm sao có thể hiệp thương có phải không? Chúng ta đều phải bình tĩnh một chút, chỉ có như vậy mới có thể ngồi nói chuyện cùng nhau được. Biện pháp là do con người nghĩ ra, biện pháp để vẹn toàn cả hai bên không phải là không có phải không? Đỗ Kiếm lại ba phải. Diệp Phàm có chút không rõ. Đồng chí Đỗ Kiếm là do Chủ tịch Tỉnh Khúc gọi tới hay là do Bí thư Ninh phái ra hay là có kẻ thứ ba mời anh ta ra tay? Vai trò không rõ ràng. Nếu như là do Chủ tịch Tỉnh Khúc gọi tới chính là đại diện cho tỉnh ủy, nếu như là do Bí thư Ninh sắp xếp thì đại diện để nói lên suy nghĩ của Bí thư Ninh. Còn một khả năng nữa, chính là Dương Chí Thăng nhờ đến để giúp đỡ. Tuy nhiên, cho tới bây giờ Đỗ Kiếm vẫn biểu hiện là người trung lập. Chỉ có thế là cả hai nơi quản lý 6 thị trấn. Như vậy có thể càng loạn hơn không? Chủ tịch Tỉnh Khúc nhíu mày. Điều đó khẳng định là không được. Không ngờ được Diệp Phàm và Dương Chí Thăng đều đồng thanh nói. Thế này không được thế kia cũng không được, rốt cuộc là hai đồng chí muốn thế nào mới được. Chủ tịch Tỉnh Khúc cũng hơi tức giận, giọng nói có vẻ nặng hơn. Tôi nghĩ hay cứ để cho cả hai bọn họ đi về suy nghĩ lại, nghĩ thông suốt rồi mới ngồi trao đổi xem nên làm thế nào. Đỗ Kiếm xin ý kiến của Chủ tịch Tỉnh. Cứ như vậy đi, tôi cũng không rảnh. Mọi người đi về trước đi, cứ để một thời gian đã. Chủ tịch Tỉnh Khúc đứng lên. Chủ tịch Tỉnh Khúc, chuyện của chúng tôi không kéo dài được, quy hoạch của chúng tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức. Nếu chuyện 6 thị trấn không định đoạt được, chúng tôi không có cách nào để thực hiện quy hoạch. Dương Chí Thăng hỏi. Các anh còn chưa bắt đầu, còn chúng tôi đã bắt đầu rồi. Căn bản là không có biện pháp thay đổi. Đồng chí Dương Chí Thăng, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ lại. Đừng rằng co chuyện này nữa được không? Diệp Phàm thành thật, không khách khí khuyến khích người này. Gây sức ép, tôi nghĩ anh đang gây sức ép, đừng nói lại nữa. Hai người nhìn thẳng vào mặt nhau nói. Hai người các anh muốn làm ầm ĩ thì ra đường cái, để cho quần chúng tỉnh Thiên Vân chúng ta nhìn thấy phong thái của hai anh. Chủ tịch Tỉnh Khúc khoát tay áo, tức giận cầm theo cái công văn đi trước, Đỗ Kiếm liếc mắt nhìn hai người, thở dài rồi cũng đi. Hai vị. Cứ tiếp tục đi, thật ra tôi rất thích xem người khác cãi nhau. Không mất tiền mà có kịch vui để xem, thật là tốt. Bên ngoài cái Thiệu Trung cười nhưng bên trong không cười. Hừ, tôi không phải là diễn viên. Dương Chí Thăng thở hổn hển cầm công văn đi. Ha ha ha. Phía sau truyền đến tiếng cười điên cuồng ngang ngược của hai người, Dương Chí Thăng cắn răng bước nhanh hơn. Chú em, hôm nay chúng ta đã khiến cho Bí thư Dương khổ sở. Vẻ mặt cái Thiệu Trung vui mừng, tủm tỉm cười. Lão cái, đừng để khửu tay đưa ra ngoài lừa gạt cánh tay. Anh xem, tôi đã tức giận đến mức độ nào. Diệp Phàm cười nói. Anh tức giận đến mức không di chuyển được, thời điểm nghẹt thở thì lực tay là rất lớn. Cái Thiệu Trung nói. Hi hi, đó là thời điểm, bùng nổ, bạo phát. Diệp Phàm cười gượng hai tiếng, cầm công văn rồi đi. Buổi chiều ngày hôm sau. Diệp Phàm các thành viên trong bộ máy tập đoàn Hoành Không đến trụ sở tập đoàn Hoành Không nghênh đón đoàn cán bộ về hưu Bắc Sơn, dẫn đầu là Ngư Quốc Trương. Đến đây có 4 vị lãnh đạo, ngoài Quốc Trương còn có 3 đồng chí Lưu Nguyên Quang, Lý Chiếu Quang, Thái Tín Dương. Những người này đều là lão thành có công lao hiển hách trong việc thành lập nên nước Cộng Hòa,
ở thời đại đó chính là những người có công lớn. Tuy bây giờ đã 70-80 tuổi, nhưng tinh thần mỗi người đều tràn đầy. Diệp Phàm, làm như vậy chỉ để nghênh đón mấy lão già chúng tôi thôi sao? Quốc Trương nhìn lướt qua, ha hả cười nói. Không có gì mà, chỉ có mười mấy người thôi. Bình thường nghênh đón nhân vật số một địa phương còn không thế này đâu. Diệp Phàm cười nói, tiến lên bắt tay bốn vị cựu lãnh đạo. Ha ha, cũng không tệ lắm, chúng tôi đã nghỉ hưu nhiều năm mà bây giờ vẫn được đãi ngộ như nhân vật số một địa phương, không tồi không tồi. Lưu Nguyên Quang cười nói. Đi một chút, chúng ta đi tham quan trụ sở chính của đồng chí Diệp Phàm một chút. Ông chủ lớn của Hoành Không đúng là rất khí phái. Không tồi không tồi. Ngưu Quốc Trương nói, bốn vị cựu lãnh đạo cùng Diệp Phàm hào hứng đi tham quan trụ sở chính của Hoành Không. Tòa nhà này thật lớn, đầy đủ hết mọi thứ. Tôi không rõ, lãnh đạo trước kia của Hoành Không làm sao có thể để tập đoàn Hoành Không thất bại chứ, thật sự là người lười biếng vô tích sự mà. Ngưu Quốc Trương không khách khí nói. Trước đây là do kinh tế có phản khó khăn, chỉ muốn dựa dẫm không có tư tưởng xây dựng dám nghĩ dám làm. Cho nên bị kéo lại, không có cơ hội phát triển, hơn nữa thiếu chút nữa là khiến cho tập đoàn Hoành Không rơi vào chỗ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Lão Lưu thở dài nói. Bây giờ không có việc gì rồi, Diệp Phàm, tin tưởng cậu có thể khiến nó xuất hiện lại huy hoàng hơn. Lão Thái cười nói. Đương nhiên rồi, có tử phải có phụ thôi. Ngư Quốc Trương cười nói. Lão Ngư, anh nói gì tôi không hiểu. Vẻ mặt Lão Thái buồn bực. Rất đơn giản thôi, có thể làm cho Lão Triệu coi trọng cháu gái chính là việc không đơn giản. Diệp Thanh như vậy, Diệp Phàm cũng không kém cạnh chút nào. Đây là giống tốt có hiệu quả đây. Ngư Quốc Trương cười nói, nhất thời khiến cho tất cả mọi người cười vang. Sau đó, Diệp Phàm cùng bốn vị lão nhân đi dạo quanh trấn Hoành Không, sau đó đi ra bờ sông Thông Thiên. Tuy rằng bụi bay đầy trời, nhưng là khí tượng tốt. Ngư Quốc Trương buồn bực nói. Đúng vậy à, đó chỉ là đại diện cho việc xây dựng thôi. Nhớ năm đó, chúng ta muốn xây dựng đào hầm đánh giặc. Kiến Phong tôi đã làm xong ngói công đâu. Lão Thái cười nói. Khổng Ý Hùng vốn định đề nghị hôm nay sẽ công trình sẽ nghỉ một ngày, để cho bốn vị lão nhân đến thăm một chút. Tuy nhiên, Diệp Phàm không đồng ý. Diệp Phàm cho rằng đây mới là hiện trạng thật. Bốn vị lão nhân đều chiến đấu ở trong máu và lửa đi ra, điểm bụi bặm như vậy còn không chịu nổi thì làm sao có thể xưng là thế hệ đi trước chứ? Mà Ngư Quốc Trương xuống đây đã nói, không được phép báo cho tỉnh ủy Thiên Vân. Nói nhất định bọn họ xuống dưới thư giãn luyện quyền, cho nên, đến ngay cả Ninh Chí Hòa còn không biết. Điều kiện của Chu Tước Sơn Trang bốn vị lão nhân cũng khá hài lòng. Bữa tối ăn ngay tại Chu Tước Sơn Trang, Diệp Phàm tự làm, dùng nội khí lấy hoa cá. Ăn được một chút thiếu chút nữa bốn vị lão nhân nuốt đầu lưỡi. Cuối cùng vẫn phải gọi đầu bếp ra thỉnh giáo một phen. Mục Nguyệt Nhi đứng bên cạnh bật cười. Cười gì vậy tiểu cô nương? Ngư Quốc Trương chừng mắt liếc nhìn Mục Nguyệt Nhi một cái, cười hỏi. Lão Ngư, ông muốn gặp đầu bếp đúng là gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Mục Nguyệt Nhi cười hì hì giống như một con yêu tinh. Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, người nào hả? Ngư Quốc Trương nhìn bốn lão già như mình cùng với Diệp Phàm và Mộc Nguyệt Nhi. Đồng chí Diệp Phàm, cái gọi là hoa cá chính là nó, đầu bếp của nhà tôi chính là chỉnh không ra một chút mùi vị. Mộc Nguyệt Nhi cười tủm tỉm. Không thể ngờ được Diệp Phàm còn biết nấu ăn, không tồi không tồi, sau này có dịp quay lại thủ đô qua nhà tôi chỉ bảo một chút nhé. Sau này ở nhà cũng có hoa cá ăn. Ngư Quốc Trương cười, ba lão khác cũng gật đầu, trên mặt Diệp Phàm hiện lên hắc tuyến. Xem ra, bản lĩnh cũng không thể lộ ra ngoài, một lời nói có thể rước lấy phiền hà. Việc này, Lão Ngư, Lão Lưu, con cá này người bình thường không làm được. Diệp Phàm vội vàng nói. Thấy không, Tổng Giám Đốc Diệp của chúng ta thực là kiêu kỳ. Nói như vậy chẳng phải bảo mình không phải là người bình thường sao? Mục Nguyệt Nhi xinh đẹp cười nói, khiến Diệp Phàm tức giận đến mức trừng mắt lên liếc nhìn nàng một cái. Bốn vị lão nhân nên tin tôi. Mộc Nguyệt Nhi cũng trừng mắt lên nhìn Diệp Phàm, vội vàng nói. Tin cô, nghe nói cô có thêm vài tỷ gia sản. Ai dám động vào cô, chẳng phải là tìm phiền phức sao? Lão Lưu có chút nghi hoặc, hỏi. Ngoại trừ chúng ta ra còn có ai ngoài Tổng Giám Đốc Diệp, bốn vị lão gia, các ông cũng biết, Chu Tước Sơn Trang nằm ở trên quy hoạch Hoành Không. Nếu người ta mất hứng đuổi tốt cút đi làm sao bây giờ?
Tôi chỉ là một cô gái đấu làm sao lại được với đại khí của ông chủ lớn Hoành Không? Mộc Nguyệt Nhi nói. Không có việc gì, sau này Diệp Phàm mà làm khó dễ cô cứ đến tìm Ngư Quốc Trương tôi. Thiếu chút nữa Ngư Quốc Trương vỗ ngực. Đang nói thì tự nhiên trời tối sầm lại. Sao lại thế này? Diệp Phàm cố ý hỏi. Bị mất điện rồi. Mộc Nguyệt Nhi nói. Ở đây các anh thường xuyên mất điện à? Ngư Quốc Trương hỏi. Trước kia thì không, mấy ngày nay thì thường xuyên. Mộc Nguyệt Nhi dặn người đi lấy cây nến. Diệp Phàm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế, có phải đường dây có vấn đề hay không? Việc đại kiến thiết của các cậu ngơ nói đang tiến hành ngày đêm, đột nhiên đêm nay lại mất điện là rất nguy hiểm. Phải có vài công nhân đang xuống cơ sở, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Vẻ mặt lão thái nghiêm túc, nói. Ôi, có biện pháp gì chứ? Diệp Phàm thở dài, đó chỉ là bài thôi. Bốn vị lão gia, gần đây đã di rời trạm biến thế, cho nên thường xuyên bị cúp điện. Mà ngay cả việc dùng điện của tập đoàn Hoành Không cũng không được bảo đảm. Mấy nhà máy Hoành Không đều ngừng hoạt động, nghe nói một ngày thiệt hại mấy ngàn vạn. Hiện tại vẫn mượn trạm biến thế huyện Lăng Hà bên kia sông để lấy điện. Việc này Tổng Giám đốc Diệp đã nói qua, tuy nhiên, Bí thư thành phố Hạng Nam đồng chí Dương Chí Thăng không đồng ý, cố ý di rời ngay trạm biến thế. Mộc Nguyệt Châu bắt đầu, giải thích. Chương 3234, đúng thời điểm. Ngư Quốc Trương vừa nghe, lập tức nghe ra mùi nào đó, bốn lão liếc nhìn nhau, giống như đều nghe thấy. Ha ha, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này. Mà trạm biến thế của tập đoàn Hoành Không cũng đang trong giai đoạn xây dựng. Đúng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, tuy nhiên cứ yên tâm, ngày mai sẽ có nhiều điện hơn một chút, bởi vì, trạm biến thế ở huyện Lăng Hà đang được tập đoàn Hoành Không trang bị thêm thiết bị. Đến lúc đó, việc phục vụ điện cho người dân có thể đảm bảo. Diệp Phàm nói, ra vẻ rất cố gắng. Lúc này, ngọn nến cháy. Bốn vị, các vị khó có thể được một lần trưng cầu của toàn dân. Tôi không có gì để biếu các vị, chỉ có mấy viên thuốc biếu bốn vị để tán chuyện. Lần trước có mấy viên, đã biếu hết cho ông nội. Diệp Phàm nói xong, lấy ra bốn cái lọ sứ. Đó chứa đựng một chút sinh mệnh tiền lực hoàn. Đương nhiên bốn lão biết đây là thuốc quý, sớm nghe Triệu Bảo Cương nói qua cảm giác sau khi dùng. Đương nhiên, cũng không khách khí, mọi người đều nhận. Sau đó ngồi một chút dưới ánh nến luyện thái cực quyền. Đang luyện, Ngư Quốc Trương không cẩn thận nên gẫm vào một tảng đá bên cạnh thiếu chút nữa ngã lăn quay, sau đó tức giận, hừ nói. Phải biết là tập đoàn Hoành Không cần điện, việc xây dựng thành phố là chuyện lớn, làm sao có thể di rời trạm biến thế Hoành Không đi. Hoãn chậm lại cũng không được, vậy muốn làm cái gì chứ? Đây là có một số đồng chí không hiểu không lấy đại cục làm trọng, chính là việc di rời trạm biến thế cũng phải hoãn chậm lại có phải không? Trước kia xây dựng trạm biến thế Hoành Không phỏng chừng cũng là vì việc xây dựng tập đoàn Hoành Không, làm sao lại không hiểu chuyện, đây chẳng phải là muốn hủy hoại Hoành Không sao? Lão Lưu Nguyên Quang cũng tức giận, lão cũng là người ngay thẳng, thấy không đúng là nói ngay. Tôi cùng anh phải nhắc nhở mới được. Ngư Quốc Trương nói. Thực sự xin lỗi, việc này để tôi hỏi lại. Rồi sẽ cho giải quyết ngay lập tức. Ninh Chí Hòa cúp điện thoại, sắc mặt thiếu chút nữa biến thành heo can. Chí Thăng vẫn còn ở tỉnh thành phải không? Ninh Chí Hòa quay đầu hỏi lão bà Phí Hương Ngọc nói. Hôm qua mới tới, vẫn chưa về. Nghe nói còn có chút việc riêng phải giải quyết, anh ta vừa chuyển tới Hạng Nam không lâu, sao không đưa người nhà đi, mà phải đi làm việc này. Phí Hương Ngọc nói, lập tức gọi anh ta tới đây, lập tức, đúng là vớ vẩn. Ninh Chí Hòa khoát tay chặn lại. Làm sao rồi lão chữ, đừng nóng giận, tôi đi gọi điện thoại. Phí Hương Ngọc nói, mười mấy phút sau Dương Chí Thăng đã vội vàng có mặt trong nhà Ninh Chí Hòa. Nhìn thấy vẻ mặt Ninh Chí Hòa. Dương Chí Thăng đứng im không dám ngồi xuống. Cậu làm cái quái gì vậy, vừa đến Hạng Nam đã di rời trạm biến thế Hoành Không? Cậu nghĩ rằng tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh mù hết cả rồi phải không? Là do cậu gây sức ép. Ninh Chí Hòa mắng ngay vào mặt, sau đó hừ nói. Lập tức gọi điện thoại tới trạm biến thế Hoành Không yêu cầu cung cấp điện cho tập đoàn Hoành Không cùng với thị trấn Hoành Không. Ngay lập tức, anh họ, việc này, trước hết anh nghe tôi giải thích một chút. Dương Chí Thăng vừa mới nói đến đây, một tiếng giòn vang. Ninh Chí Hòa không giữ được bình tĩnh đập một cái lên trên bàn, hừ. Giải thích, chờ cậu giải thích thì chiếc mũ trên đầu không cánh mà bay. Lập tức gọi điện thoại đi.
vẻ mặt Dương Chí Thăng tối sầm không dám rông dài, lập tức gọi điện thoại. Gọi điện thoại xong sắc mặt càng khó coi hơn. Thế nào rồi, có khôi phục lại được việc cung cấp điện không? Ninh Chí Hòa lạnh lùng hỏi. Ngay hiện tại không có biện pháp nào để khôi phục cả. Trên trán Dương Chí Thăng toát mồ hôi, vẻ mặt vô cùng khó coi. Tuy nói Ninh Chí Hòa là anh họ của anh ta, nhưng người lãnh đạo uy tín Ninh Chí Hòa mà Dương Chí Thăng nhìn thấy bây giờ rất nhút nhát. Tại sao? Ninh Chí Hòa quát lớn. Lão Chữ, xin bớt giận, nghe Chí Thăng nói đã. Phí Hương Ngọc đứng bên cạnh khuyên nhủ. Cô biết cái gì mà nói, bây giờ tôi không thể bảo đảm cho anh ta. Ninh Chí Hòa hừ nói. Anh họ, lý do để quyết định di rời trạm biến thế Hoành Không đến thị trấn Trương Câu bởi vì chỗ đó hiện tại được mở rộng ra. Nhu cầu cấp bách cần phải phối thiết bị điện, bởi vì nhất thời không có nhiều tiền trong một lúc như vậy, cho nên liền nghĩ đến việc di rời trạm biến thế Hoành Không. Hơn nữa, chúng ta không phải quá suy nghĩ về tập đoàn Hoành Không. Cảm thấy một tập đoàn lớn như vậy cần phải có trạm biến thế của riêng mình. Cho nên, hôm qua đã cho di rời thiết bị, toàn bộ thiết bị ngầm bị hủy đi, không có biện pháp nào để khôi phục lại việc cung cấp điện. Tôi không biết anh dùng biện pháp gì, trong 3 giờ phải khôi phục lại việc cung cấp điện. Cho dù là đã hủy đi, lập tức tìm người, khôi phục lại. Ninh Chí Hòa hừ nói. Được rồi, tôi lập tức sai người đi làm. Dương Chí Thăng lấy tay lau mồ hôi rồi gọi điện thoại. Sau đó hạ điện thoại xuống, nói. Anh họ, các công nhân của cục điện lực đều đã tan ca, tôi đã chiêu tập bọn họ lại. Tuy nhiên, từ thành phố Hạng Nam đến thị trấn Hoành không phải mất 1 giờ đồng hồ. Hơn nữa còn phải lắp đặt thiết bị, chỉ sợ 3 giờ không thể nào hoàn thành được. Đó là chuyện của cậu, nếu cậu không thể hoàn thành, từ nay về sau sẽ không cần phải đến đây nữa. Ninh Chí Hòa xuống lệnh. Trên trán Dương Chí Thăng toàn mồ hôi đi vào buồng vệ sinh. Lão Ninh, chỉ là chuyện ngừng cung cấp điện thôi, làm gì mà tức giận như thế, anh làm cho Chí Thăng sợ hãi quá đấy. Phí Hương Ngọc khuyên nhủ. Ngừng cung cấp điện, cô nghĩ chỉ là chuyện ngừng cung cấp điện thôi có phải không? Ninh Chí Hòa hừ nói. Chẳng lẽ có chuyện khác ở trong đó nữa sao? Phí Hương Ngọc hỏi. Cậu ta dừng cung cấp điện lúc nào cũng được, nhưng lần này thì không phải là thời điểm. Đúng lúc 4 vị lão đồng chí gồm có Ngưu Quốc Trương, Lưu Nguyên Quang đang tĩnh dưỡng ở tập đoàn Hoành Không. Buổi tối người ta không có điện, ăn cơm cũng phải thắp nến. Cô nói xem, trong lòng 4 vị lão lãnh đạo nghĩ như thế nào? Sau khi hỏi, liền nói chuyện trạm biến thế Hoành Không. Việc này tôi hiểu được, Chí Thăng xuống đây là muốn giữ thể diện cho tôi, bởi vì Ninh Chí Hòa tôi điều cậu ta đến Hạng Nam. Là do cậu ta muốn có được thành tích, xuất phát điểm này là tốt, tuy nhiên, việc lựa chọn cách làm còn có chút không thỏa đáng. Ninh Chí Hòa bưng chén trà lên thở dài. Có phải việc này có liên quan đến Diệp Phàm phải không? Phí Hương Ngọc hỏi. Cái thằng nhóc đấy, đừng tưởng rằng tôi không hiểu. Việc này là do hắn khởi xướng lên. Bằng không, làm sao 4 vị lão lãnh đạo lại lựa chọn đi xuống đây lúc này? Hơn nữa, buổi tối ăn cơm lại không có điện. Diệp Phàm che mắt lãnh đạo, tập đoàn Hoành không có một công ty chuyên sản xuất thiết bị điện lực. Biết rõ trạm biến thế Hoành không như thế. 4 vị lão lãnh đạo xuống dưới, tại sao Diệp Phàm không chuẩn bị máy phát điện chứ? Còn khiến cho 4 vị lãnh đạo sờ soạng để ăn cơm, đây làm sao là ăn cơm chứ, cơ bản là muốn đánh Chí Thăng thôi. Ninh Chí Hòa hừ nói. Liệu rằng việc này có phải là Chí Thăng khiêu khích trước không? Anh hiểu là tập đoàn Hoành không bọn họ đang xây dựng, hơn nữa, bản thân tập đoàn Hoành không cũng cần một lượng điện lớn. Anh không thể nói di rời là di rời ngay được. Ít nhất cũng phải thống nhất một chút với người ta, cho người ta 1 tháng để chuẩn bị có phải không? Thật ra hành động của Chí Thăng cũng là nhỏ mọn, cũng không thể trách Diệp Phàm đánh trả lại có đúng không? Tuy nhiên, tôi có chút không rõ, Chí Thăng vì cái gì mà làm như thế? Trước kia anh ta và Diệp Phàm giống như đều không quen biết. Làm sao bỗng chốc lại trở thành đối thủ đối đầu của nhau? Đương nhiên Phí Hương Ngọc thiên vị cho Diệp Phàm một chút. Chắc là Chí Thăng cho rằng, Diệp Phàm trẻ tuổi có thể dễ bắt nạt. Hơn nữa, mấy năm nay, Ninh gia cũng có phần quá nuông chiều cậu ta. Nên cậu ta có chút tự cao tự đại, đặc biệt ở tỉnh Thiên Vân, cho rằng Ninh Chí Hòa tôi cũng không dám làm gì cậu ta. Thực ra suy nghĩ này không thể chấp nhận được, Ninh Chí Hòa tôi ở đây, hẳn là cậu ta càng phải biết đối xử mới đúng. Không thể đối đầu với người đứng đầu tập đoàn lớn như Hoành không được. Diệp Phàm chịu sống chung sao?
Tên tiểu tử này rất quỷ dị. Cô xem, cái Thiệu Trung lão luyện như vậy, muốn khí phách có khí phách, muốn mưu kế có mưu kế, muốn giật dây có người giật dây. Kết quả thế nào chứ, bị người ta lật ngã luôn. Ninh Chí Hòa tức giận nói nhưng vẫn nở nụ cười. Đúng vậy, tên tiểu tử Diệp Phàm đi lên không thể bị kéo lùi được. Chí Thăng đấu với hắn, có chút không biết lượng sức mình. Hơn nữa, cậu ta mới vừa xuống, cơ bản vẫn chưa nắm vững về thành phố Hạng Nam. Còn hiện tại Diệp Phàm đã nắm rất chắc tập đoàn Hoành Không trong tay. Đúng thật là không sáng suốt. Phí Hương Ngọc nói. Tuy nhiên, Hương Ngọc, cô đoán xem Diệp Phàm có biết được quan hệ của tôi với Chí Thăng không? Đột nhiên Ninh Chí Hòa cười nói. Việc này cũng khó nói, có lẽ cũng không biết. Chí Thăng và Diệp Phàm không cùng xuất hiện, trong tỉnh lớn như vậy, cả ngày Diệp Phàm bận bịu nhiều chuyện, làm gì có thời gian nhàn rỗi để hỏi thăm chuyện này. Anh xem, ngay cả nhà của chúng tôi hắn cũng rất ít tới. Hơn nữa, Chí Thăng cũng biết điều, cũng không có thể hiện lung tung ra bên ngoài. Phí Hương Ngọc nói. Hương Ngọc, hai bên giao chiến thì cái gì quan trọng nhất? Ninh Chí Hòa cười hỏi. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, điều đó, tất cả mọi người đều biết. Phí Hương Ngọc liếc mắt một cái. Việc này không phải là kết liễu sao? Cô nghĩ, đối với việc di rời trạm biến thế Hoành Không, khẳng định Diệp Phàm quan tâm tới. Bằng không, sẽ không mời Tứ Lão tới nói chuyện. Tứ Lão đích thân xuống đây, bản thân nói lên đã có vấn đề. Nếu Diệp Phàm đã muốn phản kích, hắn ngốc nghếch đến mức không tìm hiểu rõ ràng về Chí Thăng sao? Có thể ngồi vào vị trí của hắn không phải là ngu ngốc. Hơn nữa, hắn còn hiểu biết rất rõ ràng về Chí Thăng. Tha hồ hỏi qua người nào đó trong Phí gia. Tôi dám đánh cuộc, tên tiểu tử này có hỏi qua một lần. Hơn nữa còn là hiểu rõ. Ninh Chí Hòa nói. Hắn biết rõ Chí Thăng là em họ của anh, xem ra, hắn cũng có chút để ý xử lý cho thỏa đáng. Việc này chỉ cần đến nhà chúng tôi ngồi một chút là được thôi. Làm gì phải làm ầm ĩ lên như vậy không thoải mái. Việc này, có chút vượt Long Vương. Phí Hương Ngọc nói. Hai người bọn họ cái gì cũng người tám lạng kẻ nửa cân, chẳng lẽ Chí Thăng không biết nói với Diệp Phàm là Ninh Chí Hòa tôi cử đến. Gần đây hắn ủng hộ tôi là có thể nghe thấy được cái gì. Chí Thăng không thể phản ứng ngu dốt như vậy được. Ninh Chí Hòa nói. Hai người cũng không ai chịu thua, cho nên đều muốn che giấu nó. Phí Hương Ngọc cảm thấy buồn cười. Bí thư Dương, tôi nghĩ, chỉ có thể mượn người của tập đoàn Hoành Không. Bọn họ có cách tìm người để lắp đặt, hơn nữa lại gần. Trong 3 giờ có thể cung cấp điện lại được. Thái Bình Bang nói. Chương 3235, tức gần chết. Mượn người của tập đoàn Hoành Không, thế thì không được. Anh nghĩ cách khác đi. Dương Chí Thăng thẳng thắn phản đối. Thực sự là không còn cách nào nữa cả, nhất thời thì tìm ở đâu. Hơn nữa lại nằm trong giới hạn của thôn Hoành Không, ngoài tập đoàn Hoành Không ra thì chẳng có cách nào nữa. Thái Bình Bang nói, anh cho rằng bọn họ sẽ cho chúng ta mượn người hay sao? Dương Chí Thăng lạnh lùng hừ nói, hay là gọi điện cho chủ tịch thành phố Lam, ông ấy đứng ra chắc sẽ mượn được. Thái Bình Bang hỏi, ôi, anh thử xem sao? Dương Chí Thăng cũng là bất đắc dĩ đành phải gọi điện cho Lam Tồn Quân. Anh Diệp! Dương Chí Thăng đã nhờ tôi mượn người của anh. Lam Tồn Quân cười trong điện thoại. Có phải là mượn người đến trạm biến áp không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, Diệp Phàm, anh đã dùng cách nào mà lại ép được Dương Chí Thăng phải đến mượn người thế? Có lẽ bên kia đầu dây Lam Tồn Quân đang rất vui mừng. Ha ha, cho mượn bốn bảo bối. Diệp Phàm cười kể bốn việc đã qua ra. Ha ha, hay lắm. Tuy nhiên, anh Diệp, có cho mượn người hay không? Tôi phải lập tức trả lời họ. Bí thư Dương của chúng ta chắc đang rối lên rồi, có lẽ đang có người thúc ép ông ta. Lam Tồn Quân cười nói. Ninh đại lão đang thúc ép ông ta mà, việc bình thường. Diệp Phàm cười, sau đó nói. Bọn ta chẳng có người đâu mà cho mượn, muộn rồi, tất cả đều đã tan ca rồi thì người đâu ra mà mượn. Thế thì tôi cứ trả lời như vậy nhé. Lam Tồn Quân cười ha hả rồi cúp điện thoại. Khốn khiếp. Họ Lam kia, chẳng phải ngươi cũng là lãnh đạo của thành phố Hạng Nam hay sao? Dương Chí Thăng tức giận sau khi cúp điện thoại, thiếu chút nữa thì muốn đập vỡ bồn rửa mặt của bí thư Ninh. Lão vừa từ trong toilet đi ra thì Ninh Chí Hòa hỏi thẳng một câu. Đã bắt đầu lắp đặt chưa? Vẫn chưa tìm được người, đang nghĩ cách. Dương Chí Thăng vẻ mặt tối sầm. Đã quá 15 phút rồi,
Tôi đã hứa với người ta 3 tiếng sau đèn sẽ sáng, anh tự nghĩ cách đi. Thể diện quan trọng hay là mũ quan quan trọng? Ninh Chí Hòa không thèm nể mặt. Tôi lập tức nghĩ cách đây. Dương Chí Thăng lại vào toilet. Lão Ninh, liệu có gấp gáp quá không? Dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi, tìm người lắp đặt ở đâu đây? Phí Hương Ngọc nhìn Dương Chí Thăng mặt đầy mồ hôi tỏ ra thương hại không đành lòng. Đã biết là có ngày hôm nay rồi thì sao còn làm, tuy nhiên việc này tôi đã hứa với Ngư lão bọn họ rồi. Lẽ nào bảo Ninh Chí Hòa tôi là một kẻ bất tín sao? Ninh Chí Hòa nói, Phí Hương Ngọc cũng không nói gì nữa, việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như để mấy người già nói chuyện đến kinh thành thì ảnh hưởng sẽ rất không tốt. Rất lâu sau, Phí Hương Ngọc vẫn không cầm được lòng, nói. Việc này dù sao cũng liên quan đến Diệp Phàm, hay là tôi gọi điện thoại cho hắn. Nhân tài về vấn đề này bên tập đoàn Hoành không bọn họ nhiều. Mượn vài người qua là được. Anh nghĩ tên đó nghèo đến mức mấy cái bóng đèn trang trí của Chu Tước Sơn Trang cũng không có hay sao? Ninh Chí Hòa hừ nói. Chào chủ nhiệm Diệp, tôi là Chí Thăng đây. Dương Chí Thăng hạ quyết tâm, nhẫn nhục gọi điện cho Diệp Phàm. Ồ, là ai thế? Chỗ tôi ồn ào quá, nghe không rõ. Diệp Phàm hỏi to. Chủ nhiệm Diệp, tôi là Dương Chí Thăng ở thành phố Hạng Nam đây. Dương Chí Thăng nói to lên, vừa rồi vì vào toilet gấp nên quên không đóng cửa, bên ngoài Ninh Chí Hòa và Phí Hương Ngọc đều nghe thấy hết. Ồ, là bí thư Dương à? Muộn thế này rồi có việc gì thế? Đúng rồi, vừa khéo tôi cũng có việc muốn nói với anh. Trạm biến áp Hoành không của các anh khi nào chuyển đi thế? Khu đất đó là của Trấn Hoành không chúng tôi. Vốn là để cho các anh sử dụng vô điều kiện nhưng bây giờ đã chuyển đi rồi thì chúng tôi phải thu về. Diệp Phàm hừ một tiếng. Dương Chí Thăng tức thiếu chút thì nôn ra máu. Bởi vì tiếng của Diệp Phàm rất to lại cộng hưởng thêm tác động ở trong toilet nên Ninh Chí Hòa và Phí Hương Ngọc đều nghe được hết. Ninh Chí Hòa ra hiệu với vợ, tỏ ý bà đã nhìn thấy chưa, bây giờ tiểu tử đó được thể rồi. Hai tay Phí Hương Ngọc nắm lại với nhau, ý muốn nói ai bảo Chí Thăng đụng đến tiểu Diệp người ta trước. Đây là đáng đời. Hai người cứ dùng hành động tay chân để nói chuyện với nhau, việc này nếu truyền ra ngoài chắc chắn là chuyện cười cho mọi người. Chủ nhiệm Diệp, tình hình bây giờ có thay đổi. Chúng tôi vốn muốn chuyển trạm biến thế Hoành không đi là bởi vì suối Hương Chương đang khai thác, cần trạm biến áp. Lúc đó vì không đủ tiền nên mới đưa ra hạ sách này. Tình hình bây giờ có thay đổi, bên đó đã kiếm được tiền. Vì thế trạm biến áp Hoành không rất có khả năng không chuyển đi nữa. Hơn nữa, ở phương diện khác mà nói tỉnh ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hạng Nam chúng tôi cũng để hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Ủng hộ tập đoàn Hoành không. Cho nên, quyết định từ tối nay trở đi bắt đầu khôi phục cung cấp điện. Chỉ là bây giờ đã hết giờ làm, nghe nói Trấn Hoành không giờ lại đang bị cúp điện. Vì thế thành phố lo lắng điểm này, quyết định mượn một số chuyên gia lắp đặt điện lực của tập đoàn Hoành không lắp đặt cả đêm. Tranh thủ trong vòng mấy giờ đồng hồ khôi phục cung cấp điện cho tập đoàn Hoành không và Trấn Hoành không. Dương Chí Thăng uất nghẹn nói. Ôi giời, sao các anh không nói sớm? Diệp Phàm nói. Chúng tôi cũng vừa quyết định, cho nên lập tức thông báo đến các anh. Dương Chí Thăng nói. Việc này không dễ đâu. Diệp Phàm nói. Có gì không dễ, các anh đang cần điện phải không? Hơn nữa, mượn người của các anh, vì đang là thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ trả công gấp 3 lần. Dương Chí Thăng nói, tức giận chỉ muốn ném điện thoại đi. Không phải là vấn đề này, trả công hay không đó chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là chúng tôi tìm được nguồn điện rồi. Một là chúng tôi đã bắt đầu khởi công xây dựng một trạm biến áp do riêng mình, cả tối qua đã chuẩn bị xong, sau khi xi măng cứng lại là có thể lắp đặt thiết bị được rồi. Hai là tạm thời chúng tôi đã đấu được điện từ huyện Lăng Hà. Bây giờ đang nhanh chóng tiến hành lắp đặt thiết bị để chuẩn bị đưa vào sử dụng tạm thời. Mà các chuyên gia lắp đặt của tập đoàn Hoành không chúng tôi thì đều đến làm thêm giờ ở trạm biến thế bên huyện Lăng Hà mất rồi. Xin lỗi nhé, thực sự là không thể rút người ra được. Hơn nữa, từ sau khi các anh quyết định chuyển trạm biến thế đi, khi chúng tôi yêu cầu các anh từ từ thì không đồng ý. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu thôi. Đảng ủy, ban lãnh đạo tập đoàn lập tức đưa ra quyết định, mọi thứ đều đã bắt đầu rồi. Vì thế từ nay về sau chúng tôi cũng không cần điện của trạm biến thế Hoành không nữa rồi. Các anh hãy chuyển đi đi, mảnh đất đó thu về vừa khéo để xây dựng khu làm việc của phòng điện lực huyện Hoành không, lại có thể tiết kiệm được một khoản tiền.
những lời của Diệp Phàm thiếu chút thì khiến Dương Chí Thăng tức như ngơ ngẩn. Không nhanh như thế chứ, tập đoàn Hoành Không các anh dùng điện rất nhiều, chỉ một huyện Lăng Hà làm sao có thể cung cấp đủ điện cho các anh dùng. Chẳng phải nghe nói bây giờ đã cúp điện rồi sao, chứng tỏ các anh vẫn rất thiếu điện có phải vậy không? Xin lỗi nhé Bí Thư Dương, quan trọng là bây giờ chúng tôi không có người. Tất cả đang ở bên trạm biến áp huyện Lăng Hà rồi, nếu anh thực sự gấp thì anh có thể phái người qua đó xem có thể dư ra được người nào đó hay không. Bình thường mà nói thì không dư ra được đâu. Diệp Phàm tỏ vẻ áy náy. Trong vòng vài tiếng các anh có thể khôi phục cung cấp điện cho thị trấn Hoành không được hay không? Dương Chí Thăng hỏi. Mấy giờ đồng hồ thì không thể được, vừa mới cắt điện xong để tôi hỏi lại một chút, có lẽ chậm lắm thì cũng phải đến sáng mai. Đêm nay chỉ có thể dùng nến để kiên cường bất khuất kháng chiến chống Nhật thôi. Tuy nhiên, đốt nến trong bữa cơm cũng rất lãng mạn mà. Lại cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến đại cục mà. Xin lỗi Bí Thư Dương, tôi còn có việc, cúp máy đây. Diệp Phàm rất khách khí. Quỵt một tiếng, trong phòng toilet đột nhiên vang lên một tiếng. Có chuyện gì thế? Phí Hương Ngọc liếc nhìn chồng, nói. Ông nhanh đi xem. Ninh Chí Hòa bước nhanh vào nói. Hương Ngọc nhanh vào đây, Chí Thăng hình như bị ngất rồi, nhanh đỡ một tay. Tuy nhiên, sau khi vỗ vài cái thì Dương Chí Thăng đã tỉnh lại. Ông ta ngồi thẫn thờ trên sofa, rất lâu sau mới hắng giọng. Anh họ, nhiệm vụ anh giao cho em không hoàn thành được rồi. Anh xử phạt cách chức của em đi, thằng em họ này kém cỏi. Em vốn muốn làm một việc, nhưng ôi, bây giờ tạo ra thế này, việc này, ôi. Hai mắt Dương Chí Thăng vô thần, vẻ mặt tái xám. Đừng lo Chí Thăng, bọn ta cho chú nghĩ cách. Phí Hương Ngọc vội chạy đi rót một chén trà, an ủi nói. Ôi, anh họ, em biết, có người có ý kiến về em. Trong việc này chắc chắn do em xử lý không thỏa đáng. Nhưng cũng không thể ép người đến đường cùng được có phải không nào. Phải khoan dung. Em cũng đã đích thân gọi điện rồi. Nhưng vẫn không có cách nào cả. Anh họ, tài liệu khiếu nại ngày mai khi trời sáng em sẽ mang qua. Hoành Không là một con hổ lớn, em không thể đùa được. Anh mắng em đi, phê bình em đi, đứa em họ chẳng ra gì này. Dương Chí Thăng. Cầm về làm gì, cậu tự lo về nghỉ ngơi đi. Những việc khác không phải lo nữa. Ninh Chí Hòa đột nhiên nghiêm mặt, cũng không biết là đang nghĩ gì. Anh họ. Em đã quá vội lập công trục lợi. Dương Chí Thăng vẻ mặt xấu hổ. Biết thì tốt. Ninh Chí Hòa tức giận hừ một tiếng, liếc nhìn em họ rồi hơi chút đau lòng, nói. Chí Thăng, cậu muốn có thành tích tôi cũng hiểu tâm tư của cậu. Cậu muốn mượn sự phát triển của tập đoàn Hoành Không để đưa thành phố Hạng Nam lên, cách nghĩ cũng rất tốt. Nhưng, phương pháp xử lý thiếu sự thỏa đáng. Cho đến giờ cậu vẫn chưa hiểu được con người Diệp Phàm này. Con người hắn mềm nắn rắn buông. Cậu đối nghịch với hắn, anh họ ta giờ chỉ có thể nói một câu, cậu thực sự không đủ sức. Cho nên, sau khi trở về suy nghĩ cho kỹ, mình đã sai ở đâu, phải làm thế nào để thay đổi. Đương nhiên, trong chuyện này Diệp Phàm cũng hơi quá đáng. Tiểu tử này không nể mặt cậu thì cũng phải nể mặt Ninh Chí Hòa ta chứ. Anh Diệp, anh làm thế chẳng phải cũng đã đắc tội với Ninh Đại Lão hay sao? Có nên hòa nhã một chút hay không? Chiều ngày hôm sau... Lam Tồn Quân gọi điện đến. Cứ chờ xem rồi tính, tin là Bí Thư Ninh sẽ nghĩ thông suốt. Hơn nữa, ta phản công là do bị động, không còn cách nào khác. Người ta đã vung đao rồi chẳng lẽ ta cứ đưa cổ ra cho người ta chém hay sao? Diệp Phàm hừ lạnh lùng. Ha ha, lần này Dương Chí Hòa cũng đã rất mất mặt rồi. Không ngờ anh mới quay về có mấy ngày mà đã như thế. Xem như là chiến thắng trận đầu tiên, tuy nhiên... Cho đến giờ Dương Chí Thăng vẫn chưa đem trả tài liệu lại. Điều này chứng tỏ gì? Lam Tồn Quân cười nói. Chương 3236, tỉnh ủy đột nhiên quyết định. Tôi cũng bực mình, theo lý mà nói làm như thế thì anh ta phải biết điều mới phải, đằng này lại không mang về. Lẽ nào vấn đề của 6 xã, trấn lại chuẩn bị quy thành một thì mặt mũi nào nữa phải không nào? Tôi thấy phần thắng của lão ta cũng chẳng lớn. Nhìn từ phía ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Khúc chắc sẽ ủng hộ tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Còn Bí Thư Ninh có lẽ cũng khó giải quyết việc này. Có lẽ ông ta sẽ thể hiện thái độ trung hòa, không giúp bên nào cả. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng không thể tự tay tát vào mặt mình được. Vấn đề của huyện Hoàng Cương sớm đã hình thành văn bản chính thức rồi,
bọn họ muốn thay đổi thì phải thay đổi quyết định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Ở điểm này phần thắng của Dương Chí Thăng dường như bằng không. Còn trạm biến áp Hoành Không chuyển đi cũng chỉ là một lợi thế trong đàm phán giữa Dương Chí Thăng và anh mà thôi. Tôi thấy, ông ta nói muốn lập tức chuyển đi, trên thực tế chỉ là tháo thiết bị ra đặt xuống đất, thiết bị lắp đặt vẫn chưa hề khởi động. Ông ta đang quan sát, chờ anh đến cầu cứu ông ta. Tuy nhiên, bây giờ lợi thế đó không còn nữa, ngược lại lại bị anh nắm lấy cơ hội phản đòn lại. Tối qua bí thư Dương của chúng ta có lẽ đã bực tức gần chết. Lam Tồn Quân cười nói. Từ rước lấy thôi. Diệp Phàm hừ nói. Mấy ngày trôi qua, trên tỉnh không có động tĩnh gì, Diệp Phàm cũng giả vờ như không biết. Lúc rảnh thì luyện quyền cước cùng với bốn người bạn, ban ngày thì đến công trường. Năm ngày sau, bốn người bạn ra về. Ninh Chí Hòa mời bọn họ lên tỉnh chơi một thời gian, Ngư Quốc Trương nói là không rảnh, phải về. Ngày 15 tháng Giêng, chủ nhiệm phòng tài chính tập đoàn Tô Học Bá vội vàng vào phòng làm việc của Diệp Phàm. Diệp Tổng, tỉnh đồng ý cấp cho giai đoạn đầu xây dựng của huyện Hoàng Cương 1 tỷ, nói là mùng 1 sẽ chuyển xuống, cho đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Tô Học Bá nói, cậu đã dục hỏi qua chưa? Diệp Phàm hỏi. Hỏi rồi, người phụ trách phòng tài chính tỉnh nói là việc này cấp trên vẫn chưa phê chuẩn. Bị tắc ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tô Học Bá nói. Tôi hỏi lại đã rồi tính. Diệp Phàm nói rồi nhấc điện thoại lên gọi cho Chủ tịch Khúc hỏi về việc này. Ha ha, vội gì chứ, thời gian này trên tỉnh cũng khó khăn. Đây không phải là 1, 2 triệu mà là 100 triệu. Cậu phải kiên nhẫn một chút, cứ mượn ở chỗ nào đó dùng tạm đi. Tập đoàn Hoa Tinh của Mỹ chẳng phải đã đầu tư vào mảng du lịch của tập đoàn các cậu mấy tỷ đó sao? Số tiền này chẳng phải ngay lập tức đã dùng hết rồi đấy chứ? Tạm chuyển qua một ít để dùng đi, một khi ở đây chúng tôi bớt khó khăn một chút thì sẽ cấp xuống ngay. Chủ tịch Khúc cười nói. Thế lúc nào thì có thể cấp xuống được? Diệp Phàm hỏi. Việc này cũng khó nói, quan trọng là liên quan đến số tiền lớn như vậy thì phải chờ thông báo trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy một chút. Tuy chỉ là thông qua nhưng vẫn phải làm theo trình tự phải không nào? Chủ tịch Khúc nói. Vẫn chưa thông báo cáo lên trên sao? Diệp Phàm hỏi. Gửi lên rồi, tuy nhiên, tỉnh ủy có sự lo lắng của tỉnh ủy mà. Hay là nếu cậu thực sự lo lắng thì có thể đi hỏi Bí thư Ninh. Có thể kiến nghị sớm đưa việc của Hoành Không các cậu ra thảo luận ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy mà. Một khi đưa ra, tôi sẽ ủng hộ các cậu có phải không nào? Chủ tịch Khúc ra vẻ. Diệp Phàm vừa nghe liền uy nghĩ một chút. Dường như Khúc đại lão đang nhắc nhở mình, khoản tiền này bị dừng lại bởi người nào đó. Đây có phải chính là nghệ thuật làm lãnh đạo hay không? Diệp Phàm hừ nói. Không thể nói như vậy được, ai cũng có việc mà có phải không nào? Cậu phải thông cảm với khó khăn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh rộng như thế, việc nhiều hơn nhiều so với chút việc đó của tập đoàn Hoành Không các cậu. Chủ tịch Khúc cười nói. Tôi biết rồi Chủ tịch Khúc. Diệp Phàm tức giận định cúp điện thoại. Từ đã, đồng chí này đúng là khẳng khái. Còn có một việc tôi muốn nói với cậu, có lẽ hội nghị thường vụ tỉnh sẽ cùng bàn bạc cùng với việc của tập đoàn Hoành Không các cậu. Chủ tịch Khúc nói. Còn có việc gì mà cùng xem xét? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Đó là vấn đề của 6 xã, thị trấn, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân cũng đã xem qua báo cáo rồi. Cảm thấy thành phố Hạng Nam người ta nói cũng có lý phải không nào? Tập đoàn Hoành Không muốn mở rộng phát triển, nhưng cũng không thể làm mất đi thành phố Hạng Nam của người ta phải không nào? Đối với tỉnh ủy mà nói, lòng hay mu bàn tay cũng đều là thịt mà. Chủ tịch Khúc nói, thái độ dường như có chút thay đổi. Đây chẳng phải là việc mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi công văn xuống rồi sao? Không thể trong 2, 3 ngày đã thay đổi được, thế chẳng phải là trò đùa sao? Diệp Phàm càng tức giận. Đồng chí Diệp Phàm, thời đại thay đổi thì cần phải thay đổi. Mấy tháng trước là mấy tháng trước, bây giờ là bây giờ. Tình thế bây giờ đã thay đổi, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đương nhiên cũng phải xem xét lại có phải thế không nào. Có những việc, không thể cứ cứng nhắc không thay đổi được. Ngay cả phạm nhân tử hình trong tình hình đặc biệt cũng có thể sửa đổi bản án có phải không nào. Nói chi đến việc quy hoạch hoặc phương án phải không? Chủ tịch Khúc nói. Ý của Chủ tịch Khúc là khả năng thay đổi rất lớn. Diệp Phàm nói. Việc này cũng khó nói, trước khi vẫn chưa thảo luận tôi cũng không thể nói được gì. Hơn nữa việc lớn như vậy cá nhân tôi cũng không làm chủ được.
còn phải xem kết quả trao đổi của các đồng chí nữa. Chủ tịch Khúc nói, không ngờ sự tình phát triển rất nhanh. Chỉ chiều ngày hôm sau văn bản đã được đưa xuống đến tập đoàn Hoành Không. Khổng Ý Hùng lập tức đưa văn bản đến phòng làm việc của Diệp Phàm. Bọn họ làm cái gì thế, nói thay đổi là thay đổi, hơn nữa, trước đó không hề có phong thanh gì. Khổng Ý Hùng cầm văn bản thở phì phò nói. Diệp Phàm nhận lấy rồi xem qua, sắc mặt chợt thay đổi. Diệp Tổng, anh xem, không chỉ đem trả 6 xã, trấn Triệu Đức, xã Ninh Thủy, thị trấn Khanh Đầu, thị trấn Mã Lương, xã Mộc Vận, thị trấn Đàm Tây cho thành phố Hạng Nam. Hơn nữa, lại cũng đem 6 huyện, trấn còn lại khác trong 12 xã, thị trấn của huyện Hoàng Cương trả về cho thành phố Hạng Nam, chúng ta lấy lại một huyện Hoàng Cương, cấp trên đâu dễ nghe. Trên thực tế chỉ còn lại 6 xã, thị trấn do tập đoàn Hoành Không chúng ta trực tiếp quản lý. Hơn nữa, 6 xã, thị trấn đó kinh tế lại là kém phát triển nhất. Bây giờ huyện Hoàng Cương chuyển qua thành huyện Hoành Không, quản lý 6 xã, trấn nhỏ, đây còn là huyện sao? Khổng Ý Hùng tức giận. Lúc này Ngũ Vân Lượng và Bao Nghị cũng đi vào, chỉ văn bản nói. Diệp Tổng, cứ như thế này thì không được, quy hoạch mở rộng Hoành Không của chúng ta không chừng sẽ đổ sông đổ biển, hơn nữa, sẽ có nhiều sự thay đổi ngoài kế hoạch. Hơn nữa, phía cuối văn bản còn nhấn mạnh một câu. Yêu cầu nội dung đại quy hoạch của tập đoàn Hoành Không phải bao gồm cả bản đồ quy hoạch phát triển của thành phố Hạng Nam, phải phối hợp cùng phát triển. Đặc biệt là phải lấy đối tượng phát triển là 12 xã, thị trấn vốn thuộc huyện Hoàng Cương nay đã quy về thành phố Hạng Nam. Mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh còn quyết định, chuyển số tiền 1 tỷ vốn phải để cấp xuống cho tập đoàn Hoành Không xây dựng di rời huyện Hoàng Cương dùng vào việc kiến thiết 12 xã, trấn của thành phố Hạng Nam bọn họ. Hơn nữa, chỉ ra phải sử dụng đúng mục đích, không được chuyển cho những nơi khác. Bao Nghị nói, tỉnh dùng thủ đoạn hay lắm, trên danh nghĩa số tiền này là cấp cho tập đoàn Hoành Không. Lại là phải dùng đúng mục đích cho các xã, thị trấn thuộc thành phố Hạng Nam. Đây còn là tiền cấp cho tập đoàn Hoành Không nữa hay không? Cấp trên đã cho chúng ta, trên thực tế chúng ta lại chẳng có lợi ích gì, lại còn phải giúp bọn họ trùng sinh dân quốc nữa chứ. Hơn nữa quy định, không thể kéo dài, không thể thoái thác. Không thể không làm, 12 xã, thị trấn này đổ lên đầu chúng ta gánh vác. Chúng ta giúp thành phố Hạng Nam phát triển kinh tế. Ngũ Vân Lượng nói. Ha ha, hồi đại học có ủy bồi nói. Cũng chính là nhân tài đại học các anh thay thế cho việc huấn luyện giáo dục. Tuy nhiên, nhưng cơ quan ủy thác vẫn phải có phí huấn luyện có phải không nào? Còn việc này lại không giống như thế, trên tỉnh yêu cầu chúng ta làm cho 12 xã, thị trấn phát triển đi lên, còn đưa vào đại quy hoạch của Hoành Không. Việc này theo lý mà nói là thành phố Hạng Nam ủy thác sự phát triển cho chúng ta rồi. Tuy nhiên, bọn họ chỉ lo ủy thác mà không bỏ tiền ra. Mà trên tỉnh lại đem tiền đáng nhẽ là của chúng ta cho người khác dùng, cấp trên còn muốn dùng chúng ta nữa. Trên đời này làm gì có chuyện đã làm gái điếm lại muốn lập đền thờ như thế. Diệp Phàm cười châm biếm. Chúng ta rõ ràng có thể nhận tiền rồi chẳng thèm quan tâm gì, vấn đề quan tâm chiếu cố ai có thể nói rõ ràng được. Chúng ta nói có chiếu cố thì bọn họ cũng chẳng biết được có hay không có phải không nào. Việc này, lại chẳng có một tiêu chuẩn nào để làm giới định cả có phải không nào. Bao Nghị nói, nếu không để ý đến thì trên tỉnh có để yên hay không, con mắt của các lãnh đạo rất tinh tường. Vì thế là một vài văn bản bên ngoài vẫn phải cần. Về thực chất, tự chúng ta thao túng là được rồi. Ngũ Vân Lượng nói, không không không. Diệp Phàm đột nhiên xua xua tay. Ba người kia đều nhìn. Phải làm, vẫn phải làm cho tốt. 12 xã, thị trấn này vốn đã nằm trong đại quy hoạch của Hoành Không rồi. Chỉ có điều là bây giờ Đông Gia có thay đổi mà thôi. Trên thực chất thực tế phát triển chẳng có gì thay đổi. Còn về vấn đề tiền đơn giản chỉ là dùng đúng mục đích mà thôi. Chúng ta không những phải quan tâm mà còn phải làm cho tốt nữa. Cần phải thực sự dìu dắt 12 xã, thị trấn kia đi lên. Thực sự nằm trong đại quy hoạch của Hoành Không. Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh mà, cũng là vì giúp cho thành phố anh em Hạng Nam mà. Diệp Phàm nói tiếp. Hơn nữa, Ý Hùng, cậu lập tức khởi thảo một chút. Về phần 12 xã, thị trấn này chúng ta yêu cầu do đích thân chủ tịch thành phố Lam phụ trách. Nếu ngay cả điểm này mà thành phố Hạng Nam cũng không làm được thì chẳng trách được chúng ta khách khí nữa. Ngày hôm sau tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý đáp ứng kiến nghị của tập đoàn Hoành Không,
hơn nữa đã thông báo đến lãnh đạo tương quan của thành phố Hạng Nam. Đồng chí Diệp Phàm lần này nhận thức rất rõ rồi đấy. Phó Chủ tịch Thái Cường cười nói. Ha ha, cũng không hẳn, bây giờ vẫn chỉ có thể chờ xem. Chủ tịch Khúc cười nói. Lẽ nào hắn sẽ làm gì sao? Thái Cường sửng sốt. Không biết chừng, lần này tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh không thông qua trước với Diệp Phàm đã quyết định rồi. Là cán bộ cấp dưới, nhất định trong lòng không thoải mái. Đặc biệt việc này vốn liên quan đến việc tranh chấp lợi ích của thành phố Hạng Nam và tập đoàn Hoành Không. Mà lần này chúng ta quyết định như thế là hoàn toàn nghiêng lệch về thành phố Hạng Nam. Thậm chí còn có ý cưỡng ép tập đoàn Hoành Không. Anh nói Diệp Phàm sẽ cứ thế mà nghe lời, cứ thế mà phục tùng hay sao? Chủ tịch Khúc nói. Dựa vào tính cách của hắn thì cũng khó. Tuy nhiên, nhìn từ kiến nghị của tập đoàn Hoành Không bọn họ gửi lên cũng có thể thấy, dường như hắn đã phục rồi. Hơn nữa, dường như còn muốn thực sự đưa 12 xã, trấn này phát triển đi lên. Chỉ có điều yêu cầu đổi tướng mà thôi. Thái Cường nói. Chương 3237, vấn đề số lượng ít, nhiều. Việc tranh cãi của Diệp Phàm và đồng chí Chí Thăng vẫn chưa kết thúc, đồng chí Chí Thăng muốn mượn ưu thế của Hoành Không để phát triển thành phố Hạng Nam. Nhưng Diệp Phàm chính là không muốn để gã nhúng tay vào. Cho nên mới đề xuất Lam Tồn Quân. Kiến nghị này nhất định khiến cho đồng chí Dương Chí Thăng không thoải mái trong lòng. Nhưng kiến nghị của Diệp Phàm người ta lại hợp tình hợp lý, về điểm này đồng chí Chí Thăng không thể phản đối được. Một bí thư lo việc của người khác như ngươi thì mãi không thể sánh được với Lam Tồn Quân có phải không nào? Diệp Phàm biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì chúng ta đã cưỡng ép hắn một cách vô lý. Nếu ngay cả điểm này cũng không đồng ý thì có lẽ đồng chí này thực sự sẽ phát điên lên. Đến khi đó phải làm thế nào thì tôi cũng có chút lo lắng. Chủ tịch Khúc nói. Đúng vậy, tập đoàn Hoành Không không thể thiếu Diệp Phàm. Nếu hắn từ bỏ tất cả thì việc khởi quật của tập đoàn Hoành Không sẽ trở thành bọt nước. Trong việc này Diệp Phàm là người dẫn đầu không thể thay thế. Nhìn chung trong toàn tỉnh, còn có ai có khí phách gánh trên vai trách nhiệm đưa Hoành Không đi ra khỏi khó khăn như thế? Thực ra, tỉnh ủy quyết định như thế cũng khiến cho tôi lo lắng. Cũng không hiểu tỉnh ủy nghĩ thế nào, sự thiên vị lần này quá rõ ràng. Đương nhiên, có lẽ tỉnh ủy có sự tính toán của tỉnh ủy. Góc độ của họ không giống với Diệp Phàm. Đối với tỉnh ủy mà nói, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Hoành Không có thể phát triển tỉnh ủy sẽ vui, thành phố Hạng Nam có thể phát triển thì tỉnh ủy cũng vui, tốt nhất là cùng phát triển. Còn Diệp Phàm cần chỉ là sự phát triển của Hoành Không, bởi vì, căn cây nào rào cây đấy. Từ vị trí của Diệp Phàm mà nói, hắn chẳng làm sai điều gì. Mà nhìn từ góc độ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân cũng không sai. Chỉ là trong lòng Diệp Phàm nhất định có ấm ức. Hy vọng hắn có thể nhanh chóng giải tỏa ấm ức đó, không thì rất không tốt. Thái Cường nói. Tôi cũng lo lắng như thế. Đồng chí Chí Hòa cũng đã nói qua với tôi, khi bắt đầu tôi cũng có chút nghĩ không thông. Tuy nhiên, bây giờ đã thông rồi. Ha ha. Tin là Diệp Phàm sẽ không nhỏ nhen như thế, tuy có lúc tính cách của đồng chí này rất nóng. Nhưng đây cũng là ưu điểm của cá nhân cậu ta mà. Tập đoàn Hoành Không lớn như thế, không có khí phách thì làm sao dẫn dắt được. Chủ tịch Khúc cười nói. Bảo đồng chí Lam Tồn Quân đích thân dẫn dắt đưa 12 xã, thị trấn phối hợp cùng với đại quy hoạch của tập đoàn Hoành Không cùng phát triển. Yêu cầu này thật vô lý. Chủ tịch thành phố Lam chủ trì công việc của toàn thành phố. Làm sao có thể chuyên quản việc của 12 xã, trấn được? Thành phố Hạng Nam chúng ta có đến gần 200 xã, trấn. Không thể để mất dưa hấu mà nhặt hạt vừng được. Phó Bí thư thành phố Hạng Nam Thái Trung Thiên nhíu mày nói. Hơn nữa đồng chí Tồn Quân hiện đang học tại trường Trung ương Đảng. Cũng phải mất mấy tháng, đâu có thể nói về là về được. Tập đoàn Hoành Không có lẽ cũng đã biết điều đó, lại còn đưa ra yêu cầu như thế. Đúng là không hợp lý. Bọn họ đang muốn làm gì thế? Rõ ràng biết không thể mà vẫn làm. Đơn giản là làm bừa mà thôi. Dương Chí Thăng hừ nói. Nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý với kiến nghị của tập đoàn Hoành Không rồi. Thực ra tôi thấy đó chính là kiến nghị của đồng chí Diệp Phàm thôi. Tập đoàn Hoành Không bây giờ, Diệp Phàm một tay nắm đảng chính, còn ai có thể đưa ra phản đối? Căn bản hắn sắp trở thành một bá vương rồi. Thái Trung Thiên hừ nói. Trước kia khi cái Thiệu Trung còn tại vị Thái Trung Thiên xì hơi cũng chẳng dám, bởi vì cái Thiệu Trung thế quá mạnh. Còn Lam Tồn Quân là bí thư,
thời gian khi đó đương nhiên tâm tư của Thái Trung Thiên cũng đã lung lay, cũng đã đi vận động. Tuy nhiên, cuối cùng cũng không được, mà khi đó có thể phát ra những lời bất đồng ở tỉnh chỉ có Thái Trung Thiên. Vì thế, Thái Trung Thiên và Lam Tồn Quân nói rõ ra thì cũng là đối thủ của nhau. Bây giờ Dương Chí thắng xuống, Thái Trung Thiên hy vọng phá vỡ được. Người này đương nhiên nhiên không lựa chọn hợp tác cùng Lam Tồn Quân. Bởi vì Thái Trung Thiên cũng biết qua một chút về quan hệ giữa Dương Chí Thăng và Ninh Chí Hòa. Cho nên Dương Chí Thăng xuống không được bao lâu, Thái Trung Thiên lựa chọn hợp tác với bọn họ cùng kiềm chế Lam Tồn Quân. Cũng là để có thể lấy lại thể diện trước kia đã mất. Bằng không, mấy ngày Lam Tồn Quân trở về thì Dương Chí Thăng cũng không thể thuận lợi làm những việc như thế. Việc này tôi sẽ đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh rồi nói. Dương Chí Thăng nói rồi nhấc điện thoại cố định trên bàn làm việc gọi cho Chủ tịch Khúc. Không lâu sau cúp máy, sắc mặt có chút trầm xuống. Thế nào rồi? Thái Trung Thiên hỏi. Chủ tịch Khúc nói việc huấn luyện của đồng chí Lam Tồn Quân không hề đặc biệt quan trọng, có thể kết thúc trở về chủ trì thành phố phối hợp công tác với tập đoàn Hoành Không trước. Công việc của toàn thành phố anh ta phải nắm được, nhưng trọng tâm là 12 xã, thị trấn. Dương Chí Thăng có chút bực bội. Chủ tịch Khúc rõ ràng là thiên vị Diệp Phàm rồi. Thái Trung Thiên nói. Ông ấy thiên vị Diệp Phàm, cho rằng Diệp Phàm chính là cứu thế của tập đoàn Hoành Không. Trái đất này tôi thấy vắng ai nó cũng vẫn quay. Mình Diệp Phàm thì có thể xoay chuyển Hoành Không rồi, đó là vì chính sách của cấp trên ủng hộ, bên dưới thì có những đồng chí bao bọc, nếu không, Diệp Phàm thì có khả năng gì chứ? Việc này rõ ràng là thần tượng hóa thôi. Trên đời này là gì có thần, chỉ có người thôi. Dương Chí Thăng tức giận. Nghĩ đến hôm mất mặt ở nhà của Ninh Chí Hòa, lửa trong lồng ngực của Dương Chí Thăng càng lúc càng dâng trào lên. Cứ nói là trường đảng không cho người về là được, xem Diệp Phàm hắn còn có cách gì. Thái Trung Thiên hừ nói. Không được, Chủ tịch Khúc đã ra lệnh rồi. Nói, nếu đồng chí Tồn Quân không trở về, nếu để việc của 12 xã, trấn thất bại thì trách nhiệm thuộc về thành phố Hạng Nam chúng ta. Việc này là thế nào chứ? Áp đặt. Sắc mặt Dương Chí Thăng bắt đầu xám đen. Hay là phản ánh với Bí Thư Ninh? Thái Trung Thiên nói. Một việc nhỏ này mà phiền đến anh ấy, không ổn. Được rồi, để tôi giải quyết. Dương Chí Thăng khoát tay. Bí Thư Ninh, ngày mai tập đoàn Hoành Không sẽ sửa lại một chút bản quy hoạch, mà vị trí của 12 xã, trấn đưa vào càng cần phải cao. Mà Diệp Phàm còn đích thân dẫn nhân viên đi đến từng xã, trấn, thanh thế tạo ra rất cao. Hơn nữa. Một lần nữa quy hoạch lại mạng lưới 12 điểm du lịch, khai thác chủ yếu dựa vào 12 xã, trấn này. Hơn nữa, việc kết hợp quy hoạch 12 xã, thị trấn với thành phố Hạng Nam rất tốt. Tập đoàn Hoành Không giống như con đại mã kéo ở phía trước. Thành phố Hạng Nam giống như chiếc xe. Xem ra, khả năng của đồng chí Diệp Phàm quả là không nhỏ. Không hề có những lời oán hận, để hưởng ứng quy hoạch của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân còn đích thân thực hiện. Chánh văn phòng tỉnh ủy Đỗ Kiếm vừa vào phòng làm việc của Ninh Chí Hòa lên cười nói. Nhìn thì là như thế. Ninh Chí Hòa cười nhạt. Bí thư Ninh, quyết định của chúng ta có phải là hơi quá không? Đỗ Kiếm hỏi. Quá, không quá, không quá. Còn phải tăng lên cơ, đồng chí Diệp Phàm đã có lòng muốn đưa thành phố Hạng Nam phát triển, tỉnh ủy chúng ta đương nhiên phải ra sức ủng hộ. Tôi còn hối hận lúc trước số lượng xã, trấn còn quá ít. Đáng nhẽ phải thêm vào mấy huyện lân cận thành phố Hạng Nam nữa mới phải. Ninh Chí Hòa cười ha hả. Đỗ Kiếm vừa nghe chợt thở một hơi, cười nói. Bí thư Ninh chỉ bằng phân cho Diệp Phàm quản lý toàn bộ thành phố Hạng Nam. Dù sao Điền Nam bên đó cũng đã có tiền lệ rồi, cũng không kém thành phố Hạng Nam. Nếu đồng chí Diệp Phàm có năng lực, tôi giơ hai tay tán thành. Ninh Chí Hòa cười nói lạnh nhạt. Lão nhìn Đỗ Kiếm, cười nói. Hay là anh thay mặt tỉnh ủy đi Hoành Không một chuyến, xem việc thực thi quy hoạch của bọn họ thế nào, tránh sai sót. Đặc biệt là 12 xã, trấn đó nhé. Tôi vẫn muốn xem, đồng chí Diệp Phàm có thực sự hay không? Thực sự phải đi hả? Đỗ Kiếm hỏi. Đương nhiên, ngày mai anh đi đi. Ninh Chí Hòa nói. Tránh văn phòng Đỗ Kiếm đến làm gì? Nghe báo cáo của Khổng Ý Hùng, Diệp Phàm lắc lắc chiếc ghế. Không rõ. Hình như là nhận sự ủy thác của tỉnh ủy đi thị sát. Khổng Ý Hùng nói. Còn có ý khác nữa, Ý Hùng, anh nói xem ông ta xuống làm gì. Diệp Phàm cười bí hiểm. 12 xã, thị trấn. Khổng Ý Hùng cũng nghĩ tới và thốt ra.
nếu tỉnh đã như thế thì chúng ta không thể chậm trễ được. Vận động, tất cả hành động, hơn nữa phải nhanh chóng, lập tức khởi công điểm du lịch. Diệp Phàm nói, tiền ở đâu, có phải trích một phần trong vốn đầu tư về du lịch của tài vụ tập đoàn hay không? Khổng Ý Hùng hỏi, ha ha, chúng ta hết tiền rồi. Diệp Phàm lắc đầu, không có tiền, tài khoản hình như cũng chỉ còn có mười mấy tỷ tiền mặt. Khổng Y Hùng có chút không hiểu. Ha ha, ngày mai bảo đồng chí Vân Lượng phụ trách mảng du lịch chuẩn bị bổ sung thêm một ít. Khi tránh văn phòng đỗ xuống nhất định sẽ đi xuống 12 xã, trấn kia. Đến lúc đó bảo đồng chí Vân Lượng kêu cho thảm một chút. Ít nhất phải lập tức phải lấy được 1 tỷ của tỉnh về mới được. Thần tài đến chúng ta không kêu không được. Diệp Phàm cười nói. Diệu kế, đúng là thần tài đến rồi. Khổng Ý Hùng cười. Ngũ Vân Lượng đem người làm tăng ca cả đêm một số thứ. Hơn 11 giờ trưa ngày hôm sau xe của chánh văn phòng đỗ mới đến trước cửa tổng bộ của tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm dẫn ban chấp hành đảng ủy ra nghênh đón. Một cảnh tượng phồn vinh, rất tốt. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Đỗ Kiếm khẳng định. Cũng còn hơi lộn xộn một chút, vốn là nghe nói chánh văn phòng đỗ xuống muốn nghỉ thi công một ngày. Tuy nhiên, việc xây dựng này không thể trì hoãn được, mong chánh văn phòng đỗ lượng thứ. Làm xây dựng thì phải thế, khó tránh khỏi sự bẩn thỉu, lộn xộn. Diệp Phàm cười nói. Không sao, cũng là yêu cầu của việc xây dựng mà. Không lộn xộn, bẩn thỉu thì làm sao có được quy hoạch của Hoành Không ngày mai. Đỗ Kiếm cười nói. Sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi đến 1 giờ, Diệp Phàm đến nhà khách Hoành Không mời chánh văn phòng Đỗ đến phòng họp, ý là đến nghe báo cáo. Hôm nay chúng ta thay đổi đi dạo các nơi trước đã, sau đó mới nghe báo cáo thì thế nào. Như thế cũng có thể để tôi hiểu được tình hình xây dựng các nơi trước đã. Nói thật, đối với đại quy hoạch của các cậu tôi thấy cũng kêu lắm, nhưng không biết tình hình cụ thể thế nào. Hôm nay xuống là muốn thực địa một chút. Đỗ Kiếm cười nói. Vậy được, anh sắp xếp như thế nào thì chúng tôi sẽ làm như vậy. Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó cùng với cấp dưới đi theo Đỗ Kiếm ra ngoài. Chương 3238, tặng 1 viên kẹo ngọt. Đỗ Kiếm đi một vòng quanh trấn Hoành Không một lượt, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Tuy nhiên, trấn Hoành Không bây giờ ở đâu cũng đang xây dựng. Cho nên tương đối lộn xộn, chiếc cầu lớn trên sông Thông Thiên cũng đang trong quá trình xây dựng, Đỗ Kiếm sau khi đến hiện trường xây dựng cây cầu thì dừng lại một chút. Một cây cầu nối Bắc với Nam, lạch trời đã biến thành con đường. Con sông Thông Thiên này rất rộng và sâu, cho nên xây dựng cầu rất khó khăn. Vì thế trên con sông này chẳng thấy có mấy cây cầu. Tập đoàn Hoành Không các anh đã mở ra một tiền lệ, ngày này năm sau là cây cầu này có thể thông xe rồi. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ xuống xem cây cầu lớn Thông Thiên này thế nào, xem nó có thực sự thông lên trời không. Đỗ Kiếm hào hứng chỉ về phía dòng sông cười nói. Thế thì chánh văn phòng Đỗ có thể đắc đạo thành tiên rồi. Diệp Phàm cười nói. Thành tiên, ha ha ha, hay lắm, có thể lên thiên cung mà. Đỗ Kiếm cười sảng khoái. Buổi tối, Đỗ Kiếm yêu cầu muốn ở tại Chu Tước Sơn Trang, khi đi vào trong Sơn Trang nhìn thấy cơm tối đã được bày ra, Đỗ Kiếm đột nhiên cười nói. Sẽ không lại bị cắt điện đấy chứ? Lời này của Đỗ Kiếm đương nhiên là có sự ám chỉ. Không đâu, trạm biến áp Hoành Không vốn là muốn chuyển đi. Tuy nhiên, bây giờ trên tỉnh đã thay đổi chủ ý không chuyển đi nữa. Hơn nữa, còn đảm bảo sẽ cung cấp điện tốt nhất phục vụ cho nhân dân Hoành Không. Diệp Phàm cười nói. Thế thì tốt rồi, chứng tỏ đồng chí Chí Thăng rất ủng hộ công việc của các anh mà. Đỗ Kiếm cười nói, Diệp Phàm cảm thấy hình như lần này Đỗ Kiếm vẻ như đang làm người hòa giải. Đúng vậy, tập đoàn Hoành Không trước kia địa bàn nằm trên thành phố Hạng Nam. Bây giờ tuy đã tách ra, địa điểm thực tế vẫn không thay đổi. Thay đổi chỉ là về vấn đề quyền quản lý địa giới mà thôi. Ảnh hưởng này cũng không lớn, chúng vẫn là những thành phố. Huyện anh em như tay với chân có phải không nào? Lúc này phó chủ nhiệm ban phát triển và cải cách Lưu Thiên cười nói. Tục ngữ nói bán anh em xa mua láng giềng gần mà, sự phát triển của Hoành Không không thể tách rời khỏi thành phố Hạng Nam. Còn sự phát triển của thành phố Hạng Nam càng phải kết hợp với tập đoàn Hoành Không có phải không nào? Hai phía liên thủ càng tăng thêm sức mạnh, Hoành Không bay lên, thành phố Hạng Nam phát triển, cùng vươn tới sự tốt đẹp mà. Lúc này Phó Thường vụ Phòng Tài chính tỉnh đồng chí Chu Minh Viễn chen vào cười nói. Cậu nói thế nào đồng chí Diệp Phàm? Đỗ Kiếm mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Ai ra,
nguyện vọng này đương nhiên rất tốt đẹp, chỉ có điều khi thực hiện trên thực tế lại không hề dễ dàng. Lấy 12 xã, thị trấn của Hạng Nam mà nói, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân đưa vào đại quy hoạch của Hoành Không chúng tôi. Tuy chỉ là 12 xã, thị trấn, nhưng muốn biến 12 xã, thị trấn này thành những điểm du lịch quanh núi Thông Thiên thì cũng tương đối khó khăn. Nói thật 12 xã, thị trấn này chẳng hề có nguồn tài nguyên du lịch nào cả, càng không có bao nhiêu điểm sáng có thể nắm được. Mà tạo ra một vài điểm sáng thì có lẽ cũng chẳng thu hút được bao nhiêu khách du lịch. Nhằm vào điểm này người Hoành Không phụ trách khai thác du lịch chúng tôi đã hành động rồi. Thông qua nhiều phương diện khai thác, bây giờ cũng xem như là đã khai phá được một số điểm du lịch có thể khai thác. Chỉ có điều lại cần số tiền đầu tư lớn. Lúc này Ngũ Vân Lượng tranh thủ đưa ra đề tài. Không phải tỉnh đã đồng ý cấp cho các anh 100 triệu sao? Phó trưởng phòng Chu hỏi. 100 triệu, nghe thì rất nhiều, nhưng chia cho 12 xã, thị trấn này, mỗi xã, trấn không được 100 triệu. Hơn nữa, 12 xã, thị trấn này trước kia lại chẳng hề có hạ tầng du lịch. Bây giờ phải kết hợp với khu du lịch núi Thông Thiên để phát triển. Chỉ việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đã cần một khoản đầu tư không nhỏ rồi. Như thế, trước tiên là đường xá ở các xã, trấn không đảm bảo. Gồ ghề có thể khiến cho người ta ê mông, khách du lịch nào muốn đến. Còn ví dụ muốn khai thác một số điểm tham quan và những ngôi nhà cổ thì phải tu sửa phục cổ lại. Những việc này đều cần khoản tiền lớn. Còn nhân dân các xã, trấn hiện nay đều đang trong giai đoạn ngóng chờ, bảo bọn họ đóng góp đầu tư chút tiền thì họ cũng rất cẩn thận. Họ sợ rằng khi đầu tư vào chẳng có ai quản thế chẳng phải mất tiền sao. Cho nên, giai đoạn đầu chính phủ phải đầu tư nhiều. Đối với vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho tập đoàn Hoành Không chúng tôi sẽ dốc sức hoàn thành. Tuy nhiên, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân cũng phải có thái độ thực tế. Còn thành phố Hạng Nam là chủ quản của những xã, huyện này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được có phải không nào. Diệp Phàm nói, việc này tỉnh cũng đã xem xét, đương nhiên không thể do tập đoàn Hoành Không gánh vác tất cả được, thành phố Hạng Nam cũng phải gánh vác một phần. Các anh có thể ngồi lại cùng nhau bàn bạc mà, ví dụ như tỷ lệ bỏ ra đầu tư là thế nào. Còn tỉnh cũng đang xem xét điểm này. Lần này xuống, tôi còn có một nhiệm vụ, chính là điều tra nghiên cứu. Các anh có khó khăn gì thì cứ đề xuất, đó chính là tài liệu đầu tiên cung cấp cho việc điều tra nghiên cứu của tôi. Đỗ Kiếm nói, tỏ vẻ rất là hiền hòa. Chính là quyền quản lý các điểm tham quan du lịch của 12 xã, thị trấn này sau khi được xây dựng vẫn còn chưa rõ ràng. Theo ý của tỉnh thì chúng tôi xây dựng, còn quản lý lại do Cục Du lịch thành phố Hạng Nam đứng ra quản lý. Làm như thế thì tập đoàn Hoành Không chúng tôi chẳng phải là... Ngũ Vân Lượng nói đến đây nhìn Đỗ Kiếm ngại ngùng không dám nói. Thái Lượng có gì mà ngại không nói, tập đoàn Hoành Không chúng ta chẳng phải là đã làm không công sao. Chính xác là như thế, xã hội hiện đại đều là lấy việc theo đuổi lợi ích kinh tế là chính. Tuy nói tập đoàn Hoành Không chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân giúp đỡ thành phố Hạng Nam. Nhưng cũng không thể chẳng thu được một chút lợi ích nào. Việc này, về lý về tình đều không có. Hơn nữa, xây dựng xong 12 điểm tham quan du lịch nếu do thành phố Hạng Nam độc lập phân chia quản lý, như thế thì việc chủ tính quản lý chung sẽ rối loạn. Đến lúc đó, tôi sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý toàn diện của khu du lịch Thông Thiên. Vì thế điều quản và điểm quản phải kết hợp với nhau thì mới được. Diệp Phàm nói, cái gì gọi là điều quản và điểm quản, đồng chí Diệp Phàm, anh giải thích một chút đi. Chúng tôi xuống là để điều tra nghiên cứu, đương nhiên nên nghe nhiều hơn ý kiến của các đồng chí cấp dưới. Đỗ Kiếm hỏi, điểm quản lý chính là dựa vào những điểm tham quan làm cơ sở quản lý, việc này có lẽ là do thành phố Hạng Nam tổ chức. Còn điều quản chính là việc chúng tôi quản lý toàn diện của khu du lịch núi Thông Thiên. Những điểm du lịch nhỏ này đương nhiên cũng phải nằm trong chủ tính của khu du lịch núi Thông Thiên mới phải. Bằng không, chắc chắn sẽ trở nên rối loạn. Việc này cũng tương tự như việc quản lý hai cấp của cơ quan công an. Diệp Phàm nói, ha ha, ý của cậu là điểm quản là do thành phố Hạng Nam làm. Còn phương diện lớn thì do khu du lịch núi Thông Thiên quản lý. Cách nghĩ này cũng không tồi. Tuy nhiên, về mặt thu lời thì có lẽ vẫn phải bàn bạc cụ thể một chút. Đương nhiên, việc thu lời từ những điểm tham quan phía quản lý núi Thông Thiên thu một chút phí quản lý cũng nên thế. Đỗ Kiếm khẽ gật đầu nói, Phó Phòng Chu, khoản tiền tỉnh đã đồng ý khi nào các anh cấp xuống. Nếu không, không có tiền việc khởi công xây dựng 12 xã, trấn này sẽ gặp khó khăn.
Hơn nữa, giai đoạn trước chúng tôi đã đầu tư hơn 10 triệu rồi. Nếu tiền không cấp xuống thì chúng tôi chỉ có cách nhịn ăn. Diệp Phàm cười nói. Việc này cần phải hỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, bên đó chưa phê duyệt thì chúng tôi có tiền cũng không thể cấp xuống được có phải không nào? Những trình tự này chắc đồng chí Diệp Phàm hiểu rất rõ có phải không? Phó Phòng Chu cười nói, liếc nhìn Đỗ Kiếm. Ha ha ha, lần này xuống Chủ tịch Khúc có chỉ thị. Tiền của các anh đã phê chuẩn rồi, ngày mai sẽ chuyển khoản xuống phòng tài chính. Hơn nữa, xét thấy thái độ rất tích cực của tập đoàn Hoành Không. Vì thế Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tăng thêm 1 tỷ nữa. 100 triệu bổ sung này sẽ do tập đoàn Hoành Không dự tính sắp xếp, không nhất định phải đầu tư vào việc xây dựng 12 xã, thị trấn. Làm như vậy tính linh hoạt trong việc dùng tiền của các anh sẽ tăng nhiều. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng các anh có thể sử dụng tốt khoản tiền này. Đỗ Kiếm cười nói. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, cảm thấy đây là bút tích của Ninh Đại Lão. Trước kia mượn vấn đề 12 xã, thị trấn này để gõ Diệp Phàm. Lão muốn nói với Diệp Phàm, có những việc không phải cậu muốn thế nào thì được thế ấy. Quyền chủ động là ở tỉnh, còn việc cậu không khách khí với đồng chí Dương Chí Thăng, thế là chẳng nể mặt Ninh Chí Hòa ta. Gõ nhẹ ngươi một chút, sau khi quăng một cái tát lại cho thêm 100 triệu, đây chính là một viên kẹo ngọt to. Cũng có thể nói là phần thưởng an ủi Diệp Phàm. Dường như Đỗ Kiếm xuống kiểm tra chỉ là ngụy trang, chính là xuống để an ủi Diệp Phàm. Chiều ngày hôm sau Lam Tồn Quân trở về, gã lên trường đảng có lẽ còn chưa nóng chỗ thì đã trở về. Vừa về Dương Chí Thăng đến chào hỏi xong liền đi thẳng đến tập đoàn Hoành Không. Anh Diệp, các anh đang chơi trò gì thế? Chu Tước Sơn Trang, Mộc Nguyệt Nhi bày mấy cái bàn uống trà nhỏ, phía trên đặt mấy đĩa điểm tâm, Diệp Phàm và Lam Tồn Quân ngồi xuống. Ý của tỉnh là muốn tập đoàn Hoành Không quan tâm nhiều hơn đến thành phố Hạng Nam, đã có cơ hội này của 12 xã, thị trấn rồi, lão đệ, cậu hãy phối hợp cùng ta làm việc là được rồi. Muốn bảo Diệp Phàm ta làm lễ phục cho Dương Chí Thăng, chẳng có lề lối gì cả. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Làm như thế có lẽ trong lòng bí thư Dương của chúng ta lại mọc lên u nhọt rồi đấy. Lam Tồn Quân cười nói. Mọc thì mặc kệ ông ta, Tồn Quân, ta cứ nghĩ, việc này có phải chỉ là động tác nhỏ để thử của tỉnh hay không? Diệp Phàm nói. Ý của anh là tiếp theo tỉnh sẽ còn có hành động lớn hơn, còn 12 xã, thị trấn này chỉ là dẫn đường mà thôi. Lam Tồn Quân nói. Địa khu Giang Hoa đã thành công nhập vào đại quy hoạch của Hoành Không, bây giờ tuy còn đang xây dựng, nhưng tác dụng kéo theo bước đầu đã hình thành. Một khi việc xây dựng hoàn thành, hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn. Diệp Phàm nói. Vì thế tỉnh Thiên Vân cũng ngồi không yên nữa, không thể để địa khu Giang Hoa hoàn toàn cho tập đoàn Hoành Không. Quả đào này tỉnh Thiên Vân cũng phải hái vài quả có phải không nào? Lam Tồn Quân cười nói. Những ngày này ta cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Cảm thấy thực sự có khả năng. Cho nên đối với cậu mà nói chính là một cơ hội lớn. Bởi vì, cậu tiếp tay ngay từ đầu. Sau này nếu có lại có động tác lớn hơn thì ấn soái này thì chắc chắn thuộc về cậu rồi. Diệp Phàm cười nói. Hy vọng vậy, Dương Chí Thăng chắc chắn sẽ không đứng nhìn đâu. Dựa vào quan hệ của lão và Ninh Đại Lão, nếu cấp trên ép xuống, chúng ta cũng chỉ là phó soái mà thôi. Ôi, đảo đi đảo lại vẫn phải làm lễ phục cho lão ta. Đây là vấn đề có tính thực tế. Lam Tồn Quân nói. Vấn đề này tôi cũng đã nghĩ rồi. Cho nên gọi lão để cậu qua đây bàn bạc một chút, xem có cách gì hay không. Nếu làm cho tỉnh muốn thay người cũng không thể thay thì mới được. Diệp Phàm cười nói. Chương 3239, kéo người xuống nước. Việc này thì khó rồi, trước mắt tỉnh vẫn chưa có hành động tiếp theo. 12 xã, thị trấn này ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Cho nên Dương Chí Thăng tạm thời vẫn đang hy vọng, một khi thực sự có liên quan đến hành động lớn của toàn thành phố Hạng Nam thì Dương Chí Thăng nhất định sẽ nhảy ra. Lão vừa đến thành phố Hạng Nam, nhất định rất muốn làm được một việc lớn. Mà việc chạm biến thế Hoành Không lại là một cú vấp ngã lớn đầu tiên, đương nhiên trong lòng rất khó chịu. Khắc phục khó khăn là nhất định phải làm. Lam Tồn Quân nói, giai đoạn này chúng ta vắt óc nghĩ cách là được rồi, bất kể kết quả thế nào cũng phải tranh cho được. Diệp Phàm nói, việc này không thành vấn đề, bất kể thế nào, 12 xã, trấn này hãy nắm bắt trước đã. Tốt nhất là xây dựng thử một điểm du lịch, tỉnh Điền Nam là tỉnh lớn về du lịch, so với bọn họ thì tỉnh Thiên Vân chúng ta rõ ràng là kém hơn. Chỉ cần thí điểm thành công,
kể cả sau này có bị suy thoái thì ít nhất ban đầu cũng là tôi làm. Lam Tồn Quân nói, ngày mai tôi sẽ tổ chức một tổ thành viên rồi qua đây hợp tác làm cùng với các anh. Mẹ kiếp, muốn làm thì lớn một chút, không thì chẳng có ý nghĩa gì. Lão đệ ngươi đừng buông xuôi, cơ hội vẫn còn. Chúng ta thông qua việc tìm hiểu kỹ lưỡng, trong 12 xã, thị trấn này phát hiện có mấy xã, trấn có tiềm lực phát triển du lịch cao. Thực ra thứ gọi là du lịch này có lúc cũng là do tự tạo ra. Ví dụ như điểm tham quan mà nói, hoàn toàn có thể do con người tạo nên mà. Diệp Phàm cười nói, dù là con người tạo ra như thế nào cũng phải có nền tảng của nó. Lam Tồn Quân nói, cậu nghĩ xem, chúng ta đều là người luyện võ, hơn nữa công lực lại không thấp, trên phương diện này có thể nghĩ được cách khiến các vị khách du lịch của chúng ta phải rung động hay không? Diệp Phàm cười thần bí. Anh Diệp nghĩ được cách gì rồi? Lam Tồn Quân nhìn Diệp Phàm. Tôi đang nghĩ, lần trước sau khi đi lầu Lan Thanh Vương pha thu hoạch được cũng không ít. Hay là chúng ta đem một vài đồ vật trong đó chuyển đến đặt ở một trong 12 xã, thị trấn. Cậu nói xem, liệu có đem lại hiệu quả rất lớn không? Ví dụ đem cỗ quan tài gỗ lim nắp vàng kia đến đặt ở đây. Tuy là cỗ quan tài đó đã bị phá hỏng, nhưng càng hỏng lại càng hữu dụng. Diệp Phàm cười nói. Việc này sợ lộ ra thì phiền phức, đến lúc đó tôi và anh sẽ trở thành kẻ lừa đảo. Lam Tồn Quân băn khoăn. Người muốn thành đại sự thì việc nhỏ cũng phải làm, mà cỗ quan tài đó cho đến giờ vẫn còn đang được giữ bí mật mà. Ta vẫn chưa hề tặng nó cho bảo tàng, tin là tổ cũng sẽ giữ bí mật cho ta. Hơn nữa, lần này chúng ta cũng là lừa dối vì thiện ý có phải không nào? Hơn nữa, về mặt làm giả này ta có cách, và lại ngay cả bùn đất ở đó chúng ta cũng chuyển về một ít thì cũng không thể nói là giả hoàn toàn được có phải không nào? Diệp Phàm nói, nhìn Lam Tồn Quân hỏi. Cậu có làm không? Hiệu quả nhất định không tồi, các chuyên gia nhất định sẽ bình luận sôi nổi. Làm thế nào mà cỗ quan tài tinh tuyệt quốc lại chạy đến thành phố hạng nam của chúng? Nếu tổ chức hội thảo về vấn đề trong đó, ha ha, một trấn nào đó của thành phố hạng nam sẽ nổi tiếng. Lam Tồn Quân cười nói, rồi nghiến răng nói. Làm, đánh cuộc một phen. Thế thì tốt, ta sẽ cử Sa Thiên đi hoàn thành. Diệp Phàm cười nói. Anh Diệp. Tôi cảm thấy tốt nhất hay là đặt địa điểm ở một trấn thuộc thành phố hạng nam nằm giáp danh với trấn Hoành Không. Như thế các anh cũng được nhờ có phải không nào? Bằng không khi việc đã thành, những thứ tốt đẹp đều thuộc về thành phố hạng nam. Nếu để Dương Chí Thăng chiếm lấy thì chẳng phải là lợi cho lão rồi sao? Lam Tồn Quân nói. Ừm, có lẽ cũng có lý. Quyết định như vậy đi. Diệp Phàm cười nói. Bí thư Dương, gần đây biểu hiện của Diệp Phàm rất tích cực nhỉ. Phó Bí Thư Thái Trung Thiên cười nói. Hắn không biểu hiện thì được sao? Dương Chí Thăng tự đắc xoa xoa cằm, nghiễm nhiên thể hiện tư thế của một kẻ chiến thắng. Ha ha, việc lần trước có lẽ tỉnh cũng cảm thấy được. Diệp Phàm cũng làm quá lên, tỉnh cũng đã gõ hắn, hắn cũng phải thể hiện một chút để xoa dịu đi sự bất mãn của tỉnh. Bằng không, Thượng Phương Bảo Kiếm giơ cao lên thì hắn có thể đỡ nổi không? Thái Trung Thiên cười nói hết sức thỏa mãn. Có những việc không thể làm. Khi đã làm thì sẽ phải trả giá. Khi nói lời này Dương Chí Thăng dương như có chút đắc ý, thực tế trong lòng lão lại rất chua xót. Tuy việc xảy ra ở Ninh Gia Thái Trung Thiên không biết, nhưng Dương Chí Thăng khắc cốt ghi tâm nỗi nhục đó. Còn bây giờ Diệp Phàm chỉ đích danh Lam Tồn Quân giữ ấn soái, ngọn lửa trong lòng Dương Chí Thăng lại bắt đầu bùng lên. Nếu tất cả đều do Lam Tồn Quân làm, về cơ bản thì chẳng có việc gì cho mình nữa. Nghe nói Chủ tịch thành phố Lam đã thông qua hạng mục trợ cấp đối với 12 xã, thị trấn đó với ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân rồi. Số tiền đề cập tới là 200 triệu, cấp trên đương nhiên là hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhờ cơ hội đại quy hoạch của Hoành Không ra sức phát triển sự nghiệp du lịch của thành phố hạng Nam chúng ta. Đưa thành phố hạng Nam hướng lên là thành phố có môi trường du lịch lớn. Thái Trung Thiên nói, 200 triệu, lão Thái, anh đồng ý sao? Dương Chí Thăng cười nhăn nhó nhìn Thái Trung Thiên. Tiền của tỉnh không phải là rau mà lúc nào cũng nhặt được, thành phố chúng không giàu có, rất nhiều phương diện còn cần đến tiền. Một vài huyện, trấn nghèo vừa mới giải quyết được vấn đề cơm ăn, áo mặc cho nhân dân, còn vấn đề xây dựng cơ sở dịch vụ công cộng thì thành phố chúng ta còn rất kém. Công trình thủy lợi nông nghiệp, cơ sở công nghiệp cũng tương đối yếu, đều cần phải nâng cấp. Trước kia còn có tập đoàn Hoành Không. Bây giờ người ta đã ra độc lập. Chỉ tiêu nào cũng chẳng còn liên quan gì đến thành phố hạng Nam nữa.
Nơi cần tiền ở thành phố chúng ta quá nhiều, kinh phí một năm rót xuống chỉ một chút tiền. Cho nên, làm sao có thể ngay lập tức bỏ ra 200 triệu để đổ vào hạng mục du lịch chưa biết thế nào được? Thái Trung Thiên nói. Đúng vậy, vấn đề du lịch là phải đầu tư lớn nhưng hiệu quả chậm. Mấy tỷ của anh ném vào đấy thì chẳng thấy bọt sủi lên đâu. Du lịch đương nhiên phải làm, nhưng phương pháp chỉ vì lợi ích trước mắt thế này thì không hợp lý. Hôm nay 200 triệu, ngày mai 200 triệu, biết đâu được thành phố chúng ta có mở ngân hàng cũng không có tiền mà bỏ ra. Những vấn đề này cần phải tính toán chung. Tuy phát triển kinh tế là việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng không thể thiếu đi sự giám sát, chỉ đạo của thành ủy chúng ta. Bằng không chúng ta sẽ đều phạm sai lầm, thế thì sẽ mất chức. Dương Chí Thăng nói, hai người nói chuyện về cơ bản là muốn ngăn bằng được việc Lam Tồn Quân đưa vấn đề 200 triệu ra thông qua thành ủy. Những vấn đề liên quan đến đầu tư tài chính lớn như thế này đều phải được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, thông qua thì mới có hiệu lực. Lam Tồn Quân tuy là chủ tịch thành phố, nhưng quyền phê duyệt chi tiền nhiều nhất chỉ đến 100 triệu. Tiền chục triệu thì phải thông qua Ban Thường vụ. Thái Trung Thiên là phó bí thư thành ủy được phân công phụ trách công tác đảng quần chúng, liên thủ với bí thư thành ủy Dương Chí Thăng. Trước Lam Tồn Quân tuy có tạo được cơ sở nhất định, nhưng so sánh thì cảm thấy vẫn thế yếu lực mòn. Bởi vì về cơ bản Thái Dương liên thủ đã khống chế quyền nhân sự của cán bộ trong thành phố, bây giờ quyền nhân sự quá quan trọng. Ở một góc độ lớn hơn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thế lực của Lam Tồn Quân. Quả nhiên, dù Lam Tồn Quân đã chuẩn bị rất chu đáo, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Gã thở phì phì gọi điện thoại cho Diệp Phàm, kể chuyện 200 triệu vẫn chưa thể được thông qua. Đây là đồng chí Dương Chí Thăng đã chặn đường lui của cậu. Diệp Phàm lạnh lùng cười nói. Lão quá xảo quyệt, đã chặt đứt việc bảo đảm hậu cần, đại soái tôi đây không có tiền thì còn làm được cái quái gì nữa. Lam Tồn Quân cào nhau. Hơn nữa, ngay cả trưởng phòng tài chính lão cũng đã thay người. Lão liên thủ cùng với Thái Trung Thiên, về vấn đề bãi, miễn nhiệm tôi căn bản không có nhiều quyền phát biểu ở hội nghị ban thường vụ. Bí thư và phó bí thư đã quyết, dù tôi có dùng lý lẽ để phản đối cuối cùng cũng thất bại mà thôi. Mẹ kiếp, đúng là tức chết. Dương Đại Lao vốn là người của lão cái, bây giờ quan hệ của ta và lão cái rất tốt, Dương Đại Lao đương nhiên cũng ủng hộ công việc của ta. Có lẽ Dương Chí Thăng cũng đã biết được mối quan hệ đó, cho nên đã ra tay chuyển Dương Đại Lao đi. Hiện tại người mới thay là Tống Nhất Kỳ, nhất định đó là người của Dương Chí Thăng. Lão đệ, phòng tài chính của cậu mà không nghe lời, sau này chắc sẽ khó làm việc đấy. Diệp Phàm nói, trong cuộc đua giành vị trí, chức trưởng phòng tài chính là tương đối quan trọng. Phòng tài chính vốn là ngành thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, bây giờ lại do thành ủy phụ trách. Chức chủ tịch thành phố của tôi sắp thành bù nhìn rồi. Lam Tồn Quân tức giận. Thế thì khống chế ngược lại là được. Diệp Phàm hừ lạnh lùng nói. Anh nói là chỉnh đốn Tống Nhất Kỳ. Lam Tồn Quân hỏi. Chỉ chỉnh đốn hắn thôi thì chẳng có tác dụng, bởi vì một khoản tiền lớn cậu còn phải đưa ra hội nghị ban thường vụ thành ủy. Cho nên phải tính cả Thái Trung Thiên vào đó mới được. Diệp Phàm nói. Con người Thái Trung Cường này rất nhỏ mọn, hơn nữa, trước kia thời cái Thiệu Trung lão cũng đã thử qua vài lần, cuối cùng cũng đã bị cái Thiệu Trung đè xuống. Cuối cùng đành phải mặc kệ, bây giờ Dương Chí Thăng đã không dễ dàng gì lên được, phân cho lão một chút quyền lực, lão đã sống chết vì Dương Chí Thăng rồi. Hai lão này ràng buộc với nhau, trở thành một khúc xương khó bẻ. Hơn nữa, không có tiền, mà ta là người trực tiếp phụ trách phối hợp với các cậu làm mảng du lịch này. Đến lúc đó, không làm cho 12 xã, thị trấn phát triển lên được. Người phải chịu trách nhiệm là ta đây. Thói đời này chẳng ra gì cả, bên này muốn phát triển, người phía sau lại cắt đường phát triển, thế thì làm cái gì mà làm? Lam Tồn Quân nói. Hay là kéo Thái Trung Thiên xuống nước, đến lúc đó lão và đồng bọn cuốn lấy nhau, lão không ra tay thì không được. Diệp Phàm cười nói. Làm thế nào? Lam Tồn Quân hỏi. Cậu nói xem Thái Trung Thiên có muốn có thành tích hay không? Diệp Phàm cười khan một tiếng. Đương nhiên muốn, không muốn có thành tích thế thì làm con rùa rụt cổ à? Lam Tồn Quân nói. Thế thì đúng rồi, chúng ta chỉ cần nghĩ ra cơ hội. Cái gì Dương Chí Thăng không thể cho lão thì chúng ta sẽ có thể cho lão. Đến lúc đó, ta không tin là lão vẫn cứ ôm lấy chân của Dương Chí Thăng có phải không nào? Diệp Phàm cười nói. Cách nghĩ quả là không tồi, chỉ có điều khó tìm được cơ hội. Hơn nữa, cơ hội này còn phải khiến cho Thái Trung Thiên động lòng mới được.
Cơ hội nhỏ bình thường sẽ không thể khiến cho lão hứng thú, trừ khi cơ hội này có thể ảnh hưởng đến việc thăng chức của lão. Hơn nữa, Thái Trung Thiên là bí thư đảng quần chúng, được phân công quản lý công tác đảng, nếu bảo lão tham gia vào việc phát triển kinh tế thì có lẽ không hợp. Còn bây giờ cơ hội chúng ta có thể tạo ra được chỉ có thể là làm kinh tế. Lam Tồn Quân nói, ha ha, làm kinh tế thì không cần triển khai công tác xây dựng đảng hay sao? Làm công tác chính trị hàng ngày đều nói, nắm tư tưởng của đảng, chỉ có xây dựng được một đội ngũ đảng viên bản lĩnh vững chắc mới có thể phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, có phải không nào? Diệp Phàm cười nói, chương 3240, nói làm là làm. Nhưng là tôi phụ trách 12 xã, thị trấn này, chỉ một tiểu ban nhỏ lẽ nào còn phải lập ra một bộ chỉ huy lớn. Cấp bậc cũng không thể quá cao, bộ chỉ huy tôi vừa thành lập do tôi đứng đầu, còn cấp phó chính là phó chủ tịch thành phố cấp bậc phó sở. Việc này, xem ra cảm giác như là đem đại pháo bắn mũi rồi. Chỉ một tiểu ban nhỏ này nhất định sẽ không thể thu hút sự hứng thú của Thái Trung Thiên. Lam Tồn Quân có chút lo lắng. Không thể nói như vậy được, bộ máy 12 xã, thị trấn tuy không hề lớn, nhưng đây là khu vực mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp có công văn yêu cầu tập đoàn Hoành Không giúp đỡ. Chứng tỏ nó được sự chú ý số 1 của tỉnh, chẳng phải cậu nói phải xây dựng một điển hình, thế thì nhanh chóng xây dựng đi. Điển hình này không nằm ở quy mô, bởi vì nó chính là một thí điểm mà. Ảnh hưởng của nó không hề nhỏ. Việc này, ta nghĩ, tập đoàn Hoành Không và thành phố Hạng Nam các đệ có nên cùng nhau thành lập một bộ chỉ huy hay không? Bọn ta bên này sẽ cử ra một đồng chí cấp giám đốc sở qua đó phối hợp với đệ. Như thế cấp bậc này chẳng phải là nước lên thì thuyền lên sao? Hơn nữa, bốn người già mới đến đợt trước, chúng ta tận dụng kỳ tài. Diệp Phàm cười nói. Anh muốn nhờ danh nghĩa của bọn họ, mượn thế nào? Hơn nữa cũng chẳng có lý do để mượn. Lam Tồn Quân nói. Không thể nói là không có lý do để mượn được, ta đã nghe ngóng trong bốn người này rồi. Thái Lão Thái Tín Dương có thể nhờ đến dùng. Đồng chí già rồi mà, tuy đã nghỉ hưu, lại để cho họ phát huy một chút lòng nhiệt huyết còn lại tin rằng họ cũng vui vẻ có phải không nào? Diệp Phàm cười nói. Phát huy như thế nào? Lam Tồn Quân hứng chí. Có lẽ đang mở to mắt ở đầu dây bên kia. Đồng chí Thái Tín Dương trước khi nghỉ hưu đã đảm nhận chức trưởng ban tổ chức trung ương, cậu nói xem, có vị đại lão này nói giúp chúng ta vài câu. Thì đâu sợ cấp bậc của tiểu ban lãnh đạo xây dựng đảng quần chúng thành lập ra vì sự nghiệp đại quy hoạch Hoành Không thấp nữa sao? Đến khi đó, ta cũng tham gia vào. Ha ha, đồng chí Thái Trung Thiên không thấy hứng thú có thể được sao? Đến khi đó chúng ta không để cho Dương Chí Thăng tham gia. Khiến lão tức tối. Diệp Phàm cười nói. Thế thì tốt rồi, anh Diệp, anh nhanh mời Thái lão nói một lời đi. Vì sự phối hợp đại quy hoạch Hoành Không chẳng phải là chúng ta nên nhanh chóng thành lập tiểu ban lãnh đạo xây dựng đảng quần chúng rồi sao? Đến khi đó, anh cho tôi phó tiểu ban là được rồi. Ân soái này cứ do anh giữ đi, chúng tôi đâu có năng lực để lãnh đạo vị đại lão của tập đoàn Hoành Không này. Lam Tồn Quân cười nói. Việc này phải tìm một cơ hội thích hợp. Chúng ta phải thành lập tiểu ban lãnh đạo đảng quần chúng trước đã. Tiểu ban lãnh đạo liên thành phố này, địa khu Giang Hoa cũng sẽ kéo được vào. Đến khi đó mời Thái lão kiến nghị cho một chỉ thị thì chẳng phải là được rồi sao? Đương nhiên công tác tuyên truyền phải làm cho tốt. Phải chống rong cờ mở để mời Thái lão đến cắt băng chúc mừng mới được. Diệp Phàm cười nói. Hay lắm, tôi giơ cả hai tay tán thành. Lam Tồn Quân rất vui mừng. Diệp Phàm nói làm là làm, lập tức giao cho Khổng Ý Hùng dự tính nhân sự. Còn Lam Tồn Quân bên này cũng cùng với địa khu Giang Hoa chọn người. Ba ngày sau, cơ bản đã chọn được nhân viên. Sau đó Khổng Ý Hùng sắp xếp phương án, soạn bản thảo của phương án. Diệp Phàm fax bản thảo đó cho Thái Tín Dương. Thái lão rất vui, lập tức gật đầu nói có thể xuống tập đoàn Hoành Không một chuyến ngồi vào tiểu ban lãnh đạo xây dựng đảng thành lập vì đại quy hoạch Hoành Không. Hơn nữa còn dặn dò Diệp Phàm phải nắm bắt lấy việc lớn, bởi vì đảng lãnh đạo toàn diện mà. Trong việc xây dựng đại quy hoạch Hoành Không, vai trò tiền phong của đảng viên rất quan trọng. Thái lão vốn xuất thân từ làm công tác tư tưởng, bây giờ có thể gặp được đồng chí cấp dưới tôn sùng ông ta như thế, đương nhiên trong lòng cũng hứng thú hơn. Còn chức danh Diệp Phàm bố trí cho ông ta chính là chủ tịch danh dự ủy ban đảng quần chúng, ủy ban lãnh đạo xây dựng Hoành Không. Chủ tịch chính đương nhiên vẫn là Diệp Phàm. Thay canh chứ không thay thuốc, bộ chỉ huy xây dựng đại Hoành Không đã thành lập rồi.
hạt nhân của bộ chỉ huy này chính là ban đảng ủy. Bây giờ lại dở mánh lới này ra, Diệp Phàm đúng là biết cách chơi đấy. Dương Chí Thăng sau khi nghe nói đã hừ một tiếng tỏ ra rất khinh thường. Diệp Phàm chơi những trò vô dụng này làm gì chứ, đây đơn giản chỉ là đeo thêm chức danh bộ chỉ huy mà thôi. Hắn đúng là nhàn rỗi, công nhân trên công trường thì bận không hết việc, đám thủ hạ của hắn thì cũng bận tối mặt tối mũi. Còn hắn thì lại nhàn rỗi chơi những trò vô dụng này. Phó bí thư thứ nhất thành ủy thành phố Hạng Nam Phương Nhất Minh hừ nói. Vị bí thư thành ủy Tằng Vân Nhàn giờ đang có chút buồn rầu, từ sau khi cái Thiệu Trung đi đến giờ lão có chút yếu thế. Trước kia Lam Tồn Quân là một cánh tay của đảng chính bởi vì có cái Thiệu Trung đã có lời chào hỏi nên Tằng Vân Nhàn cũng đã giúp đỡ Lam Tồn Quân. Nhưng bây giờ khi Dương Chí Thăng quật khởi lên, lại thêm thế mạnh liên thủ của Thái Trung Thiên đã khiến cho Tằng Vân Nhàn thấy rằng dường như Lam Tồn Quân không còn chống cự được bao nhiêu nữa. Mà Dương Chí Thăng thì không ưa gì Tằng Vân Nhàn, có việc gì cũng đều giao cho Phó Bí Thư Thành ủy Phương Nhất Minh đi làm. Trên thực tế, ẩn trong nụ cười là sự thù hận như Tằng Vân Nhàn bây giờ cũng sắp mất hết quyền lực rồi. Đương nhiên trong lòng Tằng Vân Nhàn lo lắng, cho nên trên hội nghị thường vụ cơ bản chỉ là để cho đủ phiếu bầu là chính. Bây giờ lão chỉ mong muốn, cố gắng tránh xung đột trực tiếp với Dương Chí Thăng mà thôi. Còn bên này đối diện với Lam Tồn Quân thì tỏ ra hài hòa cũng chỉ là cố ý giả ngốc thôi, giống như chẳng nhìn thấy gì vậy. Dù sao cái Thiệu Trung cũng đã đi rồi, lời của ông ta trước mặt Tằng Vân Nhàn cũng chẳng còn mấy uy lực. Còn Tằng Vân Nhàn cũng có dự tính của riêng mình, dưới tình hình như thế này không thể nào tiếp tục nghe lời cái Thiệu Trung được nữa. Mà Dương Chí Thăng lại là thân tín của Ninh Chí Hòa, nghe nói còn có họ hàng, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng Tằng Vân Nhàn luôn cân nhắc. Nhất Minh, nếu anh thực sự cho rằng Diệp Phàm đang dở mánh khóe thì anh nhầm lớn rồi. Diệp Phàm tạo ra việc này, nhất định là có lý do. Chỉ là tạm thời chúng ta vẫn chưa biết được vì sao, mục đích là gì. Đương nhiên, theo lẽ thường mà nói thì tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng có thể tăng cường tính định hướng cho đảng viên. Bây giờ tiểu ban Diệp Phàm thành lập rất lớn, tố chất tâm lý, tác phong công tác của đảng viên là tương đối quan trọng. Bởi vì, hắn cần một đội ngũ cán bộ có tác phong cứng để hoàn thành đại nghiệp kiến thiết đại quy hoạch. Dương Chí Thăng nói, Vân Nhàn, Ủy ban công tác xây dựng đảng của đại quy hoạch Hoành Không anh nghe qua rồi chứ? Cái Thiệu Trung đã đến thành phố Hạng Nam, Tằng Vân Nhàn là chủ nhà đương nhiên là phải mời cơm rồi. Đã nghe rồi, nghe nói là do Diệp Phàm làm, thanh thế dường như còn rất lớn. Tằng Vân Nhàn nói, đây là một ủy ban tổ chức xây dựng đảng liên hợp của hai tỉnh, ba địa phương, chủ yếu là để có thể thuận lợi hoàn thành đại quy hoạch Hoành Không. Tăng cường đảng viên học tập, thúc đẩy sự nghiệp kiến thiết lên một bước nữa. Cái Thiệu Trung nói, việc này hình như cũng chẳng có gì mới mẻ cả, thực ra chỉ là đảng viên học tập mà thôi. Tằng Vân Nhàn gật gật đầu. Ha ha, mới mẻ đương nhiên cũng không lớn. Những việc mới mẻ mà cậu có thể nghĩ ra thì người ta đã sớm thực hiện rồi. Tuy nhiên, tuy là món cũ, nhưng cậu là một đảng viên, đối với cậu mà nói thì còn là một cơ hội tốt. Cái Thiệu Trung nói, tôi, việc này, tôi lại không thể tham gia, cũng không có lý do. Tằng Vân Nhàn ngơ ngẩn, nhìn cái Thiệu Trung có chút nghi hoặc ông chủ của ngày xưa này. Cậu thật đúng là, vừa rồi chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, hai tỉnh hai địa phương cùng phối hợp. Hơn nữa, thành viên có thể tham gia ủy ban không phải là nhiều, ý của Diệp Tổng là phải bồi dưỡng lực lượng nòng cốt đi đầu. Nếu có thể thực hiện thành công, sẽ đẩy lên một phong trào ở hai tỉnh, ba địa phương này. Còn đại quy hoạch Hoành Không không chỉ là đại quy hoạch của tỉnh Thiên Vân. Nó cũng là đại quy hoạch của thành phố Điền Nam. Ủy ban xây dựng đảng này sẽ xây dựng một điển hình làm việc. Đến lúc đó, khi ảnh hưởng đã lớn rồi, rất có khả năng sẽ gây được sự chú ý của tỉnh ủy hai địa phương. Cậu nghĩ em, đến khi đó, tỉnh muốn lựa chọn cán bộ nguồn, liệu có chọn ra từ đây hay không? Cái Thiệu Trung cười bí hiểm, sau đó thở dài, nói. Trước kia ba người các cậu là đều là người của cái Thiệu Trung ta, bây giờ đều tan rã cả rồi. Người ngồi tù, kẻ thất bại rút lui, chỉ còn lại một mình cậu ở đây. Còn ta ở tỉnh muốn chiếu cố cho cậu cũng thực sự khó khăn. Vì thế có những việc cậu cần nỗ lực tranh thủ. Tỉnh sẽ từ đó mà lựa chọn ra cán bộ nguồn, tôi thấy không thể nào đâu. Chỉ là một ủy ban đảng ủy được chi bộ đảng tập đoàn Hoành Không lâm thời thành lập nhằm tăng cường bồi dưỡng học tập cho đảng viên mà thôi. Một khi đại quy hoạch hoàn thành việc kiến thiết, ủy ban này sẽ giải tán. Hơn nữa, tuy là một xí nghiệp lớn,
nhưng làm những việc này tầm ảnh hưởng cũng không thể nào bay đến tầm mắt của tỉnh ủy được đâu. Nó lại chẳng phải là hoạt động xây dựng học tập do ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức. Tằng Vân Nhàn rất không tin vào việc này. Cậu à, người dân thành phố Hạng Nam gọi cậu là Tiếu Lý Tàng Đao, đây tuy là từ trái nghĩa, nhưng nhìn từ mặt khác cũng chứng tỏ trí tuệ của Tằng Vân nhà cậu. Thế nào, bây giờ sự nhạy bén chính trị của cậu càng ngày càng chậm chạp rồi phải không? Cậu vẫn chưa ngửi thấy mùi ở trong đó à, phải cảnh tỉnh cho cậu một lần nữa. Ta cũng muốn tham gia, đã nói với Diệp Phàm rồi. Để cho tôi một suất. Cái Thiệu Trung nói. Nếu trợ lý cái cũng tham gia thì tôi cũng tham gia. Chỉ là Diệp Phàm và tôi chẳng có quan hệ gì. Thậm chí trước kia còn có chút, chắc sẽ đá tôi ra ngoài thôi. Tằng Vân Nhà nói. Cậu cho rằng tôi sẽ hồ đồ mà tham gia có phải không nào? Nói thật với cậu, lần này Hoành không tổ chức ra ủy ban tăng cường học tập cho đảng viên này tuy không phải là do ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức. Nhưng chủ tịch danh dự của nó thì không hề đơn giản. Cái Thiệu Trung nói. Chẳng lẽ là một vị ủy viên thường vụ nào đó của tỉnh? Tằng Vân Nhà chột dạ, hỏi. Ủy viên thường vụ là gì, Thái Tín Dương Thái Lão có biết không? Cái Thiệu Trung hừ nói. Thái Lão nào? Tằng Vân Nhàn cảm thấy mình thở hơi gấp. Thái Lão đã từng đảm nhiệm qua trưởng ban tổ chức Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cậu nói còn là ai được nữa? Cậu nghĩ, ông ấy tuy chỉ là mang danh chủ tịch danh dự, nhưng có ông ấy đảm nhiệm chức danh đó thì sẽ khác hơn nhiều so với không có. Đến khi đó, khi ban tổ chức tỉnh ủy cần nhân tài thì không thể không chiếu cố chọn ra vài người trong đó được có phải không nào? Hơn nữa, đại quy hoạch Hoành Không cũng là được tỉnh ủy đặc biệt ủng hộ. Đương nhiên không thể không để mắt đến. Cái Thiệu Trung nói.